ta biết ngươi sẽ tới mà. Nhìn thấy Cơ Ngân, Sở Vô Xương thật sự rất mừng. Cơ Ngân đã ở đây, cô ta cũng không cần phải chết nữa. Nói thật, hình ảnh Triệu công tử xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân cũng không hề tao nhã một chút nào. Đáng ra hình ảnh này phải thật bá đạo khí phách, nhưng bây giờ hắn lại đang bò ra khỏi mặt đất giống như một con chuột nhắt. Ầm. Trong vài giây ngắn ngủi, đám người Huyết Y Môn đều đã ngã xuống đất. Thánh tử Huyết Y Môn thì vẫn không sao, nội tình của hắn ta đủ mạnh mẽ, chỉ khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Tình trạng của những tên khác thì không tốt được như vậy, thần long vẫy đuôi cũng không quá khủng khiếp nhưng thần long vẫy đuôi của Cơ Ngân thì khác, uy lực của nó rất mạnh, những kẻ có nội lực yếu thì ngoài hộc máu còn bị nứt rạn xương cốt. Cơ Ngân, Thánh tử Huyết Y Môn cau mày. Chờ một chút, để ta hộc máu trước cái đã. Triệu Bân đỡ Sở Vô Xương dậy rồi phất tay nói với đám người kia. Phụt! Nói hộc máu liền hộc máu. Hắn đã hộc máu một cách rất hung hãn. Không còn cách nào khác, thương tích của hắn cũng rất nghiêm trọng. Để có thể tới được đây thì hắn đã thi triển thuật triệu hồi hoán ngược không biết bao nhiêu lần, cũng bị vết cắt không gian cắt vào người không biết bao nhiêu lần. Cho dù hắn có vạn pháp trường sinh quyết thì cũng suýt bị vết cắt không gian cắt chết. Hôm nay có thu hoạch lớn rồi. Nhận ra Cơ Ngân, hai mắt của Thánh tử Huyết Y Môn sáng rực lên, dường như đã bỏ Sở Vô Xương qua một bên. So với cháu gái của nữ soái thì cái tên này mới đúng là một bảo bối, đừng nói là hắn ta, ngay cả lão tổ Huyết Y Môn cũng rất muốn có được cái tên này, nếu như không phải e ngại Hồng Uyên thì lão tổ đã sớm chạy tới cướp người rồi. Cho nên mới nói, hắn ta phải may mắn đến thế nào mới có thể gặp được Cơ Ngân trong di chỉ ma vực này. Hơn nữa lại còn gặp được một Cơ Ngân đang bị trọng thương. Tên kia đâu? Triệu Bân cuối cùng cũng đứng vững, bàn tay nhỏ lem luốc vẫn đang đỡ dưới chân Sở Vô Xương. Nói hắn đỡ chân Sở Vô Xương cũng không đúng, chính xác thì hắn đang vịn vào chân của Sở Vô Xương để đứng vững. Cũng may là hắn cho nên mới có thể chống đỡ được, bởi vì hắn có trường sinh quyết để dựa vào, đổi lại là người khác thì đã sớm bị chém thành bụi. Tuy hắn vẫn còn giữ được mạng nhưng thương tích đã rất thê thảm, vết thương do vết cắt không gian cắt phải rất khó hồi phục, một hai vết thì không nói làm gì nhưng quá nhiều như thế này rất khó để xử lý. Hắn đang hỏi về Thiên Vũ. Ta không biết. Sở Vô Xương lắc đầu, từ khi thiên địa biến hóa thì cô ta chưa gặp lại Thiên Vũ. Nói thật ra thì cô ta còn có mộ dự cảm chẳng lành rằng Thiên Vũ có lẽ đã bị giết. Ở bên trong di chỉ ma vực đi tới đâu cũng gặp kẻ thù. Ngay cả cô ta còn bị đuổi giết đến mức suýt tự sát thì Thiên Vũ hơn phân nửa cũng không tốt hơn là bao. Đều trách ta. Triệu Bân ho khan một tiếng nói, lúc đầu hắn chỉ nghĩ đến sự khổ sở của mình nhưng không nhớ tới sự khổ sở của hai đồng đội, một người bị thương chỉ còn nửa cái mạng, người còn lại sống chết chưa biết. Thực tế thì hắn cũng đã cố hết sức rồi, hắn đã đi tìm hai người suốt mấy ngày, trong mấy ngày này hắn nếu không phải đi tìm người thì phải đánh nhau, không phải đánh nhau thì chính là đi tìm người. Vẫn còn nói được thì tốt, Thánh tử Huyết Y Môn âm hiểm cười nói. Thuấn thân tuyệt sát. Đáp lại hắn ta chỉ có tiếng gào to của Triệu Bân. Tiếng gào phát ra quá đột ngột khiến cho tất cả, bao gồm Thánh tử Huyết Y Môn, đều phải lui lại phía sau. Cơ Ngân là một nhân tài, tuyệt chiêu đáng sợ nhất của hắn chính là thiên nhãn thuấn thân chém ra một kiếm tuyệt sát, làm gì có ai nghe thấy mà không sợ hãi. Nhưng Triệu Bân vẫn chưa thuấn thân. Hắn thật sự muốn thuấn thân nhưng ngặt nỗi đồng lực của hắn không còn đủ. Sở dĩ hắn gào to tất nhiên là để hù dọa đối phương. Hắn cần thời gian để khôi phục. Giết tên nào trước đây? Triệu Bân đảo mắt sang trái rồi lại đảo mắt sang phải, nhìn đám người phía trước một lượt. Kẻ nào bị ánh mắt của hắn lướt qua đều cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, chính xác mà nói thì còn lạnh toát cả sống lưng, rất sợ chỉ một khắc sau thì đầu mình đã rơi xuống đất. Nếu như Cơ Ngân dùng thuấn thân tuyệt sát thì chỉ một nháy mắt là đủ rồi. Đừng nghe hắn hù dọa, hắn không có đủ đồng lực. Tên Huyết Y Môn thứ nhất liền nói ngay, hắn ta cũng có thiên nhãn. Thiên nhãn của hắn ta khác với những người khác, trời sinh nằm trong lòng bàn tay. Con mắt đỏ ngầu chuyển động cực nhanh, mặc dù hắn ta nhìn không ra nhưng thiên nhãn của hắn ta thì có thể nhìn ra và cảm nhận được trạng thái thiên nhãn của Triệu Bân. Trên thực tế, việc này hắn ta đã sớm báo cho mọi người biết. Tất nhiên, bọn chúng đều sợ thuấn thân tuyệt sát cho nên mới biến thành chim sợ cành cong. Có thể đi vào di chỉ quả nhiên đều là nhân tài. Triệu Bân thở dài nói.
Kể từ khi bước vào di chỉ ma vực thì hắn đã gặp qua mấy thiên nhãn đều có thể cảm nhận được động lực của hắn, hắn rất biết người biết ta, ít nhất là vào lúc này thì lừa bịp cũng không có hiệu quả. Hắn không có đủ động lực nên cũng không thể thi triển thuấn thân tuyệt sát, sự hù dọa của hắn bây giờ nghiễm nhiên đã trở thành vật trang trí. Trì hoãn ắt sinh biến, giết. Thánh tử huyết y môn cũng lười nói nhảm, ngay lập tức ra lệnh động thủ. Nhận lệnh, 5 tên huyết y môn tiến lên, 6 tên huyết y môn còn lại lùi về phía sau. Đám tiến lên tất nhiên là để công phạt, còn đám lui về phía sau tất nhiên là để đánh phụ trợ. Bọn chúng đều đã kết ấn quyết thi triển thuật phong ấn, phối hợp vẫn ăn ý như trước, ngay cả Triệu Bân nhìn thấy thì cũng không dám tùy tiện lấy cứng đối cứng. Mà tên thánh tử chỉ đứng đó làm khán giả. Tất nhiên hắn ta cũng không chỉ đứng đó xem kịch mà còn đứng đó để chờ thời cơ. Đối với một kẻ như Cơ Ngân thì đánh lén có vẻ sẽ hiệu quả hơn. Ầm, ầm. Trong lúc đó thì 5 tên huyết y môn đã đánh tới, nhất tề công phạt, kiếm quang, đao mang, trường ấn chẳng chịt oanh tạc tới, khí thế cũng tương liên khiến cho uy lực càng thêm mạnh mẽ. Giống như trên chiến trường đều dựa vào số lượng binh lính nhiều tạo nên khí thế tương liên bộc phát ra đủ uy lực, cho dù là cường giả chuẩn thiên thì cũng sẽ bị uy lực của khí thế tương liên này làm cho suy yếu. Ngày xưa vua Âm Nguyệt cũng đã bị đánh bại như thế. Có cảnh giới thiên võ thì đã làm sao, uy áp thiên võ khủng bố như thế nhưng khi gặp thiên quân vạn mã liên hợp khí thế thì cũng tự nhiên sẽ trở nên suy yếu, ngay từ đầu đã bị trấn áp, không thể thi triển ra chiến lực cực hạn. Thiên cang hộ thể. Triệu Bân quát lớn, ngay lập tức triển khai phòng thủ. Thiên can hộ thể như một cái lông bao lá ấy Triệu Bân cùng Sở Vô Xương. Triệu Bân còn giải phong ấn của Sở Vô Xương, hai người cùng nhau để khí, mạnh mẽ ngưng tụ chiến lực, cũng tạo nên khí thế tương liên. Am, am, công phạt giáng xuống, thiên cang hộ đồ. Thể âm âm sắp trạng thái của Triệu Bân đang rất tệ cho nên uy lực của thiên cang hộ thể cũng không lớn, sức phòng ngự cũng kém hơn. Đã vậy thì ta liều mạng. Triệu Bân quát lên dữ dội, rút kiếm công phạt. Ngay cả người có khí tức đang dần mai một như Sở Vô Xương cũng cố hết sức bình sinh bộc phát sức mạnh, khí tức đang tán loạn trong chớp mắt mạnh mẽ ngưng tụ, cô ta cầm kiếm vô song xông lên, hoa văn trên thân kiếm cũng đều luân chuyển mạnh mẽ như đã sống lại. Keng! Cô ta cũng mạnh mẽ công phạt, không phân trước sau. Liều mạng chiến đấu trong hoàn cảnh tuyệt vọng thì chiến lực thi triển ra cũng cực kỳ bá đạo, giống như hai người bọn họ vậy. Một người bị thương nặng, một người chỉ còn lại nửa cái mạng, nhưng cả hai vẫn có thể bộc phát ra khí thế vô song. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Nếu như lúc này có kiếm nam ở đây thì hắn ta chắc chắn sẽ nói như vậy. Nếu như lúc này có Nguyệt Thần ở đây thì cô ta chắn chắn sẽ nói đây là sức mạnh tình yêu. Chỉ có điều, tình yêu này có chút đẫm máu. Lại còn kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Cho dù Triệu Bân cùng Sở Vô Xương có liên thủ thì vẫn bị đánh thê thảm, mỗi lần muốn phá vòng vây chạy trốn thì đều bị chặn lại, Triệu công tử muốn chạy trốn thì rất đơn giản, chỉ cần thi triển thuật triệu hoán ngược với phân thân là được, nhưng Sở Vô Xương thì không làm được như thế. Ta liên lụy ngươi rồi, Sở Vô Xương áy náy nói. Trở về trả cho ta ít bạc là được, Triệu Bân cũng thật thà nói. Sở Vô Xương liếc mắt một cái, sao ngươi không nói là lấy thân báo đáp luôn đi. Nếu như ngươi nói vậy thì ta sẽ đồng ý. Xem đi, khi con người ta lâm vào tuyệt vọng thì thường giải phóng bản chất của mình. Dù sao lần này cô ta cũng không chắc bọn họ có thể sống sót thoát ra ngoài hay không. Chuyện gì muốn nói thì cũng nên nói hết ra. Nói xong rồi thì cũng phải hành động. Không thể để lại tiếc nuối đến kiếp sau. Diệt! Tên huyết y môn thứ nhất hừ lạnh một tiếng, đánh ra một luồng kiếm khí trúng Sở Vô Xương. Triệu Bân sát khí ngập trời, chém lại một kiếm, suýt chút nữa đã chém chết tên huyết y môn kia, để làm được việc này thì hắn cũng phải trả giá, bị trúng một chưởng của tên huyết y nhân thứ hai khiến cho xương cốt nứt gãy. Sở Vô Xương ngay lập tức phóng lên, đâm một kiếm vào ngực của tên huyết y môn thứ hai. Phụt! Thánh tử huyết y môn đột nhiên cử động, đâm lén một kiếm. Triệu Bân bị thương, Sở Vô Xương cũng đã trúng một chưởng. Triệu Bân không sao. Nội tình của hắn đủ mạnh, lại được Trường Sinh Quyết chống đỡ. Sở Vô Xương thì rất khốn đốn. Một trường vừa trúng đã khiến cho cô ta xây sầm mặt mày. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Giống như cái tên thánh tử huyết y môn này vậy, vừa chấp được cơ hội là đã xông lên đánh lén không chút do dự,
vì hắn ta mà Triệu Bân và Sở Vô Xương đều trở nên hết sức chật vật, đặc biệt thảm chính là Sở cô nương. Lúc này cô ta chỉ còn lại chút hơi tàn. Hay nói cách khác, thứ chống đỡ cho cô ta lúc này chỉ còn là chấp niệm phải hỗ trợ cho Triệu Bân. Phong! Ba tên huyết y môn đứng phía sau đều quát lên, thi triển cấm pháp. Vòm trời run lên, một tòa tháp linh lung đẫm máu từ trên trời giáng xuống, tất nhiên là bí thuật huyễn hóa man gai lực bá đạo, hai người Triệu Bân không chạy kịp, bị kẹt trong tòa tháp. Mở ra cho ta! Triệu Bân tung quyền, mạnh mẽ phá vỡ tòa tháp. Cùng lúc đó, Sở Vô Xương bước ra, toàn thân phát sáng, thuộc tính ánh sáng thi triển vào ban đêm hết sức chói mắt khiến cho đám huyết y môn đang lao lên tấn công đều bị lóa mắt, ngay cả kẻ đang đứng xem trận chiến cũng hai mắt tối sầm. Ánh sáng này còn mạnh hơn rất nhiều so với bùa lôi quang. Phụt, phụt. Trong chớp mắt, máu tươi phun lên không trung. Triệu Bân nhìn thấy sơ hở, dùng kiếm đâm vào một tên huyết y môn, Sở Vô Xương cũng không nhàn rỗi, đánh ra kiếm khí ngũ sắc chu diệt một tên huyết y môn khác. Nổ. Triệu Bân lạnh lùng quát lên, đồng thời kéo Sở Vô Xương lui về phía sau. Bùa nổ là thứ không thể thiếu trong bất kỳ trận chiến nào, sở dĩ giờ phút này hắn mới vận dụng là bởi vì trên người của đối phương kẻ nào cũng có bùa chống nổ, hắn phải thi triển tiên thuật trộm cắp gỡ hết xuống thì mới ném ra bùa nổ được. Ầm, ầm. Tiếng nổ vang trời đi kèm với hình ảnh đẫm máu. Cùng với đó còn có những tiếng la hét thất thanh vang lên hết sức dễ nghe, một đám huyết y môn đều bị nổ tung lên trời. Trong đó có bốn tên còn chưa đáp đất thì đã nổ thành đống thịt nát. Đối phương chỉ còn lại 6 người. Hơn nữa, hầu hết bọn chúng đều đã bị nổ tới mức máu thịt văng tung tóe. Bùa chống nổ đâu, đây chính là điều mà đám huyết y môn muốn hỏi. Còn chưa chết, Triệu Bân nói, tay lại phóng ra bùa nổ. Ngoài ra còn có thêm một đống bùa lôi quang. Bùa nổ nổ tung, đám huyết y môn còn chưa kịp đứng vững thì đã lại bị nổ tung lên trời, đầu óc ông ông. Bị nổ đến nỗi ngay cả mẹ ruột là ai cũng không nhận ra, cũng không biết bùa chống nổ của mình đã bị trộm mất từ lúc nào. Đi! Triệu Bân kéo Sở Vô Xương, xoay người chạy trốn. Hắn rất muốn đánh chết đám ô hợp này nhưng lực bất tòng tâm, hai người đã bị thương quá nặng, mặc dù đám huyết y môn cũng bị nổ thê thảm nhưng thánh tử của bọn chúng thì vẫn bình an vô sự. Hắn ta lại có chiến lực rất mạnh, nói không chừng còn có thể dư sức một mình chiến đấu với hai người bọn họ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là nơi đây là di chỉ ma vực. Hắn đã cảm nhận được có không ít người đang chạy tới đây. Hắn có quá nhiều kẻ thù, nếu như lúc này còn bị bao vây thì bọn họ sẽ thê thảm. Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn. Đợi hắn khôi phục trạng thái thì sẽ quay lại xử lý từng tên một. Đi đâu? Thánh tử huyết y môn quát lớn, khí thế ngập trời. Từ đầu đến cuối hắn ta vẫn chưa tham chiến, cũng không bị bùa nổ nổ chúng. Trên người không có vết thương, hơn nữa còn duy trì được chiến lực đỉnh cao, nếu như không phải e ngại hắn ta thì Triệu công tử cũng đã không quay đầu bỏ chạy, chắc chắn sẽ khiến cho đám huyết y môn kia nổ thành tro thì mới thôi. Phá! Triệu Bân dùng Chu Tiên Quyết chém tan biển máu. Sở Vô Xương cố hết sức tung ra chiêu cuối cùng, kiếm khí ngũ sắc tụ lại thành một thanh kiếm năm màu, chém cho thánh tử huyết y môn phải lùi về sau. Sau đó, Triệu Bân lại bồi thêm cho hắn ta một cú sấm sét nữa. Ứ! Thánh tử huyết y môn hừ lên khó chịu, liên tục lùi về sau. Đến khi họ đứng vững lại thì liền thấy mười mấy thanh phi đao ập đến, hơn nữa, trên mỗi thanh phi đao đều có treo bùa lôi quang, chúng nổ tung khiến hai người tối tăm mặt mày, đến khi nhìn rõ lại được thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng đối phương đâu nữa. Đáng chết thật! Thánh tử huyết y môn hừ một tiếng lạnh lùng. Chạy lên chỗ cao, nhìn về phía xa. Đáng tiếc là không nhìn thấy gì cả, chỉ thấy một miền tối tăm. Hắn ta đã hối hận. Sớm biết chuyện thế này thì hắn ta đã tham chiến từ sớm rồi. Giờ thì hay rồi, họ bị tên cơ ngân đó tóm được kẽ hở để lợi dụng, dùng cả tá bùa nổ xử đồng đội của hắn ta, khiến kẻ chết người bị thương, vậy mà còn để mất dấu nữa. Một mình Sở Vô Xương bỏ chạy cũng được, nhưng nếu cơ ngân cũng chạy mất thì sẽ có chuyện lớn. Tuyệt chiêu thuấn thân của hắn không phải chuyện đùa đâu. Lục soát cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Thánh tử huyết y môn giận dữ hét lên, hai mắt đỏ hoe. Năm đồng đội còn lại của hắn ta đều loạng choạng chạy về các hướng, hỏi thăm tin tức của Triệu Bân, đồng thời trong lòng lại thăm hỏi tổ tông thánh tử nhà mình. Nhân nè, lòng nhòng tiếp đi, nếu ra tay sớm thì có chuyện này xảy ra sao?
lúc Triệu Bân và Sở Vô Xương xuất hiện trở lại thì bọn họ đã ở trong khu rừng tối. Hai người chưa kịp đứng vững là đã hộc máu, Triệu Bân khuỵ một chân, Sở Vô Xương thì ngã nhào. Khi đã thoát khỏi được nguy hiểm thì chút sức lực cuối cùng cũng tan biến theo. Cô ta đã kiệt sức thật sự, đôi mắt xinh đẹp càng lúc càng mờ, cơ thể đã mệt đến mức sắp ngất lịm đi. Đừng ngủ. Triệu Bân cầm hồ lô nhỏ lên, mở miệng Sở Vô Xương ra rồi đổ ào ào vào. Sở Vô Xương sặc ho dữ dội, nhưng nhờ có ngụm linh dược đó mà cô ta đã hồi phục được đôi chút. Sau đó, cô ta cố hết sức ngồi xếp bằng, vận dụng tâm pháp, loại trừ sát ý trong cơ thể và liều mạng nuốt linh dược hết ngụm này tới ngụm khác. Ừ, vậy mới đúng chứ. Triệu Bân cũng ngồi xếp bằng, liều mạng vận dụng trường sinh quyết. Nói thật, hắn bị thương còn nặng hơn cả Sở Vô Xương, không gian bị phân tách quá nhiều, chúng tụ lại trong cơ thể. Việc liên tục tham gia những trận đánh lớn khiến bên trong hắn chứa đầy sát ý đáng sợ, lúc này hắn vẫn còn sống được đã là may mắn lắm rồi. Nhưng vẫn còn may. Năng lực của hắn đủ mạnh, có thể cầm cự tốt. Còn về vết thương thì chỉ còn lại mỗi vấn đề thời gian thôi. Tối nay, Di Chỉ Ma Vực rất náo nhiệt. Thánh tử Ma Điện và Vương Dương đã bắt tay với nhau, sau đó đến cả tộc xác chết, Tiểu Nhật Áo Đen, Nguyên Thương. Huyết Y Môn cũng như Thánh tử Ma Sơn đều trở thành đồng minh, bọn họ đang tìm kiếm cơ ngân khắp nơi trên di tích. Đấy chỉ là mặt ngoài. Đằng sau còn có rất nhiều nhân vật lợi hại âm thầm cấu kết với nhau nữa. Những người đến đây đều là để tìm kiếm báu vật và cơ duyên, mà có vẻ như cơ ngân chính là một cơ duyên trong đó. Khắp người hắn đều là báu vật, nếu như có thể bắt sống được tên đó thì nhất định họ sẽ có thu hoạch lớn, ai mà không nổi lòng tham chứ. Tìm cho ta. Ma Khôi cũng hạ lệnh, hắn ta cũng muốn bắt sống cơ ngân. Lời của hắn ta khá có trọng lượng, hiện giờ, ở trong di chỉ này, hắn ta là người mạnh nhất, dù là ở bên ngoài, trong số những người cùng cấp, e rằng cũng không ai là đối thủ của hắn ta. Ân Minh cũng có thể đánh với hắn ta một trận nhưng nửa con cửu vĩ hồ thì sao thắng nổi Thái Thượng Hung Hổ, Triệu Bân đã biết từ sớm nên khi nhìn thấy hắn ta, tên này bỏ chạy ngay. Màn đêm lại âm thầm buông xuống. Triệu Bân và Sở Vô Xương lén chui ra khỏi núi. Vì có rất nhiều người đang nhằm về phía này, số lượng cũng không ít, tình hình hơn hẳn ý người, họ phải đổi một chỗ chữa thương. Dù đã chữa trị cả đêm nhưng cả hai vẫn chưa thể khôi phục như cũ, không tốn ba, năm này thì không xong. Hai người lại vào trốn trong một khe núi bên mé đông. Nhưng đấy cũng không phải là chỗ an toàn. Không bao lâu là đã có người tìm đến. Hết cách. Hai người họ chỉ đành phải tiếp tục đổi chỗ. Đánh đến da mặt ta cũng dày lên rồi, Triệu Bân than thở. Tâm trạng của Sở Vô Xương cũng chẳng khác là mấy. Từ khi vào Di Chỉ Ma Vực, đi đến đâu cũng bị đuổi giết. Đấy là biên cương của đại hạ, bị truy sát như thế mà không thấy xấu hổ mới lạ, nếu không có tiên trận kia thì dễ rồi, không tên nào chạy thoát được hết. Dưới ánh trăng, một tiếng nổ lớn vang lên khắp Di Chỉ. Sau đó thì thấy một vùng ánh sáng kỳ lạ phản chiếu lên bầu trời, dị tượng xuất hiện. Nó chẳng khác nào tiên cảnh, bên trong có núi cao sông dài, mây mù răng lối. Vốn dĩ trời đang tối, nhưng vì có dị tượng nên phản chiếu sáng cả nửa bầu trời, ai nhìn thấy cũng đều nghĩ là có vật báu lạ xuất hiện. Mau lên! Không còn kẻ nào lo đến việc truy sát nữa, ai cũng chạy về phía đó. Nhờ vậy mà bọn Triệu Bân mới có thời gian để thở. Họ tìm đến một khu rừng để tĩnh tâm trị thương. Còn về phần dị tượng kia, Triệu Bân cũng từng chạy đến chỗ cao để quan sát, đấy không phải là đan bất lão, cũng không phải là hoa bồ đề, có lẽ có bảo bối thật nhưng bây giờ hắn không còn sức để đi tranh giành nữa, đánh không lại họ rồi. Mấy ngày sau, tiếng thét thảm thiết liên tục vang lên. Truyền ra từ hướng đã xuất hiện dị tượng đến. Làm gì có bảo bối? Rõ ràng là một cái bẫy. Những ai vào đó thì phần lớn đều bỏ mạng, đừng nói ai khác, mạnh như Ma Khôi mà cũng vô cùng thê thảm, là cái bẫy do tiền bối tạo ra để gài đời sau mà. Thế là tập thể mấy thánh tử đều đi thăm hỏi Bất Diệt Ma Quân hết. May mà không đi. Triệu Bân đứng trên đỉnh núi, cầm kính viễn vong nhìn về phía xa. Tại chỗ hắn có thể nhìn thấy được cả vùng trời đã nhuộm đô màu máu, trời mới biết đã có bao nhiêu người chôn thân ở đó rồi. Đúng là bầy trần ngập trong ma vực. Bất kể là bẫy lớn hay nhỏ, hễ dính phải thì đếu chẳng dễ chịu gì. Hắn xem xong thì mới xuống núi. Vika đúng lúc Sở Vô Xương tỉnh lại, nhà ra một ngầm khi đục ngầu.
Mặc dù thương tích đã đỡ được 7-8 phần rồi nhưng sắc mặt của Sở Vô Xương vẫn trắng bệch, cô ta cần có thời gian điều dưỡng, dù gì cũng còn một vài vết thương không thể nào khỏi được trong 3-4 ngày mà, Triệu Bân có trường sinh quyết mà còn vậy đấy thôi. Đa tạ, Sở Vô Xương mỉm cười và khẽ nói. Triệu Bân không trả lời, tùy tiện ném bầu rượu đi rồi nhìn chằm chằm vào ấn đường của Sở Vô Xương. Liên tục đến 4-5 giây mà vẫn không thấy hắn rời mắt, khiến Sở Vô Xương cảm thấy rất mất tự nhiên. Cứ nhìn chằm chằm vào người ta như thế thì ngượng quá chừng. Gì thế? Triệu Bân thầm nghĩ, hai mắt cũng hơi nheo lại. Trên giữa trán của Sở Vô Xương có một vệt khí màu đen không chịu tan đi. Nếu có thầy tướng số ở đây thì nhất định ông ta sẽ nói, thí chủ, ấn đường của cô rất đen. Huyết cổ. Triệu Bân hơi chau mày, có vẻ như đã hiểu ra được điều gì. Hắn đi vòng ra sau lưng Sở Vô Xương, không thèm nói gì thì đã vạch áo người ta ra. Bờ vai trắng ngọc ngà lộ rõ. Ngươi làm gì thế, Sở Vô Xương giật mình, định khom người xuống. Làm gì, chả nhẽ lại cưỡng hiếp cô chắc, Triệu Bân giữ lấy cô ta bằng một tay. Nói đến cưỡng hiếp thì mặt cô gái trẻ lại đỏ lên, trong đầu bất giác nhớ đến đêm hôm đó, trong rừng hoa đào ở Phủ Linh Lung, suýt chút nữa là cô ta đã bị cái tên này làm chuyện đó rồi. Nếu không phải có Linh Lung đến kịp thì có sống sót ra khỏi đó được hay không cũng khó nói. Triệu Bân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bờ vai của Sở Vô Xương. Hắn không biết có trắng hay không nhưng ấn chú màu đen trên vai cô ta lại hiện lên rất rõ ràng. Đấy là huyết cổ, cũng còn được gọi là huyết chú, là bí pháp chỉ huyết y môn mới có. Hắn đã từng đọc bí kíp của nhà họ Ma và có nghiên cứu sơ qua về nó. Có lẽ Sở Vô Xương đã bị trúng huyết chú lúc đánh nhau với huyết y môn. Chỉ có điều Sở Vô Xương không biết mà thôi. Huyết chú là một loại dùng cổ thuật, cũng là một loại chú thuật. Nó như một dấu ấn, một khi khắc lên người thì rất khó giải trừ. Hơn nữa nó còn hút tinh huyết, tuy không gây cảm giác đau đớn gì nhưng lâu dần sẽ khiến người bị trúng huyết chú sẽ chết vì suy kiệt khí huyết. May mà hắn có thiên nhãn. May mà người dùng chú có đạo hạnh không quá cao. Nếu không thì sẽ khó mà nhận ra được vấn đề. Nhìn đủ chưa, Sở Vô Xương trừng mắt. Đừng ồn, đang trị bệnh đó, Triệu Bân tằng hắng. Bệnh hả? Huyết cổ. Trên người ta có huyết cổ sao, Sở Vô Xương kinh ngạc, có vẻ như cô ta cũng đã từng nghe nói đến loại chú pháp đó. Chứ cô tưởng nửa đêm nửa hôm, ta vạch áo cô ra để kiếm tiền hay sao, Triệu Bân đáp lại. Sở Vô Xương lại đỏ mặt, có vẻ như cô ta lại nghĩ xa quá rồi. Chuyện này cũng không thể trách cô ta được. Là ai kia đã có tiền án, làm cô ta bị ám ảnh mất rồi. Nào, ngậm vào miệng đi. Triệu Bân vừa nói vừa đưa cho cô ta một khúc gỗ. Đau lắm sao? Sở Vô Xương bất giác nhận lấy. Triệu Bân không trả lời, hắn đã lấy lôi điện ra, che phủ huyết chú. Thử là biết có đau hay không liền. A! Sở Vô Xương rên lên một tiếng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cô ta cũng tự giác ngậm khúc cây vào miệng. Đau, đau thốn đến tận tim. Cô ta từng chứng kiến sự lợi hại của huyết cổ huyết y môn. Năm xưa, cô của cô ta từng bị trúng huyết cổ của cảnh giới chuẩn thiên, lúc đó cô mới chỉ tới cảnh giới huyền dương, mất đến nửa tháng mới giải hết được chú ấn, còn suýt mất cả mạng. Hoàng tộc và thiên tông đều nổi giận, phái hoàng ảnh vệ xử huyết y môn một trận ra trò, suốt 10 năm, huyết y môn không dám ló mặt trên đất đại hạ. Bị thấy tên nào là bị giết tên đó ngay. Không ngờ, 10 năm sau, cô ta cũng bị trúng một đòn. Sấm sét kêu lên sèn sẹt. Ai kia cũng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc, cứ thẳng tay mà luyện. Hắn còn tự tìm cho mình một lý do rất hay nữa, đó là Sở Vô Xương giỏi chịu đòn. Rắc, chưa được một lúc thì khúc gỗ đã gãy đôi, nó đã bị Sở Vô Xương cắn gãy. Chắc là do quá đau, mặt cô ta trắng bệch, mồ hôi lạnh rất liên tục. Nào! Triệu Bân hiểu ý, lại đưa khúc gỗ khác qua. Lần này Sở Vô Xương không nhận mà tỏ ra mình có thể mạnh mẽ chịu đựng. Triệu Bân cũng không ép, tiếp tục tăng uy lực của thiên lôi. A! À, Sở Vô Xương hét lên, thở hồng hộc. Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cô ta thở rất có nhịp điệu. May mà chỗ đó không có ai. Nếu có người đi ngang qua thì nhất định sẽ ghé xem thử coi có phải ai đang làm chuyện mờ ám gì ở kia không. Triệu Bân cẩn thận nên nhét khúc gỗ vào miệng cô ta. Thở có nhịp như thế thì tất nhiên sẽ khiến người khác tưởng tượng lung tung.
Đặc biệt là hắn, một khi tưởng tượng là sẽ ảo tưởng ra được cả một bộ phim truyền hình dài tập. Hôm đó, hắn giúp nữ soái luyện sát ý. Tối nay lại giúp Sở Vô Xương luyện huyết cổ. Nếu phải so sánh thì nữ soái trắng hơn một chút. Nếu so sánh nữa thì Hoàng Phi Vũ Linh là trắng nhất. Không biết đến lúc nào hắn mới dừng lại. Huyết cổ đã bị luyện hóa, hắn cũng mệt lả. Sở Vô Xương đau tới thảm thiết, mặt mày trắng bệch, không còn giọt máu, mồ hôi lạnh ướt đẫm áo giống như vừa mới tắm xong, không còn vẻ yêu kiều và mùi hương thiếu nữ nữa. Nghỉ ngơi một lúc, khuôn mặt của cô ta mới ửng hồng lại. Đa tạ, cô ta đã nói câu có bằng cả trái tim. Không có gì thực tế hơn chút sao, Triệu Bân ôm bầu rượu và nói. Cần tiền hay cần ta? Sở Vô Xương cũng bắt nhịp theo, hỏi dồn tới. Cần cô. Triệu Bân thổi một hơi lên bầu rượu. Câu đó vẫn còn một nửa phía sau nữa là dùng cô đổi tiền. Người nói vô tình, người nghe lại có ý, mặt cô ta đỏ lên, dưới ánh trăng mở trông rất hút hồn. Từ khi đến Di Chỉ Ma Vực, cô ta phát hiện ra mình càng lúc càng bạo gan hơn. Có điều, đáp án của ai kia nghe có vẻ rất ngọt ngào. Dưới ánh trăng, hai người bọn Triệu Bân ra khỏi núi. Đi một tụ ba người tìm bảo vật, không biết người còn lại ở đâu. Phải tìm lại. Vì trước đó có dị tượng, rất nhiều người bị mắc bẫy. Phải nói là không có thê thảm nhất, chỉ có kẻ này thê thảm hơn kẻ kia mà thôi. Tất cả đều bị thương, đến cả Ma Khôi cũng không ngoại lệ. Vì vậy đêm nay ở Di Chỉ vô cùng bình yên. Phần lớn đều tìm chỗ bí ẩn để trị thương. Vậy cũng tốt, đỡ phải rắc rối. Cả hai đều cho phân thân của mình đi khắp các hướng. Nhưng tìm đến 4, 5 ngày vẫn không thấy tung tích Thiên Vũ đâu. Chuyện này khiến hai người họ phải chau mày. Từ khi vào trong Di Chỉ, họ đã gặp phải rất nhiều kiếp nạn, không tìm thấy Đan Bất Lão cũng không thấy tung tích Hoa Bồ Đề đâu, nếu giờ đến cả Thiên Vũ cũng mất tích thì đúng là lúng túng. Chắc không phải đã bị giết chết thật rồi đấy chứ. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, dự cảm không lành trỗi dậy mãnh liệt. Sở Vô Xương không nói gì, hai mày cũng nhíu chặt, rất có khả năng Thiên Vũ đã bị giết. Di Chỉ không giống như những chỗ khác, phần lớn người tiến vào đều là 4, 5 người hợp lại thành một đội, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng ai lẻ loi thì rất có khả năng sẽ bị vây đánh, chuyện cô ta gặp trước đây chính là minh chứng máu cho điều đó. Giờ Thiên Vũ bị lạc loài thì nhất định cũng sẽ gặp phải chuyện tương tự. Dừng. Lúc đi ngang qua một thung lũng, Triệu Bân đã hét lên. Sau đó thì thấy hắn tiến lên trước một bước, ôm lấy chân của Sở Vô Xương. Ngươi. Ù. Sở Vô Xương vẫn chưa nói dứt câu thì liền thấy trời đất rung chuyển. Không sai, trời đất lại biến đổi. Vốn dĩ là cảnh trong thung lũng, trong chớp mắt thì đã biến thành một vùng đất cháy. Vì vậy vẫn là Triệu công tử nhanh trí. Vào thời khắc quan trọng thì ôm đùi cũng là chuyện cần thiết. Nếu như lại bị tách nhau ra nữa thì sẽ phải đi khắp Di Chỉ để tìm. Hắn đến là để tìm Hoa Bồ Đề chứ không phải đến đây để tìm người. Còn ôm nữa hả? Sở Vô Xương liếc nhìn Triệu Bân, tư thế của tên nhóc này hiện tại thật sự rất buồn cười, giống như một con khỉ đang ôm lấy một cái cây, cái đầu nhỏ giống như cái trống lắc, nhìn sang trái rồi lại xoay sang phải. Hết rồi. Triệu Bân nhìn quanh một lượt rồi mới buông tay. Sở Vô Xương không thể không quan sát hắn lâu hơn, khả năng cảm nhận của tên này đúng thật là rất bá đạo, đến cả sự thay đổi trời đất trong tiên trận mà hắn cũng có thể biết trước được. May nhờ có hắn phản ứng nhanh, nếu chậm thêm chút nữa thì hai người họ không biết lại bị đẩy đến chỗ nào nữa. Tiên trận không ổn định. Triệu Bân đi chân trần, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hắn dùng đại địa linh chú để cảm nhận. Tuy không tìm được trận vân của tiên trận nhưng lại có thể cảm nhận được động thái của mặt đất, từ khi ra khỏi rừng cây thì mặt đất đã rất bất ổn, hoặc có thể nói là tiên trận đã có điều bất thường. Điểm bất thường đó là nó đã chuyển động nhanh thêm rất nhiều. Bởi vậy nên khoảng cách giữa hai lần trời đất thay đổi càng lúc càng ngắn hơn. Đấy là chuyện mà hắn có thể dự đoán được. Còn về những chuyện khác thì hắn không rõ, trời mới biết còn có chuyện tào lao gì nữa. Dù sao thì đấy cũng là trận pháp cấp tiên, người trần mắt thịt như hắn khó mà nghiên cứu thông được. Keng keng. Hắn lấy dây xích sắt và còng. Do trời đất không bình yên nên tốt hơn hết vẫn nên lấy dây xích khóa họ lại với nhau, không thể nào tách nhau ra nữa, vết xe đổ trước mắt vẫn còn đó, vẫn chưa tìm được Thiên Vũ, không thể nào để lạc luôn cả Sở Vô Xương được. Theo ngươi thì Đan Bất Lão ở đâu được?
Sở Vô Xương đeo còng vào rồi tùy tiện hỏi. Triệu Bân khẽ lắc đầu, Đan Bất Lão có trong di chỉ hay không còn chưa biết được chứ đừng nói gì đến việc nó đang ở đâu. Còn về phần hắn, hắn không có hứng thú với Đan Bất Lão, hắn đến là để tìm Hoa Bồ Đề, Liễu Tâm Như vẫn còn đang chờ hắn về cứu mạng. Một lát sau, đất trời chấn động. Triệu Bân đoán không sai, tiên trận đã vận hành nhanh hơn, việc trời đất biến đổi càng diễn ra với tần suất cao hơn. Trước đây là 4-5 ngày một lần. Giờ thì chưa hết một ngày đã đổi rồi. May mà hai người họ dùng dây xích và còng khóa lại với nhau nên mới không bị tách ra. Bọn họ không bị tách nhau ra nhưng những người khác thì khó nói rồi. Lần biến đổi này xảy ra đột ngột nhưng tình cờ lại để bọn họ gặp được một người quen, đấy chính là người thứ ba của tộc xác chết, không biết từ đâu bay đến, va mạnh vào một ngọn núi nhỏ làm nó nát tan. Hắn ta đứng lên với vẻ tàn tạ giữa khung cảnh đất đá bay tứ tung. Hắn ta bị thương nặng, tình trạng rất tệ, chắc là trước đây, trong lúc đi tìm báu vật cũng đã bị rơi vào bẫy, mặc dù nhặt lại được cái mạng nhưng khó mà hồi phục hoàn toàn, trông khuôn mặt hắn ta rất nhợt nhạt. Triệu Bân đoán không sai. Vốn dĩ người thứ ba của tộc xác chết đang trị thương, chẳng biết thế nào mà lại chạy đến chỗ này. Lần này bị té một cái, đến đầu óc cũng lơ mơ không tỉnh táo. Vậy cũng chả sao, nhưng đến khi đứng vững lại, nhìn thấy Triệu Bân và Sở Vô Xương thì mặt tên này mới thật sự biến sắc, di chỉ ma giới lớn đến vậy, nhiều người đến vậy, sao lại gặp phải hai người họ chứ? Vậy thì xui xẻo quá rồi còn gì? Cục cưng, nhớ ngươi chết đi mất, Triệu Bân mỉm cười. Hắn nhìn người thứ ba của tộc xác chết còn Sở Vô Xương thì lại liếc hắn. Gọi cục cưng cũng thân thiết thật đấy. Soạt, người thứ ba của tộc xác chết quay đầu bỏ chạy, không cần suy nghĩ. Đi thì sẽ không kịp mất, hắn phải chạy thôi, trước đây có biết bao nhiêu đồng đội mà cũng đều không đánh bại được tên nhóc này thì đừng nói gì đến việc hiện giờ mình hắn ta đấu với hai người đối phương. Hắn ta đã từng được chứng kiến uy lực của thuấn thân tuyệt sát, không thể nào phòng bị nổi. Vội đi đầu thai à? Triệu Bân đã cởi dây xích ra và đuổi theo. Người thứ ba của tộc xác chết đang bị thương nặng nên tốc độ cũng giảm sút đáng kể, so với Triệu công tử thì chậm hơn rất nhiều. Chạy chưa đến được mười mấy trượng thì đã bị Triệu Bân đuổi kịp, chặn đầu và trưởng cho một trường, bay lộn nhào. Để bắt được tên này, Triệu Bân chẳng buồn dùng đến thuật thuấn thân tuyệt sát. Cơ ngân, tưởng ta sợ ngươi thật sao? Người thứ ba của tộc xác chết hét lớn, biến ra một cái quan tài rồi đập xuống. Triệu Bân không thèm nhìn, đấm một đấm khiến cổ quan tài tan biến ngay, đến cả người thứ ba của tộc xác chết cũng bị phản phệ, hộc máu, liên tục lùi về sau. Hắn ta vẫn chưa kịp đứng vững thì Triệu Bân đã đánh đến trước mặt. Ọc, luồng huyết quang sau đó càng khiếp hơn. Triệu Bân ra tay rất dứt khoát, chỉ một cái là phế luôn đan điền của hắn ta. Người thứ ba của tộc xác chết hét lên thảm thiết, hắn ta cứ luôn gặp phải người mà mình không muốn gặp nhất vào ngay cái lúc bản thân yếu ớt nhất, 3/10 sức mạnh cũng không có nên sau khi không cầm cự nổi 3 hiệp đấu, tên này đã bị cơ ngân đánh đến tàn phế rồi. Thiên nhãn của ngươi đã thuộc về ta. Triệu Bân vừa nói vừa giơ cánh tay nhỏ về phía mặt đối phương. Lúc hắn thu tay về lại thì trong lòng bàn tay đã có thêm hai đồng tử ảo ảnh, đó là cái gốc của thiên nhãn, có hình dạng của con mắt. Chúng đã được hắn cho vào trong thiên nhãn của mình, bổ sung đồng lực đã bị hao tổn, tăng thêm tinh túy cho thiên nhãn. Còn có bao nhiêu người của tộc xác chết ở di chỉ nữa? Sở Vô Xương lạnh lùng quát, giống như đang thẩm vấn. Nhưng người thứ ba của tộc xác chết lại rất cứng đầu, hắn ta đã chấp nhận số phận rồi, thả chết cũng không khai. Nào, để ta. Triệu Bân kéo Sở Vô Xương ra, đặt một tay lên đầu của đối phương. Triệu Bân đã dùng thuật soát hồn, cưỡng chế thâm nhập vào đầu óc của người tộc xác chết kia, muốn cướp đi ký ức của hắn ta. Đáng tiếc là hắn không tìm thấy được gì. Chắc trong đầu của tên này đã có cấm chế cực mạnh. Theo hắn thấy thì chắc đó là tác phẩm của sư tổ tộc xác chết, là bí pháp hiếm thấy. Ngược lại, trong lúc bị soát hồn, người thứ ba của tộc xác chết đã lăn ra chết vì quá đau đớn. Tên kia đã chết một cách rất bức bối, nhân phẩm thật sự rất quan trọng. An nghỉ đi. Triệu Bân vừa nói vừa lục lọi. Hắn rất giỏi trong việc đó, chớp mắt đã cuỗm sạch hết mọi thứ khiến Sở Vô Xương nhìn thấy cũng phải suýt xoa, dù tên này không làm võ tu thì cũng không chết đói được. Cực kỳ thích hợp làm ăn trộm. Đi thôi. Triệu Bân hủy xác xóa dấu vết và bỏ đi trước.
Trông hắn nhỏ con vậy thôi chứ bước chân lại khá khí thế. Có điều, hắn có cái để kiêu ngạo mà, đếm kỹ lại, trong những người vào trong di chỉ, ngoại trừ thánh tử ma cung ma khôi ra thì gần như những người có tiếng tăm đều đã từng bị hắn đánh, đấy là một chiến tích không tầm thường. Sau mấy ngày yên ắng, di chỉ ma vực lại dậy sóng. Những cao thủ bị thương gần như đều đã xuất quan sau quá trình chữa trị, sức khỏe ổn định thì đương nhiên là phải kiếm việc gì đó để làm. Một là đi tìm bảo bối, hai là tìm cơ duyên, còn không nữa thì đi truy sát kẻ thù hay là tìm đám ma quỷ đánh một trận. Còn cơ ngân thì lại là mục tiêu của bọn họ. Triệu Bân rất khôn ngoan, trốn cũng rất giỏi. Đêm lại đến, Triệu Bân leo lên đỉnh một ngọn núi, Sở Vô Xương cũng ở đó, cả hai cùng dùng kính viễn vọng, quan sát bốn phía, khắp nơi đều có mây màu máu bao phủ, cũng không biết Thiên Vũ đang ở đâu, họ đã tìm đến mấy ngày rồi. Trong mấy ngày đó, Triệu Bân đã tiêu diệt được mấy kẻ thù. Gần như ai cũng bị hắn dùng thuật soát hồn. Hắn không chỉ muốn tìm ra bí mật mà còn muốn tìm tin tức của Thiên Vũ, biết đâu chừng có ai đó đã từng nhìn thấy Thiên Vũ, chỉ tiếc là, soát rất nhiều người rồi nhưng vẫn không thấy tung tích Thiên Vũ đâu, trời mới biết hắn ta đã chạy đi đâu mất rồi. Ù! Một tiếng ù vang lên, trời đất lại xoay vần. Hai người họ đã quen với chuyện đó rồi, mấy ngày nay, ngày nào cũng có biến cố. Lúc họ xuất hiện lại thì đã ở giữa một vùng đất đá đổ nát. Nhìn về phía xa thì có thể nhìn thấy một ngôi miếu cổ lụp sụp. Hai người thấy vậy đều có vẻ mặt quái dị, không ngờ trong ma vực mà cũng có miếu, trông rất lạ nha. Lẽ nào năm xưa Bất Diệt Ma Quân cũng là một người tin vào Phật sao? Nên mới đặt miếu ở đây để cung phụng. Hai người họ nghĩ vậy nên mới tới gần xem thử. Họ đẩy cửa miếu ra, bên trong phủ đầy bụi thời gian, chắc là đã lâu lắm rồi không có ai ghé thăm, không gian đậm vẻ điều hưu và cổ kính. Miếu cổ không lớn, đập vào mắt họ là một bức tượng Phật. Triệu Bân nhìn ngang nhìn dọc nhưng vẫn không phát hiện ra được gì. Trước bức tượng Phật có một bàn thờ đặt đồ cúng, bên trong lò hương không có hương, chỉ có cho hương còn sót lại và cũng bị phủ đầy bụi, chắc vì đã tồn tại quá lâu rồi nên khi vừa chạm vào lò hương là nó lập tức vỡ nát ngay, đến cả bàn thờ cũng vậy. Kỳ lạ, Sở Vô Xương lẩm bẩm. Kỳ quái, Triệu Bân cũng lẩm bẩm. Theo lý mà nói thì ma và Phật phải đối đầu nhau mới đúng. Sao lại có một ngôi miếu cổ trong ma vực thế này? Nghe cô nói, ma vực và đất Phật từng đánh nhau một trận, Sở Vô Xương khẽ nói. Còn có chuyện đó nữa sao, Triệu Bân nghe xong thì chau mày, hắn chưa từng nghe ma tử và Phượng Vũ nhắc đến chuyện này. Chỉ là truyền thuyết, không ai chứng thực cả, Sở Vô Xương chậm rãi nói, bà ngoại cũng từng nói, Bất Diệt Ma Quân từng đại náo đất Phật. Còn về lý do là gì thì đến nay vẫn là một câu đố. Vậy thì càng không hợp lý, Triệu Bân vuốt cằm, nếu như đã có thủ oán thì tại sao lại xây miếu, còn cung phụng tượng Phật, Bất Diệt Ma Quân là một người bá đạo mà lại chịu cúi đầu trước Phật sao? Sau này hắn phải hỏi ma tử cho rõ mới được. Lúc hai người họ đang nói chuyện thì đột nhiên cảm giác có một cơn gió thổi qua. Lúc đó, tầm mắt bọn họ trở nên mơ hồ, cảm giác giống như cảnh tượng trước mắt họ đang thay đổi. Ngôi miếu không còn dáng vẻ đổ nát nữa, tượng Phật cũng không còn loang lổ, lò hương trên bàn thờ cũng còn hương đang cháy. Hơn nữa, trước bàn thờ còn có một cô gái đang ngồi xếp bằng, tay cầm chuỗi hạt, nhẹ nhàng gõ mõ. Ngoài ra, còn có Phật âm vang lên bên tai từng đợt, như có người đang niệm kinh thật. Nhưng chớp mắt, mọi thứ lại quay về như lúc ban đầu. Hai người họ ngây ra vài giây rồi mới nhìn vào mắt nhau, đồng thanh thốt lên, có nhìn thấy không? Chắc là ý niệm còn sót lại, Triệu Bân khẽ nói. Cô gái đó là ai, Sở Vô Xương lẩm bẩm, nhưng thời gian quá ngắn, hay cũng có thể nói là chỉ vụt qua trong tích tắc, họ không kịp nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó, chỉ biết đấy là một cô gái nhà Phật với tiếng niệm kinh rất thành tâm. Ma vực còn gắn với nhiều câu chuyện hơn cả trong tưởng tượng. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, trước khi đến, hắn đã từng cảm ứng xung quanh ngôi miếu cổ này, không thấy có ma quỷ gì. Dường như ngôi miếu cổ này chính là cấm địa của ma quỷ, trong ma có Phật là đạo lý gì chứ? Sau khi xem xong thì hai người họ mới bỏ đi. Khi ra khỏi ngôi miếu cổ thì mắt hai người đều sáng lên. Người quen, họ đã gặp được. Người quen, là Thiên Vũ, cuối cùng thì cũng gặp được hắn ta còn sống rồi. Có điều, trạng thái của Thiên Vũ có vẻ không được tốt, hắn ta ôm bả vai đang chảy máu, loạng choạng bước đi, khắp người đều là máu.
hơi thở vô cùng nặng nề, nhìn là biết ngay hắn ta đang bị người ta truy sát. Xoạt, Triệu Bân phóng qua chỗ Thiên Vũ nhanh như một tia sáng. Lúc còn cách 4-5 trượng, hắn đã kẹp hai ngón tay lại với nhau, thi triển Chu Tiên Quyết, đánh về phía sau lưng Thiên Vũ, ép tên áo đen đang theo phía sau xuất hiện. Là tên kia đang truy sát Thiên Vũ, chắc là có thuật ẩn thân, hơn nữa còn ở cấp độ rất cao, người khác không nhìn ra được sơ hở nhưng lại không qua được thiên nhãn của hắn. Sở Vô Xương cũng nhanh tay, đỡ lấy Thiên Vũ. Không chết được, Thiên Vũ mỉm cười với vẻ mệt mỏi. Giữ vững tinh thần, Sở Vô Xương phóng chân nguyên ra, truyền vào trong cơ thể Thiên Vũ thì mới biết vết thương của hắn ta không hề đơn giản, có rất nhiều sát ý đang tiềm ẩn trong cơ thể và làm rối loạn căn cơ. Nghĩ cũng biết Thiên Vũ đã bị đánh thê thảm đến mức nào. Lúc trị thương, Sở Vô Xương cũng không quên quan sát tên áo đen kia, hắn ta trùm áo choàng đen, đến cả mặt cũng bị che khuất. Với khả năng của mình thì đương nhiên cô ta không thể nào nhìn ra được gương mặt của hắn ta, nhưng đây nhất định là một người trẻ chưa đến 20 tuổi. Triệu Bân đang đối đầu với hắn ta, hai mắt nheo lại. Nói thật, hắn cũng không nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương. Chỉ biết tên này rất mạnh, giống như một bóng ma, cơ thể lúc thì bình thường, lúc thì méo mó, đôi mắt sâu thẳm đó lạnh lùng và không cảm xúc, hơi thở cũng không ổn định. Còn binh khí của hắn ta cũng rất kỳ quái, không phải đao, kiếm, thương, kích gì mà lại là một cái liềm, đen nhánh, có khắc phù văn cổ bên trên, cái liềm khá sắc bén, toát lên ánh sáng mờ ảo vô cùng đáng sợ, nhìn thôi cũng thấy khiếp. Sát thủ, Triệu Bân nói thầm. Nếu như hắn đoán không sai thì tên này là người của La Sinh Môn. Cơ ngân của Thiên Tông đúng là danh bất hư truyền. Người áo đen cười nham hiểm, lời nói đầy ma lực. Keng! Để đáp lại hắn ta, Triệu Bân đã đánh đến bằng thuật thuấn thân tuyệt sát. Nếu như đã là người của La Sinh Môn thì chẳng có gì đáng để nói nữa. Nhưng, kiếm chí mạng đó của hắn đã chém trượt. Nói đúng hơn là vào giây phút đó, cơ thể của tên áo đen đã biến thành hư không, thế nên kiếm đó của Triệu Bân chỉ xuyên qua cơ thể hư ảo của đối phương, không hề gây ra thương tích thật. Chuyện này khiến hắn thấy hơi bất ngờ, có thể biến cơ thể thành hư ảo. Còn có phép thuật kỳ lạ đến vậy sao? Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Người áo đen cười nham hiểm rồi bỏ chạy ngay. Triệu Bân không đuổi theo, không phải vì hắn không đuổi kịp tên đó mà là vì sợ kế điệu hổ ly sơn. Nếu như đối phương còn có đồng bọn ở đây mà hắn lại bị dụ đi mất thì Sở Vô Xương và Thiên Vũ sẽ gặp nguy hiểm, dù sao thì Thiên Vũ đang bị thương rất nặng. Nhiều kẻ thù thế, Triệu Bân hạ giọng nói. Nào là Ma Quật, Ma Sơn, Ma Điện, Huyết Y Môn, Tiểu Nhật, Vương Triều Đại Nguyên, La Sinh Môn, tộc xác chết. Chỗ này đúng là một nồi lẩu thập cẩm mà. Ma vực là một chỗ tốt nhưng lại tập trung nhiều nhân vật bá đạo đến thế, bất cứ ai ở đây cũng là nhân tài đúng nghĩa. Hắn không nhìn theo nữa mà quay trở về lại. Thiên Vũ đã ngồi xếp bằng, Sở Vô Xương đang giúp hắn ta trị thương. Triệu Bân cũng đưa tay ra, lôi điện, khí huyền hoàng, chân khí thái âm, tất cả đều được dùng để trị thương cho Thiên Vũ. Nguyễn Cưỡng dùng chúng mới tiêu diệt sát ý còn sót lại trong cơ thể hắn ta, có một số là của Vương Triều Đại Nguyên, một số là của La Sinh Môn. Đã lấy được một thanh kiếm quý, Thiên Vũ cười và nói. Hắn ta vừa nói vừa lấy ra một thanh kiếm gãy, đen kịt. Triệu Bân trông thấy thì ánh mắt liền thoáng tia bất ngờ, đừng thấy vẻ ngoài thanh kiếm gãy đó không ra làm sao nhưng thật ra đó là một binh khí rất đáng gờm, có kiếm ý sót lại bên trên. Nếu như có thể nghiên cứu ra thì sẽ thu hoạch được rất nhiều. Hơn nữa, đến hắn cũng không nhận ra được chất liệu của thanh kiếm gãy đó, nhưng nhất định không thua kém gì vẫn thiết. Kiếm tốt, Sở Vô Xương khen. Vì nó mà suýt chút đã mất mạng, Thiên Vũ mỉm cười. Không mạo hiểm thì sao lấy được bảo bối. Triệu Bân cầm thanh kiếm gãy qua, nắm trong tay, không có gì bất thường hay kỳ lạ cả, nhưng vẻ ngoài không nói lên tất cả, nhất định uy lực của thanh kiếm này sẽ rất đáng sợ. Dưới ánh trăng, ba người bọn Triệu Bân lại lên đường. Vì trời đất liên tục thay đổi, Triệu Bân cũng trói Thiên Vũ lại với mình luôn. Khó khăn lắm mới tìm ra, không thể để lạc mất nữa. Quan trọng nhất là bây giờ tình trạng của Thiên Vũ rất tệ, cũng giống như Sở Vô Xương trước đây, hắn ta bị thương rất nặng, có đủ các loại thương tích trên người, không mất 4-5 ngày thì không thể nào hồi phục lại được, cần phải có thời gian để tĩnh dưỡng. Nghe nói ngươi đã đánh hỏng Hắc Ma Giáp rồi à? Thiên Vũ vừa nhìn xung quanh vừa hỏi, đương nhiên là đang hỏi Triệu Bân.
Hắn ta vừa thốt ra câu này, Sở Vô Xương ở bên cạnh cũng liếc qua nhìn Triệu Bân bằng vẻ mặt ngạc nhiên. Cô ta đã từng nghe uy danh của Huyền Võ Hắc Ma Giáp, đấy là kiệt tác của Bất Diệt Ma Quân, thậm chí còn được gọi là phòng ngự tuyệt đối, không ai trong những người cùng cấp có thể phá được phòng ngự. Một chiếc áo giáp như thế mà lại bị Triệu Bân chỉ ở cảnh giới Huyền Dương đánh hỏng sao? Tối đó hơi nóng tánh. Mỗi lần ai kia nói câu đó thì vẻ oai phong còn chói lóa hơn cả mặt trời. Có điều những gì Triệu Bân nói đều là sự thật, hắn không thù không oán với Ma Điện, là do Thánh tử Ma Điện chọc hắn trước, ngang nhiên gài bẫy hắn, nếu không phải vì cứu Sở Vô Xương thì hắn đã đánh tên đó thành cho từ lâu rồi. Mạnh đến vậy sao? Khi nghe Triệu Bân chính miệng thừa nhận thì Thiên Vũ và Sở Vô Xương đều giật mình. Bọn họ tưởng rằng, đến bây giờ, trong số những người đồng lứa thì chỉ có Long Phi và Ma Khôi là có thể phá được Hắc Ma Giáp, vì hai người họ là cá biệt. Một người có cửu vĩ tiên hồ trong cơ thể, người kia có hung hổ thái thượng trong cơ thể, có sức mạnh áp chế tuyệt đối, như vậy mới có thể xé tan cả Thánh tử Ma Điện và Huyền Võ Hắc Ma Giáp. Nhưng cơ ngân dựa vào đâu? Dùng đao để chém sao? Triệu Bân chỉ cười cho qua chuyện mà không giải thích thêm nhiều. Sở Vô Xương và Thiên Vũ hít một hơi thật sâu và nhìn hắn bằng ánh mắt khác. Xem ra bọn họ vẫn chưa hiểu rõ cơ ngân, tên nhóc này có bản lĩnh lắm đấy. Quãng đường sau đó vô cùng yên ắng. Thanh Ma Thiên này xuất sắc quá. Suốt dọc đường, không biết Thiên Vũ đã nói câu đó bao nhiêu lần, hắn ta cầm thanh kiếm gãy nhìn tới nhìn lui, mặc dù thanh kiếm đã rỉ sắt nhiều nhưng hình như vẫn có thể nhìn được hai chữ lờ mờ bên trên, Ma Thiên. Tên của nó là Ma Thiên, thường ngày hắn ta cũng xem rất nhiều sách viết về ma vực, nhưng chưa từng nghe đến thanh kiếm này. Có điều, nhìn khí uẩn trên thanh kiếm gãy này thì biết. Nếu như nó hoàn chỉnh thì nhất định sẽ không thua gì kiếm Ma Long. Đâu chỉ có hắn, Triệu Bân cũng chưa từng nghe nói đến. So với Thiên Vũ thì hắn còn đọc nhiều bí kíp hơn. Nhưng không có thông tin gì về thanh kiếm này. Hoặc cũng có thể là do thời gian quá lâu nên nhiều bí mật đã bị thất truyền. Chẳng hạn như miếu cổ trong ma vực, trong sách không hề đề cập chút gì đến cả. Thiên Vũ có cơ duyên thì hắn cũng vậy. Nói đến cơ duyên thì hắn lại liếc nhìn sang nhẫn ma, đàn đá vẫn lặng lẽ nằm ở đó. Đấy là một bảo bối, uy lực còn mạnh hơn cả kiếm Ma Long và không phải là thứ mà Ma Thiên có thể so sánh. Nếu dùng hai thanh kiếm này đi chém yêu thụ thì chắc không chém được nhưng nếu dùng đàn đá thì có thể tấn công làm cho yêu thụ chết ngay. Đương nhiên, bản thân người đó cũng cần phải có đủ bản lĩnh thì mới được. Như hắn, có trường sinh quyết chống đỡ mà còn suýt chút bị tấn công ngược lại. Nếu là người bình thường thì e rằng đã bị chấn động đến chết từ lâu rồi. Hai trong ba người của nhóm truy tìm báu vật đều có cơ duyên. Còn lại Sở Vô Xương thì đương nhiên cũng sẽ không bị bỏ lại. Trong mấy ngày lạc nhau, cô ta không chỉ bị truy sát mà cũng gặp được cơ duyên. Trong một tòa lầu cổ, cô ta đã tìm được một viên ma châu màu tím, đến giờ vẫn còn cất kỹ trong bùa chứa đồ, chưa nhìn ra được lai lịch. Không bao lâu, họ lại gặp phải một con sông máu. Ma vực có rất nhiều con sông máu thế này, trong mỗi con sông đều có ma quỷ, hơn nữa nước đều đỏ thắm khiến người ta bất giác nghĩ rằng là do máu người tạo ra, mùi tanh tưởi nồng nặc bay khắp nơi. Chắc là ở đây. Triệu Bân lấy bản đồ ra, phán đoán địa hình. Không có tung tích gì của Đan Bất Lão, chẳng khác gì mò kim đáy biển, Sở Vô Xương than thở. Thiên Vũ cũng có tâm trạng tương tự. Dù là có chút dấu hiệu của dị tượng thì cũng được mà. Di chỉ ma vực rộng như thế, muốn tìm một viên đan dược chẳng phải là đang mò kim đáy biển sao? Triệu Bân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào sông máu. Hắn có thiên nhãn, có thể nhìn thấy đáy sông rất rõ ràng, dưới đó có một con quỷ có hình người. Chỉ có điều, đầu nó rất to, to bằng vò rượu, chính xác hơn là một con quỷ đầu to. Lúc hắn nhìn thì tên đó đang ngồi moi móng chân. Triệu Bân vuốt cằm. Con quỷ đầu to này không giống như những con quỷ khác, hai mắt sáng trong, thỉnh thoảng còn đảo quanh, mặc dù chỉ là cảnh giới Huyền Dương nhưng thần trí lại rất cao. Hắn nghĩ vậy nên thò tay xuống sông như đang bắt cá. Thế là con quỷ đầu to đó đã bị bắt lên. Ta đâu có chọc đến ngươi, bắt ta làm gì? Con quỷ đầu to hét lên, vung tay múa chân. Thiên Vũ và Sở Vô Xương thấy vậy thì đều bất giác chau mày. Suốt dọc đường họ từng gặp rất nhiều ma quỷ nhưng chỉ có tên này là trông thú vị nhất. Không ngờ nó lại giống con người đến thế, nói mấy câu của con người lưu loát đến vậy. Nào,
Triệu Bân túm theo tên đó, chạy thẳng vào rừng. Trên đời có một loại cây mọc cong, đó là cây cổ lệch. Ma vực cũng có loại cây này. Triệu công tử khá tình cảm, đã treo con quỷ đầu to đó lên cây cổ lệch. Biết điều thì hãy thả ta ra, nếu không thì ta sẽ cho ngươi biết tay. Con quỷ đầu to vùng vẫy dữ dội, nó không chỉ nói lưu loát mấy câu của con người mà còn biết hăm dọa nữa. Chuyện này khiến Thiên Vũ và Sở Vô Xương rất hứng thú, trí thông minh của tên này không chỉ cao một cách bình thường. Đan Bất Lão ở đâu? Triệu Bân hỏi. Con quỷ đầu to đảo mắt, lắc đầu và nói, chưa từng nghe. Hoa Bồ Đề thì sao? Triệu Bân lại hỏi. Không biết, mặt con quỷ đầu to ngây ra. Thành thật sẽ được tha, kháng cự sẽ bị phạt nặng đấy, Thiên Vũ lấy kiếm sắt ra hù dọa nó. Không biết thật đó, con quỷ đầu to run rẩy nói. Ép ta dùng biện pháp mạnh à? Triệu Bân đưa tay ra, đặt lên đầu của đối phương, dùng thuật soát hồn. A, à, con quỷ đầu to rên một tiếng khó chịu, biểu cảm khá đau đớn. Theo sau tiếng hét thảm thì nó cũng lập tức hôn mê. Thiên Vũ và Sở Vô Xương không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi, biết đâu thật sự có thể tìm ra được bí mật gì đó có ích. Con quỷ đầu to này cũng có thể nói đã là cư dân bản địa của ma vực, chắc nó sẽ biết nhiều hơn. Chuyện gì thế nhỉ? Một lúc lâu sau mới nghe Triệu Bân lẩm bẩm. Không ngờ trong đầu con quỷ đầu to lại là một mớ lộn xộn, không có ký ức gì cả. Lần soát hồn này của hắn chẳng những không tìm thấy được gì mà còn suýt chút bị lạc lối trong mớ hỗn độn đó. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện như thế. Quỷ biến dị sao? Hắn đoán thầm trong bụng. Cách nghĩ đó cũng rất hợp lý. Dù sao thì thời gian đã rất lâu, mà vực lại là nơi kỳ quái, sinh ra loài khác cũng không có gì lạ. Thế nào hả? Thiên Vũ hỏi. Đầu óc hỗn loạn, không tìm thấy được gì. Triệu Bân khẽ lắc đầu. Hắn không giết con quỷ đầu to mà thả nó vào sông lại. Nhưng hắn không bỏ đi mà đứng quan sát ở một nơi cách sông không xa. Hắn biết bí mật sao? Sở Vô Xương nhỏ tiếng hỏi. Không chắc, Triệu Bân trả lời rồi nhìn chằm chằm vào con sông, hiếm khi gặp được loài lạ thế này, hơn nữa còn có trí tuệ cực cao, có thể nói không khác gì với con người. Nhất định con quỷ đó có vấn đề. Bọn họ đứng đợi hết một ngày. Đến khi màn đêm buông xuống thì sông máu mới có động tĩnh. Là con quỷ đầu to. Nó thò đầu ra nhìn ngang nhìn dọc, rồi lại hụp lặn xuống sông. Mấy ngày sau đó nó đều hành động y như vậy. Cứ cách một hồi là lại ngoi lên, quan sát chung quanh. Hành động đó giống như đang thám thính tình hình địch, hơn nữa còn khá cảnh giác. Theo Triệu Bân thấy, đó là một kiểu cảnh giác. Nó cẩn thận như thế thì nhất định là có trí tuệ đặc biệt và cũng có cảm xúc của con người, chỉ số thông minh của con quỷ đầu to này nghiễm nhiên đã vượt trên trí óc của ma quỷ rồi. Đến ngày thứ 9, con quỷ đầu to mới chui ra. Quan sát xung quanh một lượt rồi mới vội vã chạy về một hướng khác. Đi theo. Triệu Bân giấu khí tức, lặng lẽ theo sau. Vô Xương và Thiên Vũ cũng dùng bùa che mắt. Con quỷ đầu to đi rồi dừng rồi lại đi. Bọn Triệu Bân cũng vừa đi vừa nấp. Hắn đi làm gì thế? Có quỷ mới biết. Ba người xì sầm to nhỏ, theo sát phía sau. Con quỷ đầu to dừng lại trên một vùng đất cháy rộng mênh mông. Ta đã từng đến đây, Sở Vô Xương nói. Ta cũng đã từng đến, Thiên Vũ cũng nói. Triệu Bân không nói gì, dường như chỉ có mình hắn chưa đặt chân đến. Con quỷ đầu to đã dừng lại, không biết móc đâu ra một cái lư hương. Nó cắm vào ba nén hương rồi đứng trước ba quỷ chín lạy, nhìn thần thái vô cùng thành tâm. Đang vái ai thế? Sở Vô Xương thắc mắc. Bắt về hỏi thử, Triệu Bân và Thiên Vũ đồng loạt nhảy ra. Co giò bỏ chạy, chạy đi đâu? Ba người họ đều đưa tay ra nhanh như chớp, nhưng bọn họ vẫn chưa bắt sống được nó thì trời đất lại rung lên. Trùng hợp thay, trời đất lại biến đôi. Chi trong tích tắc, ba người họ đã e trong một thung lũng. Lúc mở mắt ra thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng con quỷ đầu to đâu nữa. Tìm đi. Triệu Bân là người đầu tiên đứng vững, hắn chạy một mạch về con sông máu đó. Nhưng đáng tiếc là không còn con quỷ đầu to ở đó. Bọn họ lại chạy thẳng về mảnh đất khô cằn kia. Nhưng khi đến nơi vẫn không nhìn thấy con quỷ đầu to. Chắc nó đã trốn rồi, Thiên Vũ tằng hắng. Sở Vô Xương cũng cảm thấy khá bối rối, là do bọn họ đã quá nóng vội. Giờ thì hay rồi, dọa đối phương chạy mất rồi, muốn tìm lại thì sẽ khó hơn rất nhiều. Dưới mảnh đất này có huyền cơ. Triệu Bân đi chân trần, lượn qua lượn lại ở đó.
thỉnh thoảng còn thấy hắn bỏ xuống, úp sát tai xuống mặt đất. Còn Sở Vô Xương và Thiên Vũ thì lại không phát hiện ra điều gì. Chỗ này, Triệu Bân tìm được một chỗ rồi độn địa. Còn Sở Vô Xương và Thiên Vũ thì đứng chờ bên ngoài. Sau đúng một khắc mới thấy Triệu Bân ra ngoài. Là huyền cơ gì, hai người họ vội hỏi. Có một địa cung. Triệu Bân vừa phủi bụi trên người vừa đi về phía còn lại, còn quay lưng về phía hai người họ và ngoắc tay, ra dấu bảo họ đi theo. Đúng thật là dưới mảnh đất này có một địa cung nhưng cửa vào lại không nằm ở đó. Con quỷ đó rất lanh lợi, tìm đâu là chúng đó. Sau khi xuống đất thì liền gặp một đường hầm tối đen. Không có gì bất ngờ, điểm cuối của đường hầm là một cửa đá vừa to vừa nặng. Với tu vi của ba người họ thì không thể nào đẩy ra được. Nhưng cũng không cần thiết phải đẩy cửa ra vì hai bên trái và phải của cửa đá đều có cơ quan mở cửa. Chuyện này không thể làm khó được Triệu công tử. Sau đó hắn chạy qua chạy lại hai bên. Cơ quan rất phức tạp, nhưng hắn có thể xử lý được. Cơ sư đệ đa tài đa nghệ thật đấy. Thiên Vũ mỉm cười và nói. Làm mấy chuyện bắt gà trộm chó nhiều nên giờ đã thành chuyên gia rồi, Sở Vô Xương nói lời thật lòng. Vù, cánh cửa đá đã mở ra sau khi tiếng vù vang lên. Đột nhiên, không khí cổ kính từ bên trong ùa ra, mang theo cả ma sát, và còn có cả Phật quang. Ba người họ thấy vậy thì ngây ra, bọn họ có thể lý giải nếu ở đây có ma sát, nhưng những tia Phật quang đó là sao? Cẩn thận đấy! Triệu Bân cầm kiếm Long Uyên, bước vào đầu tiên. Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng đều lấy vũ khí của mình ra. Địa cung khá lớn nhưng chỉ có một tế đàn, bên trên tế đàn có đặt một cỗ quan tài băng ngọc, kỳ lạ là không có ai nằm trong cỗ quan tài ngọc đó. Chuyện này khiến ba người họ ngỡ ngàng, một địa cung lớn như thế, lại ở một nơi bí mật thế này mà chỉ để cung phụng một cỗ quan tài thôi sao? Mà người trong quan tài thì đã đi đâu mất rồi? Ù! Trong lúc bọn họ đang đứng nhìn thì cánh cửa đá đã đóng lại. Lúc cửa đóng lại thì cả địa cung đều rung chuyển, ma chú kỳ lạ xuất hiện. Mang theo ma lực cổ xưa làm rối loạn tinh thần của ba người, khiến họ không thể nào kháng cự được. A, Triệu Bân ôm đầu, không ngừng rên rỉ khó chịu. Hắn có võ hồn mà còn không chịu nổi ma chú thì nói gì đến Sở Vô Xương và Thiên Vũ. Thất khiếu hai người chảy máu, cơ thể loạng choạng, vì ma chú mà đầu óc cứ lơ mơ như bị một tia sấm sét vạn cổ đánh phải. Người vào địa cung này đều phải chết. Có giọng nói vang lên trong ma chú, uy nghiêm và lạnh lùng. Giọng nói đó đã khiến ba người họ phải thổ huyết. Giây phút đó, dường như bọn họ đều đã nhìn thấy thần chết đang vẫy tay với mình. Ma chú quá mạnh, nó đang kéo bọn họ xuống địa ngục sâu thẳm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hồn bay phách tán. Bẫy, đấy chính là một cái bẫy. Triệu Bân nghiến chặt răng, mặc dù hắn đã nhìn ra được vấn đề nhưng cũng không làm gì được. Không phải vì hắn không đủ mạnh mà là vì người lập ra ma chú quá đáng sợ. Nếu hắn đoán không nhầm thì đó là ma chú do ma quân thiết lập, vì thời gian quá lâu rồi, uy lực của ma chú đã suy yếu đi rất nhiều, nếu không nó đã có thể khiến họ biến thành cát bụi ngay tức khắc rồi. Vèo! Trong thời khắc nguy hiểm, chiếc nhẫn ma trên tay hắn bỗng rung nhẹ lên. Ma chú như có sức hủy diệt đó đã biến mất sau lần rung lên đó của nó. Học! Ba người họ đều hộc máu, nằm bẹp xuống đất. Thiên Vũ và Sở Vô Xương còn đỡ. Cả hai đều thở hồng hộc. Nhưng Triệu công tử thì đã hôn mê. Tỉnh lại đi. Sở Vô Xương vỗ nhẹ lên người hắn, cảm thấy khó hiểu. Cô ta và Thiên Vũ đều không có võ hồn mà còn không bị hôn mê. Hắn có võ hồn mà lại ngất đi, thế là thế nào? A, đáp lại cô ta là tiếng than đầy đau đớn của Triệu Bân. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch của hắn đầy vẻ thống khổ giống như đang gặp ác mộng, miệng không ngừng kêu rên. Có lẽ vì quá lạnh nên cơ thể bé nhỏ cứ run rẩy từng cơn, khóe miệng còn chảy ra máu tươi. Sao lại như thế? Thiên Vũ vội vã tiến về trước, xem bệnh cho Triệu Bân. Khổ nỗi kiến thức của hắn ta quá ít, không thể tìm ra được vấn đề. Đoạt xác. Nguyệt Thần liếc mắt một cái, cô ta đã nhìn thấy hết tất cả, đấy là khuôn mặt quỷ đầy tà niệm, nó muốn nuốt chửng võ hồn của Triệu Bân, muốn cướp thân xác của hắn. Mặt quỷ này không ngốc. Rất biết chọn thời điểm, võ hồn của Triệu Bân bị ma chú làm nhiễu loạn, thần trí không tỉnh táo, khó giữ được tâm đài, trong thời khắc quan trọng đó thì cướp gì cũng là dễ dàng nhất. Cơ Ngân, Sở Vô Xương khẽ gọi.
Cô ta vừa dứt lời thì thần thái của Triệu Bân đã thay đổi, vẻ mặt đau khổ liền chuyển sang hung dữ. Hắn mở mắt ra ngay sau đó, đôi mắt vốn thâm thúy và trí tuệ giờ nhìn lại nổi đầy gân máu, trong mắt đỏ hoe đầy vẻ hung tàn, gian ác và khát máu. Chuyện này, Thiên Vũ và Sở Vô Xương nhìn thấy thì đều ngây ra. Bọn họ vẫn chưa kịp phản ứng thì đã có ma lực ùa ra từ trên cơ thể của Triệu Bân hất hai người họ bay lộn nhào ra xa. Đến khi cả hai đứng vững trở lại thì Triệu Bân đã đứng dậy, bay lơ lửng trên không trung, chân cách mặt đất ba tấc. Thiên Vũ chau mày, tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Lại là hình thái đó. Sở Vô Xương cũng chau chặt mày. Tối hôm đó, trong phủ Linh Lung, Cơ Ngân cũng giống như vậy, như đang phát điên, mất hết lý trí giống như một con quỷ hung ác và còn suýt nữa cưỡng hiếp cô ta. Tỉnh lại đi. Thiên Vũ hét lớn, niệm chú tĩnh tâm. Sở Vô Xương cũng không đứng yên, lấy ánh sáng ra đánh về phía Triệu Bân. Đom đóm mà cũng dám so bì với ánh trăng sao. Mặt quỷ Triệu Bân cười gian ác, mặc dù nói nhỏ nhưng lại như sấm sét, đánh tan ánh sáng của Sở Vô Xương và cả chú âm tĩnh tâm của Thiên Vũ. Cản hắn ta lại. Thiên Vũ đứng vững trên mặt đất rồi phất tay. Trong tay áo của hắn ta có một số lượng lớn bùa chú bay ra, tất cả đều là bùa chú phong ấn. Phong. Sở Vô Xương chắp tay thành hình chữ thập, đánh ra một lá bùa nhiều màu. Mặt quỷ Triệu Bân khẽ nhếch miệng, tuy rằng không nhúc nhích nhưng từ bên trong cơ thể đã phóng ra ngoài một vầng sáng màu đen đánh bật hết tất cả bùa chú của Thiên Vũ khiến cho đám bùa chú trong nháy mắt đã biến thành một đống giấy vụn rơi lả tả xuống đất. Lá bùa nhiều màu của Sở Vô Xương cũng không khá hơn là bao, còn chưa kịp trúng đích thì đã bị ma lực tiêu diệt. Cả hai người đều kêu rên, từng bước lui về phía sau. Bọn họ còn chưa kịp đứng vững thì mặt quỷ Triệu Bân đã lao tới như một bóng ma, hắn tung ra một chưởng làm Thiên Vũ bị đánh hộc máu bay ngược về phía sau rồi va vào vách đá, khiến xương cốt kinh mạch bên trong cơ thể hắn ta bị đứt gãy không ít. Thiên Vũ vốn đang bị trọng thương, bây giờ lại trúng thêm một chiêu thì càng thêm thê thảm, đến mức hôn mê ngất xỉu ngay tại chỗ. Tỉnh lại đi! Sở Vô Xương lạnh lùng quát một tiếng, mở ra màn đêm vô hạn. Bí pháp này còn có một khả năng khác chính là phong ấn. Thuộc tính bóng tối sao, nực cười. Mặt quỷ Triệu Bân cười rộ lên gian ác, một tay xé rách màn đêm vô hạn. Phụt! Sở Vô Xương hộc máu, loạng choạng lùi lại. Cô ta còn chưa kịp đứng vững thì đã nhìn thấy mặt quỷ Triệu Bân xuất hiện trước mặt, một chưởng đánh cô ta bay ngược về phía sau, dính lên vách đá giống như Thiên Vũ rồi cũng ngay lập tức ngất đi. Mạnh đến vậy sao, Nguyệt Thần lẩm bẩm. Hai yêu nghiệt của Thiên Tông thực lực cũng không kém thế mà vẫn bị Triệu Bân giải quyết chỉ trong hai chưởng. Ngẫm lại thì cũng không sai, mặt quỷ rất hung hãn, tuy chỉ là tàn niệm nhưng bên trong vẫn còn sót lại một tia ma lực. Đừng đánh giá thấp một tia ma lực này, nó rất đáng sợ. Khí huyết thật tuyệt diệu. Mặt quỷ Triệu Bân âm hiểm cười nói, thè lưỡi liếm môi. Hắn đang nhìn chằm chằm vào Sở Vô Xương. So với Thiên Vũ, khí huyết của cô ta vẫn thuần khiết hơn. Một lần nữa mặt quỷ Triệu Bân lại vươn bàn tay ma về phía Sở Vô Xương. Nhưng đột nhiên, trước khi bàn tay ma chạm vào Sở Vô Xương thì thần trí của mặt quỷ lại run lên. Bảo sao ta lại thường xuyên gặp ác mộng? Thì ra là do ngươi dở trò. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, thần trí bị lạc đã quay trở về, vừa về thì đã nhìn thấy một gương mặt quỷ khắc sâu vào bên trong võ hồn của mình. Hoặc cũng có thể nói là nó đã hòa vào một thể với võ hồn. Lúc trước Triệu Bân đoán không sai, bên trong hồ lô tím vàng quả nhiên có một gương mặt quỷ, rất có thể cũng chính ngày hôm đó nó đã tìm cách thâm nhập vào bên trong cơ thể của hắn, im ắng một thời gian nhưng cuối cùng cũng không nhịn được muốn xông ra tiêu diệt võ hồn của hắn, chiếm đoạt thân thể của hắn. Đáng tiếc, mặt quỷ đã quá xem thường ý chí của hắn. Thù còn chưa báo xong, làm sao hắn có thể chết dễ dàng như vậy được? Muốn đoạt xác hắn sao? Gương mặt quỷ này vẫn chưa đủ đạo hạnh đó đâu. Hừ. Mặt quỷ gầm gừ, lộ ra bộ mặt dữ tợn. Mặt quỷ nhận ra mình đã đánh giá thấp Triệu Bân, không ngờ tên tiểu võ tu này lại tà hồ đến như vậy, thần chí đã bị tiêu diệt vẫn có thể hồi sinh giống như một ngọn lửa dần cháy lan ra và chống lại nó. Cút ra khỏi cơ thể của ta, Triệu Bân quát lớn. Nào tới đây, hợp nhất với ta, mặt quỷ âm trầm cười nói. Triệu Bân không nhiều lời, ngay lập tức công kích tới. Mặt quỷ cũng quát lên một tiếng, không hề nao núng xông lên.
Người ngoài không thể nào nhìn thấy được trận chiến của hai bên bởi vì cả hai đang chiến đấu ở bên trong cơ thể của Triệu Bân để tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Giờ phút này nếu như Thiên Vũ cùng Sở Vô Xương tỉnh lại thì chắc chắn sẽ cảm thấy kinh hãi không thôi, nhìn thần thái bên ngoài của Triệu Bân lúc thì bạo ngược lúc thì thanh tĩnh, đây là do bên trong tâm trí của Triệu Bân có hai luồng thần trí đang công kích qua lại khống chế cơ thể. Vèo! Có một tia lửa lóe lên, Tiểu Kỳ Lân ngay lập tức chạy ra ngoài. Ngao hú! Trong mắt của Tiểu Kỳ Lân lóe lên hung quang, nó chừng chừng nhìn về phía cơ thể của Triệu Bân mà gầm rú. Chính xác thì nó đang chừng mắt nhìn vào mặt quỷ bên trong cơ thể Triệu Bân mà gầm lên. Phản rồi, có thánh thú ở đây mà ngươi cũng dám tác loạn. Tiểu Kỳ Lân vừa xuất hiện thì mặt quỷ cũng trong nháy mắt trở nên nao núng. Mặt quỷ còn tưởng rằng kế hoạch của mình không hề có kẽ hở, sau khi đoạt được xác của Triệu Bân thì nó có thể thoải mái xử lý Tiểu Kỳ Lân, nhưng hôm nay nó đã không còn quyền khống chế thân thể của Triệu Bân nữa. Nói cách khác nếu như nó không có thân thể này thì nó chẳng qua cũng chỉ là cỏ rác, không thể nào gánh nổi uy thế của thánh thú Kỳ Lân. Trong chớp mắt mặt quỷ đã rơi xuống thế hạ phong. Triệu Bân chấp thời cơ, công kích mạnh mẽ. Ngao hú! Tiểu Kỳ Lân cũng không ngừng gầm giống. Bên trong cơ thể của Tiểu Kỳ Lân có tiềm tàng một nguồn năng lượng thần bí chuyên khắc chế tà ma, mà gương mặt quỷ kia lại chính là tà ma cho nên liền bị nguồn năng lượng thần bí của Tiểu Kỳ Lân uy hiếp. Tiếng giống của Tiểu Kỳ Lân cũng giống như đang trợ chiến cho Triệu Bân. Hự! Mặt quỷ gầm thét, kiệt lực phản kháng. Tuy nhiên, đại thế của nó đã mất. Nó bị mất quyền khống chế thân thể thì cũng xem như là đã thua một nửa, dù sao đây cũng không phải là thân thể của nó. Càng đừng nói tới đối phương lại còn có thêm một thánh thú Kỳ Lân bảo hộ, cho dù Tiểu Kỳ Lân đang nhảy ra bên ngoài thì vẫn có uy lực trấn áp ác ma mạnh mẽ. Cút ra cho ta! Triệu Bân quát lớn. Một cước đá bay mặt quỷ. Mặt quỷ dữ tợn bị đá bay nhưng trong chớp mắt cũng đã mang đi luôn một giọt ma huyết cùng một giọt long huyết mà Triệu Bân từng hấp thụ trước kia. Điều này cũng có nghĩa là sau này Triệu Bân không thể sử dụng ma đạo cùng Kỳ Lân thể được nữa. Có lẽ vẫn còn có cách để sử dụng nhưng chiến lực thì chắc chắn sẽ suy giảm hơn trước rất nhiều. Ngao hú! Thấy mặt quỷ bị đá văng ra ngoài, Tiểu Kỳ Lân lại nhảy lên đánh tiếp. Mặt quỷ tất nhiên là rất sợ hãi không dám chống lại, nó phóng xuyên qua vách đá như một luồng ma quang, trong lòng cảm thấy hết sức phiền muộn, vất vả lắm mới có được một cơ hội đoạt xác thế mà vẫn xảy ra biến cố. Vèo! Tiểu Kỳ Lân cũng nhảy ra ngoài đuổi theo nó. Triệu Bân vội vàng gọi một tiếng, trở về. Không thể để cho Tiểu Kỳ Lân đi ra ngoài, nếu như nó ra ngoài thì cả di chỉ ma vực này sẽ trở nên rất náo nhiệt. Nó chính là thánh thú Kỳ Lân. Làm gì có ai nhìn thấy mà không điên cuồng. Vừa dứt lời thì hắn lại bất tỉnh. Trong nháy mắt, hình dạng của hắn đã biến đổi, từ hình dáng đứa trẻ trở lại hình dáng trưởng thành, gương mặt vẫn là gương mặt nhạt nhòa của Cơ Ngân, ném vào trong đám đông thì không thể nào phân mật nhật hơn hoa của Cơ Ngân, ném vào trong đám đông Cơ Nông đờ não phân biệt được. Tiểu Kỳ Lân trở về, liên canh giữ bên cạnh hắn. Lúc này địa cung mới bắt đầu yên tĩnh, ba người tâm bảo đều đã ngất đi. Chỉ còn Tiểu Kỳ Lân đang ngồi xổm ở đó. Hự, không biết qua bao lâu thì mới nghe thấy một tiếng kêu rên khẽ vang lên. Xà Vô Xương dường như đã tỉnh. Vèo, Tiểu Kỳ Lân rất tự giác chui vào bên trong cơ thể của Triệu Bân, lại trở thành một hình vẽ. Sở Vô Xương ngồi dậy day mạnh ấn đường, mất một lúc cô ta mới tỉnh táo lại, vội vàng đứng lên. Thiên Vũ sư huynh. Thiên Vũ không đáp lại tiếng gọi của cô ta. Sở Vô Xương vội vàng đút đan dược cho hắn ta, mặc dù Thiên Vũ bị thương trầm trọng nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Khi nhìn thấy Triệu Bân thì cô ta không khỏi sửng sốt. Cơ Ngân không còn cải lão hoàn đồng nữa mà đã trở lại bình thường. Cơ Ngân! Cô ta ôm cánh tay ngọc của mình rồi loạng choạng bước tới. Cơ Ngân cũng không đáp lại tiếng gọi của cô ta, lúc này hắn đã ngủ rất yên bình, khuôn mặt không còn vẻ dữ tợn như lúc nãy nữa. Nhìn qua thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, Cơ Ngân cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô ta vẫn không hiểu tại sao trước đó Cơ Ngân lại đột nhiên biến thành ma quỷ. Không ai có thể cho cô ta một câu trả lời. Cô ta lại lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Triệu Bân. Hửm! Đôi mắt đẹp của cô ta khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của Triệu Bân. Cẩn thận nhìn kỹ thì cô ta mới thấy dưới vành tai của Cơ Ngân có một lớp da nổi lên trên. Mặt nạ da người. Sở Vô Xương lẩm bẩm, chân mày nhíu chặt.
Cô ta khẽ vươn tay ra kéo miếng da đó xuống. Lọt vào trong tầm mắt của cô ta lúc này là một gương mặt hoàn toàn khác. Gương mặt này có ngũ quan góc cạnh rõ ràng, giữa ấn đường còn toát lên vẻ lạnh lùng cương nghị. Triệu Bân. Khi Sở Vô Xương nhìn thấy gương mặt này, cô ta đã vô cùng sửng sốt. Địa cung bên trong ma vực chìm trong sự yên tĩnh chết chóc. Thiên Vũ ngất đi nhưng vẫn không được yên, trong đầu hắn ta lúc này là một cơn ác mộng khiến cho thần sắc của hắn ta hết sức thống khổ, khuôn mặt cũng trắng bệch, bởi vì bị thương quá nặng cho nên hơi thở cũng mỏng manh, khóe miệng chảy máu không ngừng, bị người ngoài đánh thì không nói, đằng này hắn ta còn bị chính người nhà mình đánh muốn tàn phế. Triệu Bân cũng đã ngất. Nhưng so với Thiên Vũ, giấc ngủ của hắn yên bình hơn. Không còn mặt quỷ bên trong thần trí cho nên hắn đã có một giấc mộng đẹp, trong mộng còn được đếm tiền thỏa thích. Người duy nhất đã tỉnh chính là tiểu thư Sở gia, gương mặt xinh đẹp như một bức tượng điêu khắc hoàn hảo nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi Triệu Bân. Trên tay cô ta vẫn đang cầm tấm mặt nạ da người, nét mặt khó có thể hình dung, vừa kinh ngạc, vừa sửng sốt, vừa nghi hoặc. Tất cả thần thái của cô ta hợp lại sợ rằng chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ, chết lặng. Cô ta chưa từng gặp qua Triệu Bân thành vong cổ. Tuy nhiên, cô ta đã từng nhìn thấy tranh chân dung của Triệu Bân. Trên đường phố đế đô treo đầy tranh chân dung của Triệu Bân, đó chính là lệnh truy nã do đích thân tử y hầu hạ khắp đường lớn ngõ nhỏ, cô ta không muốn nhìn thấy cũng khó. Thật không thể tưởng tượng được. Có thế nào thì cô ta cũng không thể ngờ cơ ngân của Thiên Tông lại chính là Triệu Bân thành vong cổ. Trong chớp mắt cô ta liền trở nên mơ hồ, không thể tin vào gương mặt mà mình vừa nhìn thấy, cô ta cũng rất khiếp sợ sự quyết đoán cùng gan dạ của Triệu Bân, tử y hầu lục tung khắp nơi lên để tìm hắn thế mà hắn vẫn có thể dùng thân phận cơ ngân trà trộn vào Thiên Tông, nếu như cô ta không cởi bỏ được tấm mặt nạ ra người này thì ai có thể tin được. Triệu Bân giấu giếm giỏi như vậy. Hoàng ảnh vệ cùng tử y hầu có thể bắt được hắn mới là lạ. Ngươi là Triệu Bân. Đan Phượng Phù Dung là mẹ của ngươi. Thảo nào ngươi lại thường xuyên chạy tới Thanh Lâu. Sở Vô Xương vẫn không thôi ngẩn ngơ, còn tự lẩm bẩm một mình. Cô ta đã từng đi vào Thanh Lâu, cũng đã từng đi lên căn phòng trên tầng cao nhất Thanh Lâu chỉ vì muốn biết ở trên đó có nữ nhân đẹp đến cỡ nào mà lại có thể khiến cho cơ ngân suốt ngày chạy tới đó. Xem qua thì thấy nữ nhân ở trên tầng cao nhất đó thật sự rất xinh đẹp. Đây chính là phát hiện đầu tiên của Sở Vô Xương. Phát hiện thứ hai của cô ta chính là từ căn phòng trên tầng cao nhất đó có thể nhìn thẳng qua hình tháp mà không đụng phải chướng ngại vật nào. Cả đế đô cũng chỉ có mỗi căn phòng đó có thể nhìn rõ như vậy. Cho nên mới nói, cái tên này chạy tới Thanh Lâu không phải là để ăn chơi trác táng mà là để thăm mẹ của mình. Sau khi nhận ra điều này, Sở Vô Xương lại đột nhiên mỉm cười ngốc nghếch. Trái tim của cô ta cũng đột nhiên nở rộ. Đã nói mà, cơ ngân không phải loại người như vậy. Mặc dù mỉm cười nhưng cô ta cũng không khỏi cảm thấy bi thương thay cho Triệu Bân, thê tử của hắn sống mà như chết, cha hắn lại bị ép chết còn mẹ thì bị giam cầm trong hình tháp, cả Triệu gia sống chết không rõ, hắn phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể chịu đựng được hết những biến cố đó, nếu đổi lại là cô ta thì đã sớm ngục ngã rồi. Có lẽ bên ngoài tấm mặt nạ ra người này hắn luôn luôn phải giả vờ. Vì cuộc sống mà giả vờ. Vì báo thù mà bôn ba. Chỉ sau khi cởi bỏ mặt nạ thì hắn mới chính là Triệu Bân thực sự. Lần đầu tiên cô ta mới cảm thấy người thanh niên trước mặt này vô cùng xa lạ. Đây cũng là lần đầu tiên có hai cái tên khắc sâu trong lòng cô ta, một là Cơ Ngân và một là Triệu Bân, cho dù là cái tên nào thì cô ta cũng sẽ ghi nhớ suốt đời. Sở Vô Xương im lặng hồi lâu, chỉ ngồi bên cạnh ngắm nhìn Triệu Bân. Thật không ngờ gương mặt này lại có ma lực khiến cho cô ta ngây ngẩn cả người. Cô ta đối với Cơ Ngân là lâu ngày sinh tình. Cô ta đối với Triệu Bân là nhất kiến trung tình. Hóa ra ngươi lại đẹp trai như vậy. Sở Vô Xương cúi đầu rũ mắt xuống, ánh mắt mê mẩn, cho dù chỉ là nhìn trộm người đang ngủ say cũng đã đủ để khiến cho cô ta cảm thấy mê say. Cơ Ngân cũng được mà Triệu Bân cũng tốt, cả hai đều là người trong lòng của cô ta. Hự! Đột nhiên, có một tiếng kêu rên trầm thấp vang lên. Đó chính là tiếng kêu rên của Thiên Vũ đã tỉnh lại. Sở Vô Xương rất tự giác phất tay, đánh ra một luồng sáng nhiều màu khiến cho Thiên Vũ hôn mê lần nữa. Đối với việc này, cô ta cũng đã tìm được một lý do chính đáng, vết thương của sư huynh nghiêm trọng như vậy, ngủ tiếp đi thì tốt hơn. Thiên Vũ có nằm mơ cũng không ngờ.
Hắn ta đúng là một kẻ xui xẻo, lúc trước thì bị Cơ Ngân đánh muốn tàn phế, vừa mới tỉnh thì lại bị Sở Vô Xương đánh hôn mê, rõ ràng là ba người một đội nhưng hắn ta lại trở thành người thừa từ lúc nào không hay. Người tỉnh lại chỉ giỏi phá đám mà thôi. Không hổ là thần, một lời này của Nguyệt Thần rất có ý tứ. Nói đoạn, Nguyệt Thần liền không nhìn Thiên Vũ nữa, chỉ hào hứng nhìn sang Sở Vô Xương cùng Triệu Bân. Nói không chừng sau đó còn có kịch hay để xem. Triệu Bân đã không còn là đứa trẻ, hình dáng đều đã lớn trở lại rồi. Về phần tại sao tấm mặt nạ da người trên mặt Triệu Bân lại lộ ra sơ hở, điểm này cũng có thể dễ dàng giải thích, bởi vì mặt quỷ trước đó đã đốt xác của Triệu Bân mới khiến cho da người phát sinh dị biến, làm cho mặt nạ tách ra khỏi lớp da thật. Điều này cũng bởi vì Sở Vô Xương đã quan sát rất kỹ. Cho nên cục diện mới trở thành thế này. Không thể không nói, cục diện này quả thực rất hấp dẫn. Đồ nhi của Nguyệt Thần có vẻ ngoài không tệ, nếu không thì Sở Vô Xương cũng đã không đỏ mặt đến như vậy. Thê tử của ngươi chắc chắn cũng rất xinh đẹp. Sở Vô Xương lẩm bẩm nói, tâm trạng có chút phức tạp, cô ta chưa từng được nhìn thấy Liễu Tâm Như nhưng đã từng nhìn thấy Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt có thiên linh thể, thực lực không tầm thường mà huyết mạch cũng bá đạo, nhan sắc khuynh thành, muội muội của cô ta chắc chắn cũng không kém cạnh, nếu như có thể thì Sở Vô Xương quả thật rất muốn gặp mặt nàng. Mẹ! Triệu Bân đang ngủ say thì đột nhiên nói mê. Tiếng gọi mẹ này của hắn khiến cho Sở Vô Xương nghe thấy cũng đau lòng. Biết rõ mẹ của mình bị giam cầm trong hình tháp nhưng cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn, cô ta có thể hiểu được tâm trạng khổ sở của hắn. Có lẽ mục đích hắn gia nhập Thiên Tông chính là để cứu mẹ của mình, cho đến nay cũng chẳng có ai biết Đan Phượng Phù Dung đã phạm vào tội gì mà khiến cho đích thân Tử Y Hầu phải gây chiến. Sở Vô Xương đã từng hỏi cô của mình nhưng cũng không có được câu trả lời. Sợ là ngay cả cô của cô ta cũng không biết Phù Dung phạm vào tội gì. Sợ là ngay cả cô của cô ta cũng không biết thân phận thật sự của Cơ Ngân. Ngươi giỏi lắm. Sở Vô Xương lại mỉm cười, cái tên này đã lừa được tất cả mọi người. Trong số đó có cả Dương Huyền Tông, đồ nhi của Hồng Uyên, Tử Y Hầu, Hoàng Phi Vũ Linh và Ngũ Đại Thiên Võ. Còn chưa tới 20 tuổi mà đã có thể làm được việc này, từ cổ chí kim chắc cũng chỉ có mỗi một mình Triệu Bân. Nhưng nhìn thấy chiếc mặt nạ này thì cô ta cũng hiểu ra được phần nào. Đây không phải là mặt nạ da người bình thường, đây chính là mặt nạ vô tướng trong truyền thuyết, khi luyện nhập vào gương mặt thật thì có thể biến đổi hình dáng của gương mặt, ngay cả cường giả thiên võ cũng không thể nhìn thấu, nếu như không có bảo bối bậc này thì chắc Triệu Bân cũng không dám liều lĩnh trà trộn vào Thiên Tông, đừng nói là chính mắt cô ta nhìn thấy, cho dù chỉ nghe qua cũng cảm thấy hết hồn, phải biết rằng chỉ cần có một chút sơ hở thì Triệu Bân cũng sẽ bị bại lộ. Một khi bại lộ thì điều chờ đợi hắn chỉ có cái chết. Cho nên mới nói, Triệu Bân đúng là rất quyết đoán. Trong thế hệ trẻ có được mấy ai có dũng khí đến như vậy? Cá tính này cũng chính là một điểm hấp dẫn của hắn. Tiểu thư Sở gia đột nhiên bạo dạn cúi thấp người xuống để ngắm nhìn rõ hơn gương mặt đẹp trai của Triệu Bân, thậm chí còn muốn cúi xuống hôn hắn một cái, bởi vì dù sao cũng không có ai biết. Hừ, Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh. Lại ôm đầu ngồi dậy. Trước mặt hắn ta lại ngay lập tức xuất hiện một luồng ánh sáng nhiều màu đánh gục hắn ta một lần nữa. Lần này Sở Vô Xương ra tay khá nặng khiến cho khóe miệng của Thiên Vũ chảy ra thêm máu, trên mặt viết hai chữ lớn, chết lặng. Thần ta nghĩ rằng đánh cái tên đó thêm một chưởng nữa thì sẽ an toàn hơn. Nguyệt Thần bực mình nói, cảnh tượng lãng mạn như vậy lại bị ngươi phá hỏng mất rồi. Không khí lãng mạn bị phá vỡ nhưng Sở Vô Xương vẫn cố bình tĩnh lại, tiếp tục cúi thấp người xuống. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cô ta. Nhưng cả ông trời cũng muốn chia cắt nhân duyên. Khi hai má của cô ta gần chạm vào gương mặt của Triệu Bân thì Triệu công tử lại đột nhiên tỉnh dậy, gương mặt xinh đẹp của Sở Vô Xương lọt vào trong tầm mắt của hắn, ngay cả mùi hương cũng hết sức mê người. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như đông cứng lại. Địa cung lúc này tĩnh lặng như tờ. Khi Triệu Bân tỉnh dậy thì tình cảnh trở nên rất lúng túng, hai mắt của hắn mở to, đầu óc mơ hồ choáng váng. Trong vài giây đầu, không có một âm thanh nào phát ra. Nhưng ngay sau đó thì Sở Vô Xương đã vội vàng đứng bật dậy ôm mặt chạy đi, hai má nóng bừng, cái tên này sao lại tỉnh dậy đúng lúc như thế, sớm không tỉnh muộn không tỉnh lại tỉnh ngay lúc này. 2. Nguyệt Thần cũng thở dài, suýt nữa thì được rồi. Sở Vô Xương cũng thật là... Sức mạnh mới vừa nãy cô dùng để đánh Thiên Vũ đâu? Đánh cái tên này một chưởng đi chứ.
đến lúc đó thì đừng nói là hôn môi, cô muốn làm gì tên nhóc này cũng được, nếu như một lần không được thì làm thêm vài lần là được. Ta đã trở lại bình thường rồi. Triệu Bân ngồi bật dậy quan sát toàn thân mình, hắn đã không còn là một đứa trẻ nữa. Đúng là niềm vui bất ngờ. Vẫn là cơ thể này thoải mái hơn. Thần trí của hắn cũng đã tỉnh táo lại, hắn nhớ tới chuyện trước đó khi bước vào địa cung này hắn đã phải chịu ảnh hưởng bởi một ma chú đáng sợ, sau đó liền ngất đi và bị đoạt xác. Nếu như hắn không cố gắng phản kích và có Tiểu Kỳ Lân trợ chiến thì chỉ sợ mãi mãi không thể chiếm lại quyền khống chế cơ thể từ mặt quỷ. Bây giờ vừa tỉnh lại thì đã khôi phục được hình dạng bình thường, đúng là khiến hắn cảm động muốn khóc, sau này hắn sẽ không phải ngước nhìn mọi người nữa. Cũng may là hắn mặc huyền bào tị thế có thể linh hoạt thay đổi theo kích thước cơ thể, bằng không khi hắn trở lại hình dáng ban đầu mà y phục bị rách hết thì sẽ rất xấu hổ. Á! Đang miên man suy nghĩ thì hắn lại chợt nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Thiên Vũ. Chuyện này cũng chỉ bởi vì hắn ta lại tỉnh dậy không đúng lúc, tiểu thư Sở gia vẫn rất tỉnh táo, ngay lập tức đánh ra một luồng ánh sáng nhiều màu khiến cho Thiên Vũ gục xuống lần nữa. Chuyện này! Triệu Bân bừng tỉnh. Có chút sững sờ. Ngươi có chắc là muốn để Thiên Vũ tỉnh lại không? Sở Vô Xương mỉm cười, lắc lắc tấm mặt nạ ra người trong tay. Triệu Bân thấy vậy thì giật thót, bất giác sờ lên gương mặt của mình, hình dáng của gương mặt đã thay đổi, đây không còn là gương mặt của Cơ Ngân nữa, nếu như không có Sở Vô Xương nhắc nhở thì hắn cũng không biết mặt nạ của hắn đã bị rơi ra. Sao đang yên đang lành mà mặt nạ lại bị rơi ra? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện mặt quỷ đoạt xác hắn trước đó? Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng lúc này chính là Sở Vô Xương đã biết danh tính thật của hắn. Triệu Bân thành vong cổ, nghe danh đã lâu nhưng hôm nay mới được tận mắt diện kiến, Sở Vô Xương cười nói với Triệu Bân. Keng! Triệu Bân không nói lời nào, ngay lập tức rút kiếm Long Uyên ra. Sở Vô Xương thấy vậy thì vội vàng lui về phía sau, chẳng lẽ cái tên này định giết người diệt khẩu. Nhưng đột nhiên Triệu Bân lại lấy ra thêm một thứ khác. Hắn đã lấy ra, một quả táo. Hắn đang dùng kiếm Long Uyên gọt táo. Ta còn tưởng rằng ngươi định giết người diệt khẩu, Sở Vô Xương tức giận nói. Giết chứ, sau khi ăn xong quả táo này thì ta sẽ giết cô, trước hiếp sau giết, Triệu Bân nói. Ngươi, Sở Vô Xương cả kinh, vò tấm mặt nạ ra người thành một quả bóng rồi ném tới. Vậy mới đúng chứ, Triệu Bân thản nhiên tiếp lấy tấm mặt nạ, xem xét một chút thì cảm thấy rất hài lòng vì nó không hư hại gì. Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, Sở Vô Xương chậm rãi đi tới nói. Nếu như cô là ta thì cô cũng sẽ làm như vậy thôi, Triệu Bân cắn một miếng táo rồi thản nhiên nói. Nghe vậy, Sở Vô Xương chỉ có thể im lặng. Nếu là Triệu Bân, cô ta có lẽ đã phát điên. Hận thù khiến người ta phát điên. Cô có thể giữ bí mật chuyện này không? Triệu Bân một tay cầm quả táo, tay kia cầm kiếm Long Uyên hỏi. Nếu không thể thì ngươi sẽ giết ta sao? Sở Vô Xương hỏi ngược lại. Ta! Bùm! Thiên Vũ tỉnh lại, che đầu ngồi dậy. Phanh! Sở Vô Xương phất tay áo, một tia sáng năm màu bay ra. Triệu Bân càng thêm trực tiếp, hắn ném luôn quả táo chưa gặm xong qua. Không phải một cặp nhưng cả hai lại vô cùng ăn ý. Có vài việc, người nào đó không biết vẫn tốt hơn. Thiên Vũ lại bất tỉnh, lúc này là bị đánh tới ngất. Cơn buồn ngủ ập tới, không ngủ cũng không được. Nguyệt thần tặc lưỡi, xấu hổ dùm Thiên Vũ. Hắn ta vẫn nên ngủ ngoan thôi, ngủ mới an toàn. Sau một hồi nhạc đệm, Sở Vô Xương lại nhìn sang Triệu Bân, ngươi sẽ giết ta sao? Ta nhớ là trên đời này có một loại dược tên là nước vong tình, Triệu Bân cười đáp. Ta giữ bí mật, tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng, Sở Vô Xương hít sâu một hơi. Nước vong tình không phải thứ tốt lành gì, dùng nhiều sẽ tạo thành thương tổn thần kinh, dù Triệu Bân không nói thì cô ta sẽ không dễ dàng để lộ. Tốt, con nít dễ bảo. Triệu Bân nói xong lại đeo lên mặt ra người, phóng ra lôi điện, dán mặt nạ vào mặt, biến thành gương mặt bình thường phổ thông như cũ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, hắn còn cầm gương xem xét, quan sát một hồi. Thú thật thì ta thấy gương mặt này vẫn thuận mắt hơn, Sở Vô Xương nói thêm. Vừa rồi có phải cô định mi ta không? Triệu Bân vừa soi gương vừa hỏi. Nào có, mặt Sở Vô Xương bỗng dưng đỏ bừng. Triệu Bân cũng chẳng thèm để tâm mà nhìn ngó chung quanh, rồi bước lên đàn tế, đánh giá quan tài băng ngọc từ trên xuống dưới.
Về độ trong sáng của nguyên liệu, quan tài băng ngọc cũng phân chia cấp bậc, cái này có cấp bậc cao khủng khiếp, e là chẳng kiếm ra được cái thứ hai tương đương nó đâu. Đây là... Hắn vòng quanh quan tài băng ngọc, mắt vẫn không ngừng quan sát. Càng nhìn, ánh mắt Triệu Bân càng thêm thâm thúy, phía trên quan tài băng ngọc có Phật quang lấp lóe, cũng có thể nói đây là đồ của nhà Phật hoặc bên trong nó đang chôn cất người nhà Phật, thậm chí còn lưu lại ý niệm, biến thành tia Phật quang, đây cũng là lý do vì sao khi mở cửa đá trước đó thì có Phật quang xuất hiện. Nhưng Triệu Bân vẫn không thể hiểu được là ma và Phật là đối lập, nhưng sao trong này lại cung phụng nhà Phật. Miếu cổ trước đó đã thế, quan tài băng ngọc cũng vậy. Xem rồi hắn còn nằm lên hít hà nữa chứ. Trên quan tài còn lưu mùi hương của phụ nữ. Như thế thì cũng có thể chứng minh người được chôn cất trong quan tài này là con gái nhà Phật. Có điều, không biết thi thể đâu rồi. Rất lâu sau, Sở Vô Xương cũng bước lên đàn tế, mặt vẫn ửng đỏ, không dám nhìn thẳng vào Triệu Bân, chỉ lo xem quan tài, cô ta cũng phát hiện ra điều kỳ lạ, biểu cảm cũng không thể giải thích. Cô thấy thế nào, Triệu Bân hỏi. Rất quỷ dị, Sở Vô Xương nhẹ giọng đáp. Một câu đơn giản rõ ràng, hai người đều xuống khỏi đàn tế, họ dạo loanh quanh trong nội cung, hy vọng tìm được manh mối còn sót lại. Tòa địa cung lớn thế này thì không chừng còn có huyền cơ khác. Triệu Bân cởi giày, cố gắng tìm lại cảm giác. Cuối cùng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Sư huynh Thiên Vũ, tỉnh lại đi. Sở Vô Xương dạo một vòng rồi đi đánh thức Thiên Vũ. Bất tỉnh nhân sự rồi. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân nếu tỉnh. Ngủ ngoan, hôn mê an toàn, chứ vừa tỉnh, định ngồi dậy là lại bị hai người đánh ngất mất. Xuyệt. Triệu Bân ra dấu rồi kề sát vào cửa đá. Còn bên kia của cửa đá, có người, nói chính xác hơn là có con ma quỷ. Hắn cảm nhận không sai, bên kia đúng là có một con ma quỷ. Là con quỷ đầu to, nó cũng đang có tư thế giống hệt Triệu Bân. Kề sát cửa để nghe ngóng. Nghe một hồi thì cửa đá mở ra. Quỷ đầu to vừa thấy là co giò bỏ chạy ngay. Vèo. Một bàn tay bằng chân nguyên thò ra từ trong địa cung, tóm lấy nó kéo vào trong. Đương nhiên người ra tay là Triệu Bân, đến rồi còn muốn đi à? Vẻ mặt con quỷ đầu to vô cùng bối rối, chưa kịp đứng vững, nó đã vội quỳ xuống đất luôn rồi. Mặt đối diện với quan tài, thực hiện trọn vẹn 3 khấu 9 lạy. Biểu cảm của nó có chút kinh ý, bên dưới kinh ý là kính sợ, vì quá sợ mà toàn thân run rẩy, gương mặt đen hết 7, 8 phần cũng trắng bệch cả da. Sở Vô Xương thấy thế thì nhíu mày. Hiển nhiên người được chôn cất trong quan tài này có thân phận cực cao quý ở ma vực. Người đang vái ai, Triệu Bân mở miệng. Người đang vái ai ở đây, Triệu Bân vẫn nhìn chằm chằm con quỷ đầu to. Không có, không vái ai cả, quỷ đầu to sợ hãi vội vàng xoay thân. Định bỏ chạy. Sở Vô Xương tiến lên, chặn đường của nó. Nếu không thì ngươi ăn táo nhé. Một tay Triệu Bân cầm Long Uyên, tay kia cầm táo. Từng nhát được gọt rất có nhịp điệu, quỷ đầu to thấy thì cũng nên hiểu ra rồi nhỉ, ngươi phải thành thật đáp lời, vậy thì ngươi khỏe, ta tốt, mọi người vui. Nếu không nghe, thứ tiếp theo được gọt không phải là quả táo nữa đâu. Khỏi phải nói, quỷ đầu to sợ tới độ sắp tè ra quần. Nó không chỉ là quỷ đầu to, nó còn là quỷ nhát gan nữa. Người đang lại ai ở đây, Sở Vô Xương cũng cầm ra kiếm vô song. Ực, quỷ đầu to nuốt nước bọt, đứng thẳng vươn đầu nói, ma hậu. Ma hậu, Sở Vô Xương nghe thế thì sững người. Ma hậu của các ngươi là người nhà Phật, Triệu Bân lại hỏi. Phải, quỷ đầu to gật gù cái đầu bự. Chuyện này, Sở Vô Xương nghe xong thì thấy hơi rối loạn. Ma và Phật là kẻ thù trời sinh. Thê tử của bất diệt ma quân ma hậu ma vực lại là người nhà Phật. Vẫn là ma quân khí phách nha, Triệu Bân thổn thức. Cưới người phe Phật làm vợ, nghe thôi cũng thấy lạ đời. Nếu là thật, lời đồn cũng trở nên dễ giải thích. Năm đó, bất diệt ma quân từng náo loạn đất Phật, việc này chắc chắn có liên quan tới ma hậu. Không chừng là ma quân đang muốn cướp ma hậu. Đúng như thế thì bất diệt ma quân quá trâu bò. Triệu Bân tưởng tượng một chút cảnh khi ấy, một đám đầu chọc bị đánh, sau đó tụ tập lại với nhau niệm một câu thí chủ, đừng ép chúng tăng chửi tục. Có phải ma quân từng luyện đan bất lão không? Sau khi sửng sốt, Sở Vô Xương lại nhìn chằm chằm quỷ đầu to. Theo ta nhớ mang máng, hình như có, quỷ đầu to gãi cái đầu bự. Nhớ mang máng của quỷ đầu to khiến Triệu Bân và Sở Vô Xương đều nhướng mày.
Con này là thuộc thế hệ ma quân à? Ừ, có luyện rồi, con quỷ lại chêm thêm một câu. Luyện thành chứ? Cái này thì ta không biết đâu. Trước đó không lâu có dị tượng của Đan Bất Lão, ngươi có thấy không, Sở Vô Xương vẫn chăm chú nhìn đối phương. Đó là ý niệm khi ma quân luyện Đan Bất Lão còn sót lại, quỷ đầu to đáp. Nó ngồi xếp bằng trên đất, ý niệm được trời đất ghi nhớ mới có dị tượng, bầu trời biến đổi suốt mấy ngày. Sở Vô Xương nhíu mày, lặng lẽ suy tư. Ít nhất thì có thể xác định một điều là ma quân từng luyện Đan Bất Lão. Còn về Đan Bất Lão thì họ còn phải tự tìm thôi. Triệu Bân là người nghe. Nếu không ngoài dự đoán, ma quân luyện Đan Bất Lão là để cứu ma hậu. Còn Hoa Bồ Đề ở đâu? Một hồi lâu sau, Triệu Bân mới hỏi thêm. Quỷ đầu to vươn tay chỉ vào quan tài băng ngọc, được hạ táng với ma hậu rồi. Triệu Bân nghe xong, vô thức ngoái đầu nhìn quan tài băng ngọc, trong mắt hết sáng lại tối vô chừng. Thú thật, đây không phải tin tốt. Thi thể ma hậu thì không thấy, Hoa Bồ Đề cũng bị mang theo rồi sao? Ma hậu các ngươi có phải là xác chết vùng dậy không thế, Sở Vô Xương thăm dò. Quỷ đầu to lắc đầu, đây cũng là lần đầu tiên nó đến đây. Ma hậu có phải là xác chết vùng dậy không thì nó cũng không biết, chỉ biết mảnh đất này là cấm địa vào thời ma quân, không ai được đặt chân vào. Triệu Bân lại hỏi thăm về dị tượng của Hoa Bồ Đề. Hắn lấy được câu trả lời là một cái lắc đầu của quỷ đầu to. Sau đó, hắn và Sở Vô Xương nghiên cứu, quan sát con quỷ đầu to này vô cùng kỹ càng. Thứ này đúng là khác với những ma quỷ còn lại, có trí tuệ cực cao, hơn nữa còn là một nhân vật cấp cốt hóa, dù không phải thì cũng có liên quan tới cấp bậc này, nếu không, nó cũng chẳng thể nhớ rõ chuyện về ma quân. Trừ việc này, trong đầu của quỷ đầu to lại vô cùng hỗn loạn. Kết quả, Triệu Bân cũng không nhìn ra cái gì, đây cũng là trường hợp đầu tiên hắn gặp. Bị hai người nhìn chằm chằm, quỷ đầu to cũng ngoan ngoãn. Khi liếc mắt nhìn sang, nó thấy nhẫn ma trên tay Triệu Bân, trong mắt toát ra sự mờ mịt, trông cái nhẫn này quen quá, hình như từng thấy ở đâu rồi. Nói, ở đâu có bảo bối, sau khi nghiên cứu xong, Triệu Bân lại chọt quỷ đầu to. Quỷ đầu to không nói chuyện, chỉ vươn tay chỉ. Triệu Bân và Sở Vô Xương đều nhấc mắt nhìn theo ngón tay, hiểu rõ ngụ ý của quỷ đầu to, món bảo vật đó không ở dưới mà ở trên không trung, cũng đồng nghĩa là trên bầu trời có huyền cơ. Có huyền cơ gì trên đó nhỉ, Triệu Bân sờ cằm. Không gian đặc biệt, Sở Vô Xương suy đoán. Cũng có thể. Vậy làm sao để đi lên? Hai người ngẩng đầu nhìn trời. Tới khi họ cúi đầu nhìn lại thì con quỷ đầu to đã biến mất tăm. Triệu Bân cũng không đuổi theo. Thứ này chạy không thoát đâu, hắn đã lưu ấn trên người đối phương. Dựa vào ấn ký đó, hắn có thể dễ dàng tìm được nó. Những thứ muốn biết thì đều đã hỏi, còn về chuyện bảo vật trong không trung, với cấp bậc quỷ đầu to, chắc nó cũng không biết cách đi lên, bằng không nó đã lấy đi rồi. Chẳng bao lâu sau, Thiên Vũ tỉnh lại. Vị sư huynh này đang khá phiền muộn. Phiền muộn cỡ nào đây? Hắn ta ngồi dậy, đầu vùi xuống. Không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, chẳng biết đang nghĩ gì. Có lẽ hắn ta đang hoài nghi cuộc đời, từ khi vào địa cung này, hắn ta đã bị đồng đội đánh vài cái, lúc này đầu cứ ong ong, không biết vì sao họ đánh mình. Hai chúng ta, bị tẩu hỏa nhập ma. Triệu Bân và Sở Vô Xương vẫn khá ăn ý, đồng thanh nói ra. Đúng là nồi nào úp vung nấy, tẩu hỏa nhập ma là có thể tùy tiện đánh người sao? Có phải ta dư thừa lắm không? Thiên Vũ tự hỏi như thế trong lòng, có phải hắn ta không nên tiến vào? Hắn ta nhìn thoáng qua Triệu Bân, tên này đã trở lại bình thường. Lúc trước tên này tẩu hỏa nhập ma là tình huống thế nào, trong trạng thái bùng nổ khi ấy, chiến lực của hắn quá mạnh, một chưởng là đủ để đánh hắn ta tàn phế. Ngẩn người gì thế, giúp một tay nào? Triệu Bân la to, hắn đang di chuyển quan tài băng ngọc. Đây là bảo bối vô giá. Mang ra ngoài là sẽ có vô số người tranh nhau mua. Có điều nó khá nặng, trên đàn tế lại có khắc cấm chế, khóa chặt quan tài tại đó. Thế này không tốt lắm đâu. Sở Vô Xương nói rồi vén tay áo. Nhìn đi, tiếp xúc với người nào đó lâu rồi thì sẽ bị nhiễm thói xấu ngay. Ngoài miệng thì đạo lý lắm, tay lại chẳng yên, Thiên Vũ còn nhiệt tình hơn, cầm theo kiếm gãy kê dưới quan tài nãy ra. Vụt! Một âm thanh vang lên. Quan tài băng ngọc bị xê dịch. Triệu Bân lanh tay lẹ mắt, đánh tan cấm chế,
thời gian quá lâu rồi nên cấm chế đã bị hư hao, nếu không, với tu vi của hắn thì hoàn toàn không thể phá. Giờ cấm chế đã hỏng, có thể thoải mái di rời rồi. Chúng ta làm vậy có thể bị coi là đào mồ không, Sở Vô Xương ho gượng. Mượn dùng chút thôi, khi nào đó lại trả về mà, Triệu Bân cười ha hả. Nếu ma hậu vùng dậy, liệu bà ấy có tìm chúng ta để tính sổ không? Tìm thì trả lại bà ấy. Hai người, nói gì đó, Thiên Vũ nghe xong thì mặt ngớ ra, ma hậu gì, cái gì vùng dậy? Đây là tiếng long ám hiệu. Công tử nào đó và sư muội nào kia một khi đã ăn dơ thì đúng là rất có cảm giác chồng hát vợ khen hay, chăm miệng một lời, hơn nữa lời nói cũng có chút thâm trầm như nhau. Hai người không giải thích thêm mà sải bước đi. Thiên Vũ vội đuổi kịp, không ngừng xoa đầu, đau quá. Khi đã lên mặt đất, Triệu Bân và Sở Vô Xương đều ngửa đầu nhìn trời. Quỷ đầu to đã nói, trong không trung có bảo vật, bầu trời có huyền cơ, chưa biết chừng đó là Đan Bất Lão và Hoa Bồ Đề thì sao. Thiên Vũ chả biết gì mà cũng ngửa theo, nhìn gì thế? Ngắm sao? Triệu Bân và Sở Vô Xương đồng thanh, thật kỳ diệu là cả hai lại đều như vậy. Thiên Vũ cũng chẳng muốn hỏi nữa, hắn ta liếc hai người một cái, đồng thời cảm thấy đầu mình sáng trưng, hắn ta là cái bóng đèn vừa sáng vừa chói. Liệu hắn ta có nên tìm một chỗ, để tỉnh táo chút không nhỉ? Ánh trăng ở ma vực cũng ảm đạm vô cùng. Dưới ánh trăng, ba người Triệu Bân leo lên một đỉnh núi. Thiên Vũ ngồi xếp bằng lo chữa thương. Mà hai người Triệu Bân và Sở Vô Xương lại ngẩng đầu nhìn trời. Trong lòng chắc chắn trên kia có huyền cơ gì đó nên họ mới cố tình tìm một đỉnh núi thế này, như vậy sẽ cách bầu trời gần hơn, không chừng có thể phát hiện ra gì đó. Trong lúc đó, Triệu Bân từng nhìn vào bên trong cơ thể. Một giọt long huyết và một giọt ma huyết mà hắn nuốt đã biến mất rồi. Triệu Bân đang cố gắng nhớ lại, hắn nhớ tới mặt quỷ, khi hắn giành lại cơ thể, không biết mặt quỷ chạy đi đâu rồi nhưng nhất định là còn bên trong ma vực này. Không biết lần sau gặp lại tên đó sẽ có hình thái gì, không chừng sẽ lại đoạt xác kẻ khác hoặc dùng ma huyết và long huyết để tái tạo cơ thể, đây là một nhân tố không xác định. Lần tới mà gặp, hắn nhất định sẽ tiêu diệt để sau này không còn tai họa ngầm. Về phần long huyết và ma huyết, tuy hắn khá sót nhưng vẫn chịu được. Đến cấp huyền dương tầng 9, sắp tới đỉnh cao thì chiến lực tăng thêm của ma huyết và long huyết cũng không còn tác dụng lớn nữa. Hắn có tiểu kỳ lân, mượn một, hai giọt máu thì chắc nhóc con kia sẽ không từ chối. Máu của thánh thú kỳ lân hoàn toàn có thể bù đắp tổn thất từ ma huyết và long huyết. Định thần lại xong, Triệu Bân lại nhìn trời. Mắt hắn thâm thúy, sức mạnh thiên nhãn lại đẩy ra từng tầng sương mù ma khí. Muốn nhìn tới nơi sâu nhất nhưng xem tới hơn nửa đêm mà cũng chẳng nhìn ra được gì. Thế này nào có huyền cơ, nào có bảo bối gì, cả bầu trời, một con chim cũng không có, tất cả đều là mây đen mông lung. Có thể nhìn ra gì không? Sở Vô Xương dụi mắt, lấy kính viễn vọng ra xem. Triệu Bân nhẹ nhàng lắc đầu, dù có huyền cơ thì cũng rất khó nhìn thấy. Do đạo hạnh của họ quá yếu, ma vực lại có tiên trận, thêm vào cấm chế của ma quân. Sao lại có thể dễ dàng nhìn thấu, e là cả đại hạ Hồng Nguyên cũng không nhìn ra. Đêm này là đêm rất dài. Nhưng đêm dưới ma vực cũng không yên bình. Tiếng ồn vẫn như cũ, liên tục vang lên, phần lớn là âm thanh của trận đại chiến. Tiếng chửi thề chỗ nào cũng có, người đến ma vực tìm bảo vật, đồ không tìm được mà gặp phải không ít cạm bẫy, ai cũng thê thảm. Thê tử của ngươi đâu, Sở Vô Xương nhìn trời, chợt hỏi một câu. Đang hôn mê, Triệu Bân không hề giấu giếm, ta cần Hoa Bồ Đề để cứu nàng. Đây mới là mục đích của ngươi vào đây nhỉ, Sở Vô Xương nhẹ giọng nói. Ta sẽ tìm được đóa hoa kia, Triệu Bân đáp lại như thế, trong mắt là sự kiên định. Sở Vô Xương im lặng, mắt đẹp hơi ảm đạm, chứa một tia hâm mộ. Nếu cũng có một người nguyện quên cả sống chết vì mình như thế, bằng lòng xông vào núi đao biển lửa vì mình, nàng kia. Hạnh phúc biết bao. Thê tử. Thiên Vũ đang ngồi xếp bằng chữa thương cũng nhíu mày. Triệu Bân và Sở Vô Xương nói chuyện gì, hắn ta có thể nghe thấy loáng thoáng, cũng vì nghe thấy nên mới ngạc nhiên. Không ngờ Cơ Ngân đã có vợ, mà còn đang hôn mê nữa, hắn ta chưa từng nghe thấy Cơ Ngân kể mấy chuyện này. Bên này, Triệu Bân đã kết nối với Thành Thiên Thu. Hoặc cũng có thể nói là từ khi vào ma vực, hắn vẫn giữ liên lạc với Thành Thiên Thu. Có phân thân, hắn có thể kết nối bất cứ lúc nào. Dù sao nhà họ Ma cũng là truyền thừa từ ma vực,
không chừng có vài bí mật mà hắn cũng không biết. Trên bầu trời ma vực có huyền cơ đúng không? Nghe thấy lời Triệu Bân, một đám trưởng lão ma gia đều nhướng mày. Đúng là vậy rồi, Triệu Bân truyền âm. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, đợi chúng ta đi tra thêm bí văn đã, đám trưởng lão cũng không rảnh rỗi, họ tới tàng thư các, thời gian lâu quá rồi, bí mật truyền thừa cũng quá nhiều, nhưng không phải quyển nào họ cũng xem hết. Hắn thế nào rồi? Câu này là Triệu Bân hỏi Phượng Vũ. Còn hắn trong miệng Triệu Bân chính là ma tử. Trễ nhất là nửa tháng sau hắn sẽ tỉnh. Phượng Vũ cười khẽ. Nếu tỉnh thì bảo hắn đừng tới di chỉ, Triệu Bân dặn. Đã biết. Phượng Vũ lại cười, chẳng cần Triệu Bân nói, mấy trưởng lão cũng sẽ không để cô ta và ma tử tiến đến ma vực. Đó là cấm địa, nơi nơi đều là cạm bẫy, dù có truyền thừa thì chẳng tạo ra đặc quyền trong đó. Hôm nay, Triệu Bân đã dặn như vậy thì đúng là nguy cơ bốn bề rồi. Triệu Bân không nói gì, chuyên chú nhìn trời. Hắn có trực giác hòa bồ đề đang ở trên trời. Chính vì thế, trong mắt Triệu Bân xuất hiện tia máu. Đúng theo câu trông mòn con mắt, hắn dùng toàn bộ thị lực để nhìn xuyên càn khôn, vẫn như cũ, chỉ cần có thứ mình cần, dù là núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ tới. Không dễ đi lên đâu. Nguyệt thần nói rồi liếc nhìn bầu trời ma vực. Quỷ đầu to không lừa Triệu Bân, trên trời đúng là có huyền cơ nhưng với thị lực và tầm nhìn của Triệu Bân thì khó mà nhìn ra manh mối. Chỉ vì huyền cơ đã bị tiên trận che lấp, đó còn là tiên trận hoàn hảo không hư hao gì. Nghỉ ngơi một chút thôi. Thấy mắt Triệu Bân toàn tơ máu, Sở Vô Xương nhỏ giọng khuyên. Đáp lại Sở Vô Xương là một âm thanh to lớn. Hai người đồng thời ngoái đầu nhìn. Lọt vào mắt là ba bóng người mặc áo bào đen. Cũng không biết họ chui ra từ đâu. Một trong số đó còn té lên thân Thiên Vũ. Thiên Vũ đang tĩnh tâm chữa thương, không kịp đề phòng nên khi bị nện vào là lảo đảo choáng váng. Đây chính là nằm không cũng trúng đạn trong lời đồn, cũng là đang nói tình trạng của hắn ta, vết thương vừa đỡ một chút thì lại bị nện cho gãy xương tiếp. Quan trọng là kẻ té vào người hắn ta quá nặng, thế nên cú tông này mới có uy lực cỡ đó. Nhìn lại ba bóng người, hóa ra là người quen. Người của thi tộc. Họ cũng không ngu, vì đề phòng sự thay đổi của trời đất mà cũng dùng khóa và xích sắt buộc lại với nhau. Nhưng Triệu Bân và Sở Vô Xương lại có chút khó hiểu là. Tính theo thời gian thì vẫn chưa tới lúc đất trời biến đổi mà. Ba tên này từ đâu chui ra? Khu vực cũng thay đổi sao, Triệu Bân thầm nghĩ. Xem ra hắn vẫn quá coi nhẹ tiên trận của ma vực, nó quỷ dị hơn hắn nghĩ nhiều. Vốn dĩ cho rằng là toàn bộ thay đổi nhưng giờ nhìn lại, cũng không phải tất cả đều thế. Ba tên người thi tộc đột nhiên xuất hiện chính là ví dụ tốt nhất, nhìn biểu cảm ngẩn ngơ của họ thì rõ ràng là không kịp trở tay. Cơ ngân. Đợi khi đứng vững, ba người thi tộc biến sắc, đồng loạt lùi ra sau một bước. Đầu tiên là mở xiềng xích vì gặp cơ ngân là sẽ có trận đại chiến, nếu dính vào nhau thì khó có thể thi triển thực lực. Phụt. Thiên Vũ hộc máu. Quay về đứng chung với Triệu Bân và Sở Vô Xương. Xui xẻo quá đi, hắn ta xui tận mạng mà. Ngồi chữa thương cũng bị nện vào người, tìm ai nói lý đây. Vụt. Huyết quang xuất hiện, đầu của một trong ba tên thi tộc rơi xuống đất. Là Triệu Bân ra tay. Hắn dùng thuấn thân tuyệt sát chỉ trong tích tắc. Hai tên còn lại thấy vậy thì tái mét mặt mày, ớn lạnh từ đầu xuống chân, tóc gáy toàn thân dựng đứng. Nếu Triệu Bân nhắm vào họ thì họ đã xuống quỷ môn quan rồi. Đúng là gặp quỷ mà. Ma vực lớn có bấy nhiêu, người nhiều như vậy, thế mà hở chút là đụng cơ ngân, còn là cơ ngân trong trạng thái mạnh nhất, hình dạng hắn bây giờ đã khôi phục bình thường, không còn bị thu nhỏ thành đứa bé nữa. Đi. Hai người không hề do dự, xoay người trốn. Màn đêm vô hạn. Sở Vô Xương quát khẽ, kéo một trong hai vào bóng tối. Thiên Vũ cũng không hề chậm. Cùng một lúc với Sở Vô Xương, hắn ta tiến vào màn đêm vô hạn, liên hợp tấn công đối thủ. Triệu Bân đuổi theo kẻ còn lại, tung một chưởng lật mình. Diệt, cho ta! Người thi tộc hét lớn, trước ngực lại chém ra một tia sáng đen. Triệu Bân không thèm nhìn, dùng thân thể chống đỡ. Thân trúng tia sáng đen nhưng hắn đã áp sát, một ngón tay đâm vào ấn đường đối phương, trên đầu ngón tay có thiên lôi đang quấn quanh, thêm vào chân khí thái âm và khí huyền hoàng. Sức mạnh một chiêu này đủ để nghiền nát đối thủ. Ọc. Máu tươi lại phun ra chói mắt. Ấn đường của tên thi tộc bị xuyên thủng, hắn ta nặng nề ngã xuống đất. Á!
từ bên trong màn đêm vô tận cũng truyền ra tiếng thét thảm thiết. Đám thi tộc còn lại đều đã gục ngã, bọn chúng bị Sở Vô Xương giam cầm, lại bị Thiên Vũ chém chết. Đến lúc này thì đám thi tộc bước vào Di Chỉ Ma Vực cũng chỉ còn lại một tên, đó chính là tên thi tộc thứ nhất, không biết hắn ta đã chạy đi đâu, có lẽ ngay chính hắn ta cũng không biết đồng bọn thi tộc của mình đều đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lách cách, lách cách. Trên đỉnh núi vang lên tiếng xích sắt va vào nhau. Thiên địa càng lúc càng biến hóa khác thường, Triệu Bân phải dùng xích sắt trói cả hắn, Thiên Vũ cùng Sở Vô Xương lại một chỗ. Không chỉ có bọn họ, tất cả những kẻ đang ở trong Di Chỉ Ma Vực đều làm như vậy, trong đó có cả Ma Khôi, Vương Dương, Thánh Tử Ma Điện cùng Thánh Tử Ma Sơn. Tuy bọn chúng là truyền thừa của Ma Vực nhưng cũng hoàn toàn không biết bên trong Di Chỉ Ma Vực có những bí mật gì. Chẳng hạn như chuyện Ma Hậu là người của Phật gia thì chẳng những Ma gia không biết mà bọn chúng cũng không biết. Có thể nói Ma Quân đã phong tỏa toàn bộ tin tức này với bên ngoài ngay từ thuở hồng hoang, chuyện không có ai biết đất Phật ở đâu chính là minh chứng tốt nhất cho chuyện đó. Nói không chừng năm xưa chính tay Bất Diệt Ma Quân đã san bằng toàn bộ đất Phật rồi. Quan tài này ngươi không thể tùy tiện lấy ra được, Nguyệt Thần chậm rãi nói. Tuy người phàm không thể nhìn thấu nguyên nhân thiên địa biến hóa nhưng Nguyệt Thần chắc chắn có thể nhìn thấu, đó là bởi vì đám người Triệu Bân đã mang quan tài ngọc đi. Tuy rằng quan tài ngọc không phải là thứ trấn thủ tiên trận nhưng nó vẫn có sự liên quan đến tiên trận, bọn họ mang nó đi cho nên tiên trận mới biến hóa càng lúc càng nhanh dẫn đến cục diện như hiện tại. Chờ xem, sau này sẽ càng hỗn loạn hơn. Ta có dự cảm không lành, Thiên Vũ nhỏ giọng nói. Không ai đáp lại lời hắn ta. Triệu Bân đang ngước nhìn lên trời, Sở Vô Xương cũng đang ngước nhìn lên trời. Bọn họ cũng đang có cùng một loại dự cảm. Nguyên nhân chính là vì thế cho nên bọn họ mới ngẩng đầu lên trời cố tìm huyền cơ. Phải nhanh chóng tìm ra Đan Bất Lão và Hoa Bồ Đề rồi rời khỏi nơi quỷ quái này. Ở đâu? Khóe mắt của Triệu Bân đã chảy đầy máu tươi, trong ánh mắt còn hiện lên sự kiên định. Hắn ta đã vắt kiệt động lực của mình để nhìn thấu huyền cơ. Nhưng xem ra huyền cơ ở đây đã vượt qua phạm trù mà thiên nhãn của hắn có thể nhìn thấu được, hắn càng cố gắng muốn nhìn thì phản phệ lại càng nặng. Sở Vô Xương liếc mắt nhìn hắn. Trong thời gian tỉ thí Tân Tông thì Triệu Bân cũng giống như vậy, bên trong sự điên cuồng của hắn còn ẩn chứa lòng kiên định khi cố hết sức đánh bại cô ta, tuy ngày đó cô ta không hiểu nhưng hôm nay cô ta đã hiểu được. Tình duyên, thực sự là một thứ rất kỳ lạ. Cơ sư đệ, người đã quá sức rồi. Thiên Vũ nhắc nhở. Hắn ta cũng nhìn thấy được sự điên cuồng của Triệu Bân, máu đang chảy ra từ khóe mắt của hắn phản chiếu dưới ánh trăng mờ ảo trông hết sức chói mắt, nếu như cứ tiếp tục thì căn cơ của Triệu Bân sẽ bị tổn hại. Không sao. Triệu Bân lên tiếng nhưng không hề nhắm mắt lại. Hắn vừa dứt lời thì liền nghe thấy vòm trời run lên. Trên bầu trời dường như có một ngôi sao đang rơi xuống, sắc trời đang u ám đột nhiên lại có một ngôi sao rơi xuống khiến cho ai cũng phải chói mắt. Vẽ ra trên nền trời u ám một đường cong tuyệt đẹp. Sao rơi, Thiên Vũ kinh ngạc. Chẳng lẽ là Đan Bất Tử? Á! Sở Vô Xương còn chưa nói hết lời thì đã thấy Triệu Bân nhảy khỏi đỉnh núi. Hắn quá vội vàng cho nên thậm chí còn chưa nói trước với Sở Vô Xương cùng Thiên Vũ mà đã lôi bọn họ cùng lăn xuống núi. Bởi vì bọn họ đang bị trói lại bởi một sợi dây xích cho nên chỉ cần một người chạy đi thì hai người còn lại cũng bị lôi theo. Vèo! Triệu Bân chạy với tốc độ cực nhanh, tạo nên một cảnh tượng hết sức buồn cười. Người bị lâm vào tình cảnh khổ sở chính là Thiên Vũ cùng Sở Vô Xương, nhìn từ xa hai người bọn họ giống y hệt hai con diều bị Triệu Bân lôi đi một đường, không biết trên đường đi hai người đã va vào biết bao nhiêu cây đại thụ, cho đến khi cả ba ra khỏi núi rừng thì hai người mới có thể đứng vững. May mắn là thân pháp của bọn họ không tệ, nếu không thì cũng không thể nào theo kịp tốc độ của Triệu Bân. Nhanh lên! Dưới bầu trời vang lên rất nhiều tiếng quát tháo. Chắc chắn có không ít người cũng đã nhìn thấy hiện tượng sao rơi. Chẳng lẽ là Đan Bất Lão, Thiên Vũ nói với vẻ tràn đầy hy vọng. Có lẽ vậy, Sở Vô Xương đáp. Về phần Triệu Bân, hắn lại cho rằng đó là Hoa Bồ Đề. Ầm. Bọn còn chưa đuổi tới nơi thì đã nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên từ hướng đó. Chắc chắn đó là động tĩnh truyền đến từ một trận đại chiến. Có lẽ bên đó đang có một đám nhân tài đang tranh đoạt bảo bối, hẳn là có nhiều người lắm cho nên mới gây ra động tĩnh lớn đến như thế, ba người bọn họ đang đứng ở rất xa mà cũng có thể nhìn thấy những ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Có thể thấy chiến lực của các bên cũng không hề thấp. Đánh nhau kịch liệt đến như vậy,
bảo bối ở đó nhất định phải lớn lắm. Đó chính xác là một món bảo bối lớn. Quan sát kỹ thì mới thấy đó là một ma kính màu đen tỏa ra ma quang kỳ dị, kẻ nhìn thấy nó đầu tiên còn chưa kịp mang nó đi thì đã có một đám người khác kéo đến muốn tranh đoạt, vì vậy mới xảy ra một trận cuồng oanh loạn tạc, máu chảy thành sông. Cảnh tượng sau đó thì cũng không khó đoán. Để đoạt được bảo bối, đám người đó đã đánh nhau đến đầu rơi máu chảy, chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu người đã kéo tới tham chiến, mà đây chỉ mới là những người có thể nhìn thấy được từ bên ngoài, bên trong bóng tối vẫn còn có rất nhiều người đang ẩn thân đều đang chờ thời cơ hành động. Phụt, phụt, trận chiến diễn ra hết sức ác liệt và đẫm máu. Ma kính tuy thật sự là bảo bối nhưng trong hoàn cảnh này nó cũng chính là một củ khoai nóng bỏng tay. Bất luận là ai cầm nó thì đều sẽ bị đám đông đồng loạt công phạt để cướp đoạt, muốn cầm chắc được nó trong tay thì phải có thực lực mạnh mẽ mới được, hoặc ít nhất cũng phải có thân thể đánh mãi không chết. Đó là, ma tâm kính. Thánh tử Ma Sơn cũng đã đến đây, hắn ta đang đứng trên một đỉnh núi gần đó, cầm kính viễn vọng trông về phía đại chiến và nhận ra được ma kính kia. Bên trong bí quyển Ma Sơn đã có ghi lại, ma tâm kính là do ma quân đích thân tế luyện. Cấp bậc không hề kém cạnh ma long kiếm và huyền vũ hắc ma giáp. Tất cả các dòng truyền thừa của ma vực đều biết năng lực của ma kính, mặc dù sức công phạt có lẽ sẽ kém hơn ma long kiếm nhưng khả năng đánh phụ trợ của nó là tốt nhất, bất cứ ai bị ma tâm kính chiếu vào người thì tâm ma của kẻ đó sẽ bị phóng đại lên khiến cho kẻ đó bắt đầu nảy sinh ác niệm cùng tà niệm, thần trí không vững vàng thì chắc chắn sẽ bị tâm ma phản phệ, thậm chí còn trở nên điên loạn, nếu không cẩn thận còn có thể chết ngay tại chỗ. Nói trắng ra thì đó chính là thần khí mê hoặc tinh thần. Ở bên trong di chỉ ma vực lâu ngày cho nên nó đã trở thành một món hung khí nhiễm đầy máu tươi, có vô số sinh linh đã bỏ mạng vì nó. Minh khí tốt, ta tìm ngươi đã lâu. Thánh tử Ma Điện cũng đã đến, đang đứng trên một đỉnh núi gần đó nhìn xuống. Còn có thánh tử Ma Quật Vương Dương, tuy rằng hắn ta trông có vẻ khoan thai nhưng khi nhìn thấy ma kính thì trong mắt hắn ta cũng bùng lên ngọn lửa tham lam. Binh khí do ma quân đích thân tế luyện chắc chắn không có món nào tầm thường. Ba người Triệu Bân cũng đã đuổi đến nơi và đang ẩn náu trên một đỉnh núi có cây cối rậm rạp bao phủ. Đó là một tấm kính, Thiên Vũ dùng kính viễn vọng quan sát. Ma tâm kính, Sở Vô Xương cũng đang quan sát và đưa ra một đáp án chính xác. Ma tâm kính không phải đang nằm ở ma cung sao? Triệu Vân lẩm bẩm, hắn đã từng xem qua bí quyển ma gia, rõ ràng trong đó đã viết như vậy. Bây giờ xem ra bí quyển ma gia cũng không hoàn toàn chính xác, vẫn là câu nói đó, năm tháng trôi qua vật đổi sao rời, có rất nhiều bảo bối đều đã thất truyền, không còn để lại dấu tích. Làm ta còn tưởng đó là đan bất lão, Thiên Vũ cùng Sở Vô Xương tiếc nuối nói. Ở đây có thật nhiều yêu nghiệt. Triệu Bân nhìn xung quanh rồi khẽ cau mày. Quả nhiên những kẻ có thể bước vào di chỉ ma vực đều không phải là hạng tầm thường, bên kia có rất nhiều kẻ có khí tức cường đại. Mỗi một kẻ cũng không hề kém cạnh thánh tử Ma Sơn, phần lớn trong số đó hắn đều không thể nhìn ra lai lịch. Nhân gian ngọa hổ tàng long, đúng là có đủ mọi loại người. Xem cục diện này, cho dù hắn có nhảy vào thì cũng sẽ bị đánh thành tro. Hai tay không thể đánh lại bốn tay, huống chi ở đây còn có nhiều yêu nghiệt đến như vậy. Vương Dương. Sau khi nhìn quanh, hắn lại nhìn thấy Oan gia cũ. Xem khí tức của Vương Dương thì chắc chắn là hắn ta đã đạt tới cảnh giới địa tạng và đã mạnh hơn trước không ít, nhưng Triệu Bân không biết đó là chân thân hay là phân thân của hắn ta, dù sao thì khoảng cách của hai người cũng quá xa khiến cho hắn không thể nhìn rõ. Muốn xác định chính xác thì phải đánh nhau một trận mới biết được. Nếu như đó là phân thân thì hắn không cần phải chạy nữa. Ngoài Vương Dương thì hắn còn nhìn thấy rất nhiều bạn cũ khác, ví dụ như Thánh tử Ma Sơn, Thánh tử Ma Điện. Tên thi tộc thứ nhất, tiểu nhật áo đen, thánh tử huyết hy môn, nguyên thương và người đàn ông mặc đồ đen của La Sinh môn. Trong lúc hắn đang quan sát thì chợt nghe thấy có một tiếng ầm ầm vang rền, một đỉnh núi khác lại vừa bị san bằng. Lại có yêu nghiệt đáp xuống đỉnh núi, một kẻ áo đen có khí lực anh hãn. Đó chính là thánh tử Ma Cung Ma Khôi. Sự xuất hiện của hắn ta đã khiến cho ba thánh tử còn lại đều phải cau mày. Đồng thời cũng khiến cho lòng người bốn phía đều run sợ, chiến lực của hắn ta có thể không phải là mạnh nhất, nhưng bên trong cơ thể của hắn ta lại đang phong ấn một con quái vật. Đó chính là Thái Thượng Hung Hổ. Một khi Thái Thượng Hung Hổ nhảy ra ngoài thì không ai có thể đánh bại hắn ta ngoại trừ Đại Hạ Long Phi. Triệu Bân cũng đang quan sát.
đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ma khôi. Không thể không nói, hắn ta đúng là một nhân tài lớn. Đánh không lại. Triệu Bân thầm lẩm bẩm, không phải hắn đánh không lại ma khôi, hắn chỉ đánh không lại thái thượng hung hổ mà thôi. Nếu như thật sự muốn xử lý hắn ta thì còn phải mời Đại Hạ Long Phi tới đây, nhưng cho dù cô ta có tới đây được thì cũng không chắc chắn có thể đánh bại được ma khôi. Dù sao Long Phi cũng chỉ còn lại một nửa sức mạnh cửu vĩ. Ma tâm kính. Ma khôi phớt lờ tất cả mọi người, chỉ nhìn chăm chú vào tấm ma kính màu đen, sao hắn ta có thể không nhận ra vật của ma quân được? Vật của ma quân là thứ mà các ngươi có tư cách cầm hay sao? Ma khôi cười lạnh, từng bước tiến lên. Hắn ta vừa đáp xuống khỏi đỉnh núi thì đã gây ra một tiếng nổ vang, khí thế vô cùng bá đạo, ngoài ra còn có tầng tầng ánh sáng lan tràn ra ngoài khiến cho rất nhiều kẻ đang tranh giành bảo bối đều bị chấn bay, kẻ có nội tình yếu đều không thể đứng vững. Lần này ma khôi còn chưa động tới thái thượng hung hổ, nếu như hắn ta thật sự dùng tới nó thì chỉ sợ tất cả mọi người ở đây đều sẽ bị chấn bay. Dù sao trong số thế hệ trẻ từ 20 tuổi đổ lại làm gì còn ai có nội tình mạnh hơn thái thượng hung hổ. Chết tiệt! Ba thánh tử còn lại đều thầm mắng, ma khôi đã tới rồi thì bọn chúng còn có thể làm được gì nữa. Đám người đang tranh giành bảo bối cũng đều trừng mắt nhìn ma khôi, con mợ nó ngươi từ đâu nhảy ra vậy. Nhưng trừng mắt thì trừng mắt, cũng chẳng có ai dám có suy nghĩ xông lên công kích ma khôi. Không phải đám người này sợ ma khôi mà là sợ thái thượng hung hổ bên trong cơ thể của hắn ta, một khi nó nhảy ra ngoài thì đất trời chắc chắn sẽ sụp đổ. Phụt! Trong khi đám người ở xung quanh còn đang quan sát thì ma khôi đã ra tay, một trường tiêu diệt một tên áo đen chỉ vì ma tâm kính đang nằm trong tay của kẻ đó. Tên áo đen đã bị tiêu diệt cho nên ma tâm kính cũng rơi xuống, bị ma khôi một tay tiếp được. Nếu như ma tâm kính nằm trong tay của kẻ khác thì kẻ đó chắc chắn cũng sẽ bị một trường tiêu diệt. Lúc này không có ai dám ra tay, kẻ nào bị ma khôi nhắm trúng thì đừng mơ đến chuyện rời đi. Ma khôi vẫn phớt lờ tất cả, chỉ chăm chú nhìn ma tâm kính. Chuyện vừa rồi chính là động thái răn đe của hắn ta, nếu như có kẻ nào dám xông lên tìm kích thích thì hắn ta cũng không ngại tàn sát hết tất cả. Bảo bối tốt, ma khôi nhìn ma kính bằng ánh mắt hừng hực lửa. Càng nhìn ma kính thì nét mặt của hắn ta lại càng thay đổi, bởi vì phía trên ma kính đang chậm rãi nổi lên một đạo ma văn, mà ma tâm kính cũng bắt đầu tỏa ra ma quang cuồng bạo. Sau đó lại có một tiếng nổ vang lên. Bởi vì ma quang trên ma kính đã phát nổ. Cảnh tượng tiếp theo chính là máu tươi phun ra chói mắt, ma khôi đang ở gần ma kính nhất cho nên cũng bị nổ nặng nhất, hắn ta bị nổ đến mức máu thịt văng ra đầm đìa rồi bay ngược ra ngoài, phun ra một cột máu cao. Chuyện này, đám người xung quanh thấy vậy thì không khỏi choáng váng. Bên trên ma tâm kính chắc chắn là có thiết lập cấm chế, một cấm chế cực kỳ bá đạo. Mà điều này cũng không quan trọng. Điều quan trọng là ma khôi đã bị nổ bay ra xa cho nên ma kính bây giờ lại trở thành vật vô chủ. Trong chớp mắt tất cả đều ngửa đầu nhìn theo hướng ma kính bật ra, ánh mắt dán chặt vào ma kính. Trùng hợp làm sao, ma kính lại văng lên đỉnh núi nơi Triệu Bân đang ẩn nấp. Thấy vậy Triệu Bân liền biến sắc, cả Thiên Vũ và Sở Vô Xương cũng biến sắc. Ma tâm kính là bảo bối, nếu như có thể trộm được thì tốt, nhưng bây giờ nó mà rơi vào tay của bọn họ thì lại trở thành một củ khoai nóng bỏng tay. Ngoại trừ ma khôi, bất cứ ai chạm vào ma kính này cũng sẽ bị đám người kia vây công giết chết. Dưới ánh mắt quan sát gắt gao của mọi người, ma tâm kính đã rơi xuống đỉnh núi nơi Triệu Bân đang đứng. Ma kính nặng đến mức khiến cho cả đỉnh núi phải rung lên, đất đá lăn xuống từng mảng. Cướp lấy! Đám người kia đồng loạt quát lớn, ngay lập tức xông về phía đỉnh núi. Còn chưa tới đỉnh núi thì bọn chúng đều đã đồng loạt đánh ra những đòn công phạt. Không quan trọng là ai đang cầm ma kính, phải đánh trước rồi mới nói sau. Ngẩng mặt lên liền có thể nhìn thấy hư không chấn động, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh. Bao trùm cả bầu trời, công phạt quy mô lớn như vậy còn có thể san bằng cả một ngọn núi, về phần người trên núi thì chắc chắn cũng sẽ bị đánh thành cho bụi, cho dù là hung hổ hay ma khôi thì cũng sẽ không dám đối kháng. Đi! Triệu Bân cầm lấy ma kính rồi xoay người chạy trốn. Trước khi đi hắn còn ném ra một thứ gì đó. Đó cũng là một tấm kính màu đen khá giống với ma tâm kính, đây là vật mà hắn đã trộm trên người của thánh tử Ma Điện. Hắn đã từng nghiên cứu qua thì thấy nó chỉ là đồ giả được làm dựa theo ma tâm kính,
cho dù không có năng lực gì đặc biệt nhưng ít nhất thì nó cũng giống ma tâm kính như đúc. Muốn phân rõ thật giả thì còn cần phải cầm trong tay nhìn kỹ một phen. Triệu Bân làm như vậy tất nhiên là vì muốn dương đông kích tây. Ầm, ầm, ầm. Những đòn công phạt đã ầm ầm giáng xuống đỉnh núi khiến cho đỉnh núi sụp đổ. Đá vụn bay đầy trời, bản sao của ma tâm kính cũng bay ra khỏi đỉnh núi. Thấy vậy thì ánh mắt của đám người kia đều sáng lên, có kẻ đã dùng chân nguyên biến thành bàn tay to chộp lấy ma kính, thừa dịp ma khôi trọng thương liền muốn đoạt lấy ma kính mà bỏ chạy, đợi ma khôi tỉnh lại thì sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa. Keng! Đột nhiên có một đạo kiếm quang xuất hiện chặt đứt bàn tay to kia. Kẻ vừa phóng ra kiếm quang chính là một thanh niên áo bạc, sau khi chặt đứt bàn tay to thì hắn ta liền đoạt lấy ma tâm kính rồi xoay người bỏ chạy, cũng không biết hắn ta là người nhà nào mà có thân pháp biến hóa hết sức lạ kỳ, chỉ mới 2-3 bước mà đã bay ra ngoài rất xa. Đi! Một tiếng cười âm hiểm vang lên, lại có thêm một kẻ áo đen đột nhiên nhảy ra. Tên vừa nhảy ra có chiến lực không tầm thường. Hắn ta chỉ điểm ra một ngón tay mà đã có thể tiêu diệt thanh niên áo bạc, hắn ta cầm lấy ma kính trong tay định bỏ đi nhưng mọi chuyện không dễ dàng đến như vậy. Tình cảnh của hắn ta lúc này còn thảm hơn so với thanh niên áo bạc, còn chưa kịp xoay người thì đã bị một kiếm đâm lén, sau đó còn có hơn 10 đạo kiếm quang bắn nát cơ thể của hắn. Ông! Ma kính bật ra rồi lại rơi vào tay một thanh niên áo tím. Củ khoai nóng không lấy là tốt nhất, nhưng cái tên này vẫn cố tình cầm lấy nó. Ma kính vừa mới rơi vào tay của hắn ta thì hắn ta liền bị tất cả mọi người đánh thành bụi. Ầm, ầm. Sự cạnh tranh càng lúc càng trở nên khốc liệt. Nguyên nhân chính là bởi vì ma khôi đã bị ma quang nổ đến thân tàn ma dại cho nên không thể tham chiến. Đây chính là một cơ hội tốt hiếm có để cho đám người này có thể đạt được ma tâm kính rồi bỏ chạy. Hầu hết mọi người đều có suy nghĩ này. Thành thật mà nói, suy nghĩ này khá nguy hiểm. Trong trận chiến tranh giành ma kính máu đã chảy thành sông, bất luận là kẻ nào cầm được ma kính thì cũng sẽ bị đám đông thẳng tay tiêu diệt. Bên kia, ba người Triệu Bân đã thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bộ dạng của cả ba hết sức thê thảm. Mặc dù bọn họ rất nhanh chân bỏ chạy nhưng cũng không thể tránh khỏi tất cả những đòn công phạt mà đám người kia đã đánh lên đỉnh núi. Cả Thiên Vũ và Sở Vô Xương đều chảy máu đầm đìa nhưng thảm nhất vẫn là Triệu Bân bởi vì lúc chạy trốn hắn đã thi triển bí pháp bảo vệ của mình lên người Thiên Vũ cùng Sở Vô Xương. Hắn lại chạy sau hai người bọn họ cho nên tất nhiên cũng bị thương nặng hơn bọn họ. May mắn thay, không ai trong số ba người gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đã tạo nghiệp rồi. Thiên Vũ nhướng mắt nhìn vọng sang nơi đang xảy ra đại chiến. Sở Vô Xương cũng tặc lưỡi. Triệu Bân ném ra một ma kính giả, cả hai người bọn họ đều nhìn thấy rõ. Bọn họ nhìn thấy nhưng đám người kia lại không nhìn thấy cho nên đều đang bận tranh đoạt ma kính giả, món đồ giả kia làm rất giống thật, nếu như không cầm trong tay nhìn kỹ thì đúng là nhìn không ra, vì vậy cho nên tất cả đều nghĩ nó là ma tâm kính thật. Cũng có thể nói hành động này của Triệu Bân đã góp phần hại chết rất nhiều người. Triệu Bân hộc máu giàn giụa, sau đó liền cầm ma kính lên xem xét. Đây không phải là thứ mà ma kính giả kia có thể so sánh được, quan sát một lúc thì hắn mới nhận ra nó được làm bằng vẫn thạch, chất liệu không hề kém cạnh chất liệu làm nên kiếm Long Uyên, ma văn được khắc trên nó cũng rất cổ xưa, lóe ra ma quang kỳ dị. Khi cầm ma kính trong tay hắn còn có thể nghe thấy tiếng ông ông câu hồn, ma lực của nó có thể khiến cho thần trí người cầm nó đảo điên, sau khi luyện hóa nó thì mới có thể biến nó thành vật của mình. Nói tóm lại thì đây cũng là một cơ duyên tốt. Số mệnh thật sự quá kỳ quái. Cơ duyên luôn đến một cách bất ngờ khiến cho con người ta trở tay không kịp, cũng giống như ma tâm kính này vậy, đám đông kia ra sức tranh đoạt đến chết cũng không thể nào có được, thế mà cuối cùng lại rơi thẳng vào trong tay hắn sau một biến cố. Sao ma khôi lại bị nổ, Thiên Vũ nghi hoặc hỏi. Chắc là phía trên ma kính có cấm chế, Sở Vô Xương trầm ngâm nói. Triệu Bân cũng nghĩ như vậy, hắn đã lật ma kính qua lại mấy lần để xem xét. Cấm chế được khắc trên nó rất quỷ quyệt và bá đạo, lại còn biến hóa kỳ dị, nhưng cấm chế này cũng chỉ kích hoạt được một lần, không ngờ nó lại được kích hoạt đúng lúc ma khôi cầm nó. Ầm, ầm. Ở chỗ này thì bình yên, trong khi trận chiến ở bên kia lại đang càng lúc càng ác liệt. Từ đây có thể nhìn thấy máu huyết ở bên kia như nhuộm đỏ cả bầu trời, không biết đã có bao nhiêu người đã bị giết, những tiếng kêu la thảm thiết tiếng cùng quát tháo vang trời đan xen vào nhau. Giống. Bỗng nhiên lại có thể một tiếng hổ gầm vang vọng khắp nơi.
Trong chớp mắt ngay cả ba người Triệu Bân cũng đều ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời ở phía bên kia đã có một con quái vật khổng lồ xuất hiện, hùng vĩ như một ngọn núi. Đó là một con hổ màu đen tuyền, toàn thân có ma sát quay cuồng, hai con mắt lớn của nó đỏ tươi như máu trông hết sức bạo ngược, khí thế mà nó toát ra còn khiến cho trời đất rung chuyển, mặt đất dần dần nứt ra, những ngọn núi xung quanh nó đều bị chấn sụp đổ, đám người đang tranh đoạt ma tâm kính cũng đều bị chấn bay ra xa, kẻ có nội tình yếu ớt còn ngay lập tức bị nổ thành cho bụi. Thái thượng hung hổ. Khi nói ra bốn chữ này, tất cả mọi người đều run rẩy. Không sai, đó chính là Thái thượng hung hổ, đa phần mọi người ở đây đều lần đầu tiên mới được nhìn thấy nó, nguyên nhân chính là bởi vì lần đầu nhìn thấy cho nên mới run rẩy. Sức mạnh của nó đúng là quá khủng khiếp, nó đang toát ra nguồn năng lượng cuồn cuộn như đại dương bao la. Mọi người đều biến sắc. Trong lòng ai cũng thầm run lên. Thái thượng hung hổ thật là đáng sợ. Thật mạnh. Triệu Bân lầm. Bẩm, hắn đã từng nhìn thấy siêu vi hồ không lê nhưng kích thước của nó cũng không bằng Thái thượng hung hề, xét về chiến lực thì cũng yếu hơn một bậc. Hiện giờ sức mạnh cửu vĩ đã bị chia làm hai, cho dù Long Phi có tình lại cũng không phải là đối thủ của Ma Khôi. Hai người bọn họ tuy đã từng chiến đấu với nhau nhưng bây giờ một nửa sức mạnh siêu vi tiên hồ làm sao có thể đấu lại cả một con Thái thượng hung hồ hoàn chỉnh, chi phi hai nửa xít cc mạnh siêu vĩ hép lạc lại đối kháng thì mới có cơ may. Không giống với siêu vì hóa, Thiên và nói, tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của nó. Sắc mặt của Sở Vô Xương tái nhợt, uy lực của Thái thượng hung hồ tuyệt đối áp chế bọn họ, cho dù bọn họ có thi triển bí pháp gì cũng vô dụng. Triệu Bân và Thiên Vũ đều không phản bác chuyện này, bọn họ còn lâu mới có thể nghênh chiến Thái thượng hung hổ. Giống. Trong lúc thiên địa hỗn loạn lại có thêm một tiếng hổ gầm vang lên. Tiếng rít gào của Thái thượng hung hổ ầm vang như thiên lôi đánh xuống, không biết có bao nhiêu ngọn núi đã bị chấn sụp đổ, cũng không biết có bao nhiêu người đã bị chấn đến mức hộc máu, những kẻ yếu ớt đứng gần nó còn bị chấn thành cho bụi. Đây chính là uy thế của Thái thượng hung hổ. Giữa ấn đường của nó có khắc một chữ vương, quả nhiên không chỉ để làm dáng, chỉ một tiếng gầm của nó cũng có thể khiến cho thiên hạ chấn kinh, vậy thì đừng nói tới đại chiến, nó chỉ cần vung chân tát một cái liền có thể biến kẻ khác thành thịt vụn. Ma kính là của ta. Kẻ nào dám động vào ta sẽ giết không thương tiếc. Lời nói của Ma Khôi giống như một lời tuyên án vô cùng uy nghiêm và lạnh lẽo khiến cho người khác không dám làm trái, thậm chí còn có kẻ muốn quỳ xuống tại chỗ bởi vì không chịu nổi uy lực chấn áp của Thái thượng hung hổ. Phụt. Ma Khôi đánh ra một trường tiêu diệt một kẻ áo đỏ. Lý do là bởi vì kẻ áo đỏ đó đang cầm củ khoai nóng bỏng tay kia. Hắn ta dùng hết sức bình sinh để đoạt được ma tâm kính nhưng còn chưa kịp bỏ chạy thì con quái vật đã nhảy ra ngoài. Hắn ta cũng là lần đầu tiên được gặp Thái thượng hung hổ cho nên liền bị chấn động, thất kinh hồn vía đến mức quên mất cả việc bỏ chạy, cuối cùng mới bị Ma Khôi dùng một trường tiễn xuống hoàng tuyền. Được rồi, ở đây không có chuyện của chúng ta nữa. Tất cả mọi người đều ho khan nói, Ma Khôi đã thỉnh ra Thái thượng hung hổ, cũng đã cầm được ma tâm kính trong tay, trong tình huống này còn ai dám xông lên tranh đoạt nữa. Nếu như chọc giận hắn ta thì hôm nay cũng đừng mong có thể rời khỏi đây. Ngươi nói xem, ma kính có phát nổ lần nữa không? Có kẻ nghi hoặc hỏi, tất cả mọi người nghe thấy vậy thì hai mắt đều phát sáng. Lần đầu tiên ma kính đột nhiên hiện lên ma quang kỳ dị suýt chút nữa đã làm Ma Khôi bị nổ chết. Đến tận lúc này bọn họ vẫn chưa hình dung được chuyện gì đã xảy ra, nói không chừng ma kính cảm thấy rất khó chịu với Ma Khôi, nếu như lần này ma kính lại phát nổ thì bọn họ liền có thêm một cơ hội tốt, dù sao cũng phải chờ đợi thêm một chút. Đáng tiếc, lần này bọn họ đã thất vọng. Nhìn sang Ma Khôi, ánh mắt của hắn ta sáng ngời, tay cầm ma tâm kính chăm chú quan sát. Nhưng sau khi quan sát một lúc thì hắn ta mới đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng, ma kính này thật sự quá kỳ lạ. Tại sao lại nhẹ như vậy? Còn ma văn bên trên nó nữa, mặc dù giống ma văn trên ma tâm kính như đúc nhưng lại thiếu đi khí tức cổ xưa. Đồ giả, Ma Khôi hừ lạnh một tiếng nói. Đồ giả, đám đông nghe thấy vậy thì sửng sốt, thần sắc kích động không thôi. Thứ mà bọn họ liều chết tranh đoạt hóa ra chỉ là một món đồ giả. Vậy ma tâm kính thật đang ở đâu? Chính là vào lúc đó. Những kẻ có đầu óc nhanh nhạy đều đã nhớ lại lúc trước. Sau khi Ma Khôi bị nổ thì ma kính đã bật ra ngoài và đáp xuống một đỉnh núi, tất cả bọn họ đã hợp lực lại san bằng đỉnh núi đó khiến cho ma kính bay ra ngoài, e rằng lúc đó ma kính đã bị đánh cháo.
Điều buồn cười chính là đến tận lúc này thì bọn họ mới biết, hơn nữa còn vì một món đồ giả mà liều chết tranh đoạt. Thảo nào ta lại thấy nó quen như vậy. Thánh tử ma điện lẩm bẩm, hắn ta đang nhìn chằm chằm vào ma tâm kính giả trên tay ma khôi. Đó chính là ma kính của hắn ta đã bị cơ ngân cướp đi trước đó, được làm dựa trên hình ảnh của ma tâm kính thật. Chết tiệt! Là kẻ nào? Tiếng mắng đã bắt đầu vang lên đầy trời. Đám người chạy đến tầm bảo đều hết sức phẫn nộ, tụ tập lại mắng chửi liên hồi. Bị kẻ khác sát mũi, bọn họ không phẫn nộ mới là lạ. Là cơ ngân. Thánh tử ma điện đã nhảy ra ngoài, gầm lên vang dội bốn phía. Sau khi gầm lên thì hắn ta cũng giải thích rõ ràng khiến cho tất cả mọi người đều bốc hỏa, Vương Dương lộ ra bộ mặt dữ tợn, tên thi tộc, thánh tử huyết y môn, tiểu nhật áo đen, thánh tử ma sơn và nguyên thương cũng đều nghiến răng nghiến lợi. Ngươi hay lắm cơ ngân. Ma khôi vô cùng tức giận, một tay bóp nát ma kính giả. Sự tức giận của hắn ta cũng ảnh hưởng đến thái thượng hung hổ khiến cho nó lại giống lên vang rền như sấm làm tất cả mọi người choáng váng đứng không vững, có kẻ còn bị chấn hộc máu. Ha, hắt xì. Triệu Bân đã trốn đi rất xa nhưng vẫn bị nhắc đến mức hắc hơi. Thiên Vũ thấy vậy thì ho khan. Sở Vô Xương cũng che miệng cười trộm. Lúc này chắc chắn có không ít người đang nhẹ nhàng nhắc tới cái tên này. Quỷ đầu lớn không gạt chúng ta. Triệu Bân xoa xoa cái mũi đang ngứa ngáy rồi lại nhìn lên trời. Sở Vô Xương khẽ gật đầu sau đó cũng nhướng mắt nhìn lên trời, dị tượng chính là minh chứng tốt nhất, nhưng không biết tại sao lại có ma kính rơi xuống, chẳng lẽ là do bảo khố đã bị khoét ra một lỗ hổng. Ông! Trong lúc bọn họ đang bước đi thì vòm trời lại ông chấn động. Thiên địa lại biến hóa một lần nữa, hơn nữa còn biến hóa trên diện rộng, không chỉ có bọn họ mà nơi những người khác đứng cũng đang không ngừng biến hóa. Đám yêu nghiệt còn đang đứng mắng chửi đều đã bị chia tách ra mỗi người một nơi. Vèo. Khi ba người Triệu Bân đứng vững lại thì bọn họ đã đứng trong một khu rừng. Cũng không biết là do cố ý hay là do nhân phẩm có vấn đề mà trong khi Triệu Bân cùng Sở Vô Xương vững vàng đáp đất thì Thiên Vũ lại không được may mắn như vậy, hắn ta đã bị kẹt lại trên cành cây và dốc đầu xuống. Triệu Bân chưa nhìn lại hắn ta, Sở Vô Xương cũng vậy. Bởi vì còn có những kẻ khác cũng đã được chuyển đến khu rừng này. Hừm, đó chính là những người bạn cũ, năm tên huyết y môn. Đáng tiếc lại không có thánh tử huyết y môn. Cơ ngân. Khôi phục trạng thái bình thường rồi. Đi. Năm tên huyết y môn vừa nhìn thấy cơ ngân thì liền xoay người bỏ chạy. Triệu Bân và Sở Vô Xương đều hừ lạnh một tiếng, tháo dây xích rồi đồng loạt đuổi giết. Lúc trước ở Sơn Cốc cả hai người đều bị thương nặng cho nên mới bị đám người huyết y môn đánh thảm, lần này gặp lại bọn họ nhất định phải trả thù. Vèo! Thiên Vũ cũng nhảy xuống khỏi cành cây và đuổi theo. Thánh tử, cứu ta! Tiếng kêu cứu vang khắp khu rừng. Sắc mặt của năm tên huyết y môn đều trắng bệch, ở đây không có thánh tử, bọn chúng không thể đánh bại cơ ngân, mà cho dù có thánh tử ở đây thì cũng chưa chắc đánh bại được hắn. Lúc trước cơ ngân đã bị thương nặng mà tất cả bọn chúng còn không bắt được. Hôm nay các ngươi đừng hòng thoát được. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng rồi chém ra một kiếm lôi phong giết chết một tên, sau đó còn thi triển Chu Tiên Quyết giết chết tên thứ hai. Tên thứ ba nhanh chân hơn một chút, trong chớp mắt đã nhảy lên một đỉnh núi thấp gần đó. Ngươi nghĩ mình đi được sao? Triệu Bân nhanh như chớp đuổi theo. Phía sau, Thiên Vũ cùng Sở Vô Xương cũng khai chiến, một đấu một hết sức ác liệt. Đặc biệt là tiểu thư Sở gia đang liên tục tung chiêu hung hãn như một con cọp mẹ, thù bị vây giết lúc trước cô ta vẫn còn ghi nhớ rõ ràng. Rừng sâu u ám vì bọn họ mà trở nên hỗn loạn. Dù là Triệu Bân hay là Thiên Vũ và Sở Vô Xương thì đều chiếm thế thượng phong tuyệt đối, thế nhưng người huyết y môn thì thê thảm không sao tả xiết, lực chiến của họ đều rất mạnh, chỉ là không muốn đánh nên sức mạnh giảm sút rất nhiều. Kiếp sau. Đừng đụng vào những người không nên đụng. Triệu Bân lạnh lùng nói, một kiếm chém người huyết y môn thành hai nửa. Sau đó là Sở Vô Xương tấn công từ trong bóng đêm, chặt đầu đối phương, Thiên Vũ cũng không yếu thế, người huyết y môn đang đánh với hắn ta cũng bị một ngón tay chọc thủng mi tâm, tuyệt sát. Tính lại nhân số. Trong tổng số người huyết y môn tiến vào ma vực cũng chỉ còn mỗi thánh tử huyết y môn còn sống. Nơi này không nên ở lâu. Triệu Bân cất Long Uyên. Bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường. Đột nhiên, hắn vừa ngồi chồm hổm xuống kế cái xác, còn chưa kịp càn quét thì đã tái mặt, nhanh chóng đứng dậy,
dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía Sở Vô Xương gần nhất, bởi vì đất trời sắp phải thay đổi. Đáng tiếc vẫn chậm một bước. Khi hắn rơi xuống đất thì xung quanh là một khung cảnh khác. Thế cũng chẳng sao, nhưng hai đồng đội lại bị lạc mất. Thế thì thường xuyên quá rồi đó chứ. Triệu Bân cau mày, nhìn quanh khắp nơi, chỉ cách lần thay đổi trước có 15 phút. Cũng vì không ngờ nó sẽ đến nhanh như thế nên hắn mới không kịp trở tay, không kịp dùng dây sắt để buộc người lại. Đâu chỉ mình hắn, Sở Vô Xương và Thiên Vũ bị dịch chuyển, thậm chí là nhóm yêu nghiệt khác trong ma vực cũng ngu hết cả người. Trước đó là giam 3 ngày một lần, sau đó là 1-2 ngày, lúc là 1 ngày, thời gian lần này là ngắn nhất, chỉ trong 15 phút đồng hồ, đồng đội của nhau đều bị lạc mất. Tìm. Triệu Bân hóa ra phân thân, chạy về bốn phía. Hắn cũng không hề nhàn rỗi, đi lên một ngọn núi. Đến ma vực là để tìm bảo vật, hòa bồ đề thì không thấy đâu, ngày nào cũng đi tìm người. Hắn âm thầm cầu nguyện rằng đồng đội đừng gặp phải chuyện gì không may, trong ma vực có quá nhiều kẻ ra tay tàn nhẫn, gặp phải sẽ dễ dàng bị giết chết. Lão đại, có người quen cũ. Đi được một lát thì có phân thân truyền lời về. Triệu Bân nghe thế bèn liên kết với tầm mắt của phân thân. Lọt vào mắt hắn chính là một người áo đen, quần áo dính rất nhiều máu, có lẽ là bị ảnh hưởng trong lúc tranh giành ma tâm kính, đó lại là một người rất quen, bát hoàng tử của Vương Triều Đại Nguyên, Nguyên Thương. Tiếp tục tìm. Triệu Bân trả lời lại một câu, đi thẳng đến chỗ Nguyên Thương. Khó lắm mới bắt được một con chim lạc đàn, không giết luôn thì kỳ lắm. Chuyển sang một hướng khác. Bên này Nguyên Thương đã đi vào một hang động, Triệu Bân đoán không sai, hắn ta thật sự bị thương khá nặng, trước đó khi tranh giành ma tâm kính thì đã ngu ngốc đi vào một góc, gặp phải dư âm đáng sợ. Cơ Ngân, ta với người thề không chết không ngừng. Nguyên Thương lạnh lùng nói, gương mặt dữ tợn không sao tả nổi. Lời hắn ta có tiếng đáp trả, đó chính là một tiếng kiếm vang vọng. Triệu Bân chém tới, một kiếm với sức mạnh nghiền nát. Nguyên Thương chợt tái mặt. Vội vàng dùng ý niệm. Phụt. Sau đó là một màu máu cực kỳ chói mắt. Chẳng qua người bị tuyệt sát thực sự không phải là Nguyên Thương mà là hộ thể huyết thai của hắn ta. Loại huyết thai này cách một khoảng thời gian sẽ ngưng tụ lại. Trong thời khắc quan trọng có thể chặn sát thương cho chủ thể, Triệu Bân đã từng thấy. Cơ Ngân. Đến tận lúc này Nguyên Thương mới nhìn thấy là ai đánh lén. Điều khiến hắn ta kinh ngạc là Cơ Ngân đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Nhớ ngươi đến nỗi hoa cùng tàn mất rồi. Triệu Bân cười nói, tay cầm Long Uyên lao tới. Nguyên Thương lập tức hoảng hốt, không hề có ý định đại chiến nên quay đầu bỏ chạy, trước khi đi còn dùng bí pháp tạo thành một biển máu cuồn cuộn quay cuồng lao về phía Triệu Bân, đó chính là một loại bí thuật độn thủy. Phụt! Triệu Bân không màng tới, cố chống lại biển máu. Nguyên Thương chạy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã chạy đến mấy chục mét, có lẽ hắn ta dùng cấm thuật để tăng lực chiến và tốc độ. Đánh với Cơ Ngân thì không được để hắn đuổi kịp, đuổi đến nơi chính là cái chết. Chu Tiên Quyết. Triệu Bân lạnh lùng hừ một tiếng, một đòn trúng đích. Nguyên Thương đẫm máu, vẫn tiếp tục bỏ trốn không quay đầu lại, vừa chạy vừa kêu cứu, hắn ta gọi Tam Hoàng Huynh, cũng chính là Nguyên Kinh, nếu ở gần đó thì có thể đến cứu viện, hắn ta có thể thấy chết không cứu ư. Đã đến đại hạ này rồi vẫn còn muốn đi. Triệu Bân cứ đuổi theo mãi không thôi. Một kiếm chém ra kiếm khí. Nguyên Thương không dám dừng lại, dồn hết sức mạnh của huyết mạch vào chân nguyên hộ thể, cố gắng đỡ kiếm khí, cũng vì thế mà trả một cái giá rất đắt, chân nguyên hộ thể vỡ nát, vết kiếm hiện hết vết này đến vết khác. Soạt. Triệu Bân lướt đi nhanh như một cơn gió, vội vàng đuổi tới. Sau đó, Nguyên Thương bị một kiếm chém bay. Xong. Triệu Bân lướt theo ngay sau đó, Chu Tiên Quyết chuẩn bị đánh ra. Đột nhiên, Chu Tiên Quyết của hắn còn chưa kịp giết Nguyên Thương thì đã gặp phải một đạo kiếm quang, đen ngòm, còn mang theo cả tiếng long ngâm, không phải là long ngâm tầm thường mà là loại có thể phá hủy tinh thần, hệt như một con ma long. Lại là ngươi. Triệu Bân khẽ hừ lạnh, anh đã biết đó là ai. Kiếm uy mạnh mẽ như thế tất nhiên là xuất phát từ ma long kiếm, cũng có thể nói người cứu Nguyên Thương chính là Thánh tử Ma Sơn, trước đó khi hắn muốn tiêu diệt tiểu nhật áo đen thì cũng là kẻ này quấy rối. Đến giờ vẫn chưa giết được. Keng! Hắn còn chưa đứng vững thì đã thấy những mũi nhọn bắn tới. Ngoài Thánh tử Ma Sơn thì bên kia vẫn còn một người nữa. Không biết là vô tình hay thế nào mà cũng là người quen, Thánh tử Ma Điện,
một đòn tấn công của hắn ta đủ để khiến Triệu Bân khó chịu, lập tức đẫm máu, chân nguyên hộ thể vỡ nát, trước ngực còn bị thứ đó tạo thành một lỗ thủng toàn máu là máu. Vẫn chưa hết. Sau đó, Thánh Tử Ma Sơn còn thấy thêm một tia máu nữa. Triệu Bân vì ừa mới đặt chân xuống thì đã bị đánh lùi bình bịch về phía sau, màu máu rất quỷ dị, có thứ sức mạnh kỳ dị xâm nhập vào khí lực của hắn, cắt đi ớt mấy sợi kinh mạch, cả lục phủ ngũ tạng cũng chịu ảnh hưởng. Đêm nay là một ngày lành, tối nay cũng toàn là bạn cũ lâu ngày không gặp, người này cũng không phải là ngoại lệ, đó là Thánh Tử Ma Quật Vương Dương. Triệu Bân đứng vững, đặt chân xuống tạo thành tiếng bịch. Đối diện, ba thánh tử cũng đã đứng vững. Tại sao lại nói họ đều là thánh tử, tại sao lại nói họ đều có thù oán với hắn, nhìn thử cái vẻ mặt đó xem. Giống nhau đến kỳ lạ, đôi mắt có tia sáng lạnh lẽo lóe lên, ẩn bên trong là sự hung tàn bạo lực, cực kỳ giống ba tên ma đầu. Cảm ơn vì đã cứu, Nguyên Thương cực kỳ cảm kích. Nhưng ba thánh tử chẳng thèm ngó ngàng đến hắn ta, chỉ nhìn mỗi mình Triệu Bân. Nói thẳng ta bọn họ cũng không muốn cứu Nguyên Thương là mấy, chẳng qua là đúng lúc họ ở gần đó. Nghe thấy tiếng la hét của Nguyên Thương nên mới tới xem thế nào, thấy là cơ ngân thì không do dự tung ra đòn tấn công cực mạnh, cũng có thể gọi là đánh lén. Không ngờ lại hồi phục lại trạng thái bình thường rồi, Thánh Tử Ma Sơn nhe răng cười. Thanh kiếm đó của ngươi, ta thích, Triệu Bân không nhìn Thánh Tử Ma Sơn, chỉ mình Ma Long kiếm. Câu này còn một đoạn nữa, lát nữa, thanh kiếm đó sẽ thuộc về ta. Hủy đi ma giáp của ta. Tối nay ta sẽ chém đầu người, Thánh Tử Ma Điện nghiến răng nghiến lợi. Hắc ma giáp của ngươi nữa, ta cũng thích, Triệu Bân xoay cổ thật mạnh. Cơ ngân, ta tìm ngươi đã lâu. Đều là thánh tử, mỗi người một câu thoại thì tất nhiên không thể thiếu Vương Dương, so với Thánh Tử Ma Sơn và Thánh Tử Ma Điện thì tên khốn này mang sát ý lạnh lẽo nhất, từng gặp cơ ngân hai lần, cả hai lần đều suýt chút nữa bị giết, thù này đã khắc vào tận cốt tủy của hắn ta. Không giết cơ ngân thì rất có giải được mối hận trong lòng. Tìm ta chịu chết hả? Triệu Bân nói xong bèn liếc nhìn Vương Dương từ trên xuống dưới. Hắn vẫn không nhận ra đây rốt cuộc có phải là chân thân của Vương Dương hay không, chỉ biết là Vương Dương này có ma lực dồi dào, từ lần trước, có lẽ tên này đã nuốt được kha khá sinh linh, nếu không đã chẳng thể. Thăng cấp lên cảnh giới địa tạng trong khoảng thời gian ngắn như thế, tốc độ thăng cấp nhanh đến mức hắn cũng hoảng sợ. Giết! Vương Dương là người đầu tiên tấn công, một chưởng từ trên trời đánh xuống, năm ngón tay vô cùng nặng nề, người có thể tạo thành sức mạnh như thế có lẽ trong nhóm thanh niên ngày nay chẳng có mấy, ma lực của hắn ta được cô đọng, cộng thêm vào lực chiến. Keng! Hai ngón tay Triệu Bân khép lại, nhanh chóng đánh ra Chu Tiên Quyết. Thánh Tử Ma Điện cười lạnh, thực hiện một bí pháp trói buộc, trở thành người hỗ trợ Vương Dương. Nội chiến ngày thường tạm thời không bàn tới. Nay họ có cùng một kẻ thù, giết chết cơ ngân mới là chính đạo. Động tác của Triệu Bân bị kiềm hãm, chậm mất nửa giây. Đại ấn năm ngón tay ầm ầm hạ xuống, khiến hắn lảo đảo. Ma Long Hải. Thánh Tử Ma Sơn hét to, vung Ma Long kiếm lên. Đột nhiên, Ma Hải quay cuồng dữ dội ập đến người Triệu Bân. Mở. Triệu Bân dùng Chu Tiên Quyết chém Ma Hải, từ bên trong nhảy ra. Ma Trung, khốn sát. Hai tay Thánh Tử Ma Điện tạo thành hình chữ thập, nhanh chóng thực hiện ấn quyết. Giữa không trung chợt run lên ầm ầm, một chiếc chuông đen ngòm rơi xuống. Triệu Bân không kịp tránh đi lập tức bị nhốt lại. Ma tháp, cấm phong. Sau ma trung chính là một bảo tháp mà đen được tạo thành bởi Thánh Tử Ma Sơn, bao trùm lên ma trung, gia tăng sức mạnh, hắn ta còn đặt cả ma long kiếm của mình đặt trên tháp. Ma lô, luyện diệt. Vương Dương lạnh lùng hừ một tiếng. Tay thực hiện bí pháp. Cùng với tiếng ầm ầm, đan lô đen ngòm biến ảo bao lấy ma tháp và ma trung, ba thứ cộng lại, sát ý ma hừng hực, ma quang lượn lờ, cũng có ma văn tối đen, bên trên là khắc ấn xoay vần. Phá, cho ta. Một đòn hám sơn quyền của Triệu Bân muốn phá vỡ giam cầm. Vấn đề là hắn không thể phá được, cứ như một đấm vào tấm thép dày. Bốp, bốp, bốp. Hắn không tin, tung hết đấm này đến đấm khác. Ma trùng ông ông, ma tháp ầm vang, ma lô cũng run rẩy nhưng thứ bị phá nát lại là hắn, bị chấn động đến nỗi máu thịt bê bết, có lẽ đây là một loại bí thuật phối hợp mà chỉ ba thánh tử mới có thể sử dụng, còn nó là thứ gì thì hắn vẫn chưa rõ lắm, chỉ biết là sức mạnh cực kỳ bá đạo.
Ba thánh tử liên kết với nhau có thể mạnh đến vậy ư? Nguyên Thương vẫn chưa đi, đứng nhìn mà kinh hãi. Lực chiến của Cơ Ngân thì hắn ta có biết, lại bị giam trong đó không thể ra được. Trong tình hình này, chắc bị luyện diệt chỉ là vấn đề thời gian. Đừng ép ta phải chơi lớn. Phong Lôi Quyết, Vạn Kiếm Quy Nhất. Triệu Bân vừa hét lên, phân thân ngưng tụ lực lượng, bản tôn thực hiện một kiếm mạnh nhất, một kiếm xuyên thủng ma trung, ma tháp và ma lô, ma quang đang tàn sát đột nhiên nổ tung, tạo thành một vùng khói bụi mịt mù, biến mất giữa đất trời. Mà văn đen ngỏm kia cũng đã vỡ nát. Ba thánh tử kêu rên, cùng lùi về phía sau, ánh mắt đầy hoảng hốt, một kiếm thật mạnh. Giật mình nhất chắc là Nguyên Thương, phong ấn như thế mà cũng phá vỡ được, đúng là đánh giá thấp lực chiến của Cơ Ngân rồi. Đi mau thôi. Tên khốn đó nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, xoay người bỏ trốn. Đằng sau vang lên tiếng ba thánh tử gào giống, bay vọt lên, khí thế cộng minh, ma sát cũng cộng minh. Ngưng tụ thành một biển ma sát, bên trong có tiếng linh hồn ai oán kêu rên, nghe thấy sẽ khiến tinh thần rối loạn. Lũ chuột nhắt, Triệu Bân không hề sợ hãi, mà hoàn toàn ngược lại. Sau khi làm nóng người thì đó mới là trận chiến thật sự. Ba thánh tử với ma sát ngập trời, đòn tấn công vô cùng mạnh mẽ, chiêu nào cũng dồn vào chỗ chết, hơn nữa còn phối hợp cực kỳ ăn ý, đánh Triệu Bân cho màu máu bắn ra bốn phía, Triệu công tử cũng không hiền lành gì. Dù một đánh ba nhưng vẫn rất bá đạo, không phòng ngự mà chỉ dồn vào tấn công, tâm trạng vô địch tạo thành chiến ý vô địch, đến từng lỗ chân lông trên người đều phun và nuốt tinh khí cực nóng, như một ngọn lửa thiêu đốt. Ba người đánh ra khỏi hang động, giết ra tới núi rừng. Bí thuật liên tục tung ra, những tia sáng ánh lửa lóe lên không ngừng, sau đó chính là những vầng sáng đáng sợ cứ tung hoành ngang dọc khiến cả khu rừng bị chặt đứt, đá vụn bay đầy trời. Còn chưa rơi xuống đã hóa thành cát bụi mịt mù, một ngọn núi đang yên đang lành bị đám người họ đánh thành một đống hỗn loạn không thể tả nổi, khiến ma quỷ trong khu rừng đều trốn xuống dưới lòng đất. Người tàn nhẫn ra tay mạnh mẽ thì năm nào cũng có, tối nay lại nhiều đến lạ. Như bốn tên này chẳng hạn, tên này đáng sợ hơn tên kia, thôi trốn vào trong góc cho an toàn. Sức mạnh ở đâu ra thế? Tại sao lại có nguồn sức mạnh rồi rào mãi không hết thế cơ chứ? Ba thánh tử nhíu mày, càng đánh càng hoảng hốt, khí huyết của Cơ Ngân còn mênh mông hơn cả những gì họ tưởng, cũng dồi dào hơn những gì họ nghĩ rất nhiều, nhất là chân nguyên, không bao giờ cạn kiệt, đối chiến bí thuật, bọn họ là ba đánh một nhưng không thể chèn ép nổi một mình hắn, còn bị đối phương đánh cho lùi bình bịch về phía sau, dù đối phương có đan hải thì cũng không thể sở hữu nhiều chân nguyên đến thế. Chẳng lẽ là lực tái sinh? Thứ gì thế không biết? Cấm chú phòng trộm. Triệu Bân đang chiến đấu cũng nói thầm trong lòng. Từ lúc bắt đầu đánh đến giờ, hắn lén dùng trộm tiên thuật không chỉ là một lần nhưng chẳng hề hiệu quả, hay có thể nói là trên cơ thể ba người họ đều có thứ bí văn kỳ lạ nào đó, giơ tay trộm đồ nhưng chẳng thể trộm được bất kỳ một thứ gì. Xem ra họ đều đã nhận được tin tình báo. Chẳng hạn như thánh tử Ma Điện, nếm quả đắng một lần rồi nên đã khôn ra, đề phòng trước, Vương Dương và thánh tử Ma Sơn chắc cũng thế, đều khắc trên người bí văn lạ. Thậm chí hắn trộm tiên thuật không có hiệu quả, trộm bảo bối cũng chẳng về tay, bùa chống bùa nổ lại càng không nốt, hắn còn đang muốn nổ chết họ mà. Hết cách, dù nổ không chết nhưng cũng có thể đánh chết bọn họ. Điều kiện tiên quyết là thiên địa biến hóa không xảy ra vào lúc này. Ông, đúng là sợ gì có đó mà. Khi hắn đang thể hiện sức mạnh thì khu rừng bỗng nhiên run lên ông. Bốn người đang đánh nhau đều không kịp trở tay, bị dịch chuyển tách rời. Chán chết, Triệu Bân thầm mắng một tiếng. Sớm không tới muộn không tới, lại cố tình tới ngay lúc này. Dứt lời, lại là tiếng bịch vang lên, có vẻ hắn gặp phải trở ngại, nói chính xác hơn là đụng phải ngọn núi, nói chính xác hơn nữa là đụng phải một thứ to đùng, to đến mức nào hả? Cỡ ngọn núi ấy, đúng vậy, đó chính là Thái Thượng Hung Hổ đang ngồi đó quan sát khắp nơi. Bị hắn đụng phải. Triệu Bân thấy thế thì khóe miệng giật giật. Cái thứ khổng lồ này không dễ chơi một chút nào. Hả? Ma Khôi run run, mở mắt ra. Hắn ta đang ở đây chữa thương mà. Đột nhiên lại đụng trúng thứ gì đó. À không đúng, không phải là thứ, mà là một người, có vẻ quan mắt, nhìn kỹ lại thì đúng là mẹ nó quen mặt. Cơ Ngân. Ánh mắt Ma Khôi chợt khựng lại, tia sáng sắc bén lóe lên. Đúng là xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt, tìm tên này suốt mấy ngày nay vẫn không tìm thấy.
trước đó còn dùng thứ ma tâm kính giỏm kia chơi hắn ta một vố, nay lại dâng mình đến tận miệng, đúng là bất ngờ ngoài ý muốn. Soạt, Triệu Bân nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, xoay đầu lập tức bỏ trốn. Chỉ cần đánh với ma khôi thì tất nhiên là hắn không sợ, nhưng nếu là thái thượng hung hồ, thì thôi để cửu vĩ hồ chơi vậy, nó to như thế, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi, bàn về sức mạnh, nó không thua kém gì cửu vĩ đâu. Chạy đi đâu? Ma khôi cười lạnh, giơ tay ra. Đột nhiên, một cái vuốt hổ hư ảo vươn ra ngoài, đó là sức mạnh hung hổ, tuy chỉ là móng vuốt, cũng to không gì sánh được, Triệu Bân chỉ là một con trâu chấu nhỏ xíu trước móng vuốt của nó, có thể nghiền nát trong nháy mắt. Nhưng hắn ta lại không nỡ giết chết Cơ Ngân. Cơ Ngân Thiên Tông ấy mà, người đời ai lại chả biết trên người hắn toàn là bảo bối. Nhân tài thế này phải mang về nghiên cứu cẩn thận. Sức mạnh ghê thật, Triệu Bân giật mình. Vuốt hổ hư ảo còn chưa đến gần mà sức mạnh đã ập tới. Cũng may hắn có tốc độ rất nhanh, né tránh được đòn vây bắt. Cảnh giới huyền dương nho nhỏ mà còn muốn chạy. Ma khôi khẽ nhếch miệng, lại một lần nữa giơ tay ra đập từ trên trời xuống. Triệu Bân run sợ, một bàn tay của hắn ta thật sự rất nặng, như Thái Sơn đè trên đầu, hắn có lý do để tin rằng mình bị đập trúng sẽ bị nghiền nát như đống thịt vụn. Đó chính là sức mạnh của thái thượng hung hổ. Ầm, vuốt hổ đánh xuống ầm vang rung trời. Nhìn xuống mặt đất, cả cái dấu móng vuốt khổng lồ. Khí chàng quá mạnh mẽ, ngọn núi bên cạnh cũng bị đánh sập. Nguy hiểm thật. Ở một hang động cách đó mấy ngàn trượng, Triệu Bân xuất hiện. Hắn khá may mắn vì gần đó có vài phân thân, hắn dùng thuật triệu hồi ngược để dịch chuyển đến nơi này, nếu không thì thật sự không cách nào đỡ nổi một vuốt đó. Kẻ mạnh không phải ma khôi, mà là thái thượng hung hổ. Người đâu rồi? Ma khôi nhíu mày, nhìn quanh. Hắn ta không nhìn thấy nhưng thái thượng hung hổ lại thấy, tiểu võ tu đó trốn sang khu rừng bên kia, điều này khiến ma khôi rất khó hiểu, tốc độ người có nhanh đến mức nào thì nó cũng cách tận mấy ngàn trượng cơ. Hắn ta không kịp nghĩ nhiều, tóm được đã rồi tính. Hắn ta di chuyển thì chẳng sao. Nhưng thái thượng hung hổ cũng di chuyển thì động tĩnh rất lớn. Một chân đạp nát cả ngọn núi. Biến đi, sao lần này lại không chịu biến? Triệu Bân thầm mắng, liên tục nhìn lên trời. Lần này nếu lại biến đổi một lần nữa thì hắn được cứu rồi. Nhưng sau khi đợi rất lâu hắn vẫn không thấy thiên địa có thay đổi gì, khiến hắn luôn miệng chửi má nó, lúc cần biến thì không biến, lúc không cần thì cứ biến hóa bừa bãi như thế bộ vui lắm à, thích chơi ta có đúng không? Cơ Ngân, chạy đi đâu? Sau lưng. Hung hổ ma khôi đuổi sát không tha. Lời hắn ta có cả tiếng hổ gầm, như tiếng sấm rền vang cả vòm trời rung động. Có giỏi thì đừng dùng hung hổ. Triệu Bân mắng to, bỏ trốn không quay đầu lại. Con người ấy mà, lúc nên rén thì vẫn phải rén đi cho nó an toàn. Đến lúc nên ra rồi. Nguyệt thần liếc nhìn Triệu Bân, nói chính xác hơn là nhìn tiểu kỳ lân trên người Triệu Bân, nó là một con hỏa kỳ lân của hoàng tộc. Dù chỉ là con non nhưng vẫn có thể cho Triệu Bân một sức mạnh khổng lồ, có sức mạnh đó, Triệu Bân có thể đánh với thái thượng hung hổ một trận, tuy không đánh lại nhưng cũng không đến nỗi bị đuổi đánh thế này. Trên thực tế, Tiểu Kỳ Lân cũng muốn hỗ trợ, nhưng nó lại không biết phải lấy sức mạnh của mình ra thế nào. Vẫn chưa đứng trước ranh giới sống còn. Nguyệt thần chậm rãi nói, nếu thật sự đẩy Triệu Bân đến đường cùng, với tâm ý tương thông của Triệu Bân và Tiểu Kỳ Lân, nhất định có thể khai thác sức mạnh bên trong nó, trong khoảng thời gian ngắn có thể đối đầu với thái thượng hung hổ. Vì vụ rửa đuổi này, ma vực lại không được yên bình. Triệu Bân trốn cũng không có gì, ma khôi đuổi theo cũng chẳng sao, chủ yếu là do trạng thái của ma khôi đang là hung hổ, thái thượng hung hổ hư ảo bao quanh người ma khôi, nó vừa mới cử động thôi đã tạo thành động tĩnh lớn, dọc đường đạp đổ không biết bao nhiêu ngọn núi, không biết bao nhiêu ngôi đền bị nó san thành bình địa. Là thái thượng hung hổ. Ôi mẹ ơi, đang đuổi giết Cơ Ngân. Lần này tên đó chết chắc. Động tĩnh lớn như thế, tất nhiên sẽ làm kinh động đến bốn phương tám hướng, một đám người gần đó đều ngẩng đầu lên, dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể trông thấy thứ khổng lồ đó đang chạy vội, rung động cả đất trời, tiếng hổ gầm như tiếng sấm vang bên tai cũng khiến vòm trời chấn động. Hay lắm. Tộc xác chết thấy thế bèn nhe răng cười. Hay có thể nói là những người có thù oán với Cơ Ngân đều nhe răng cười, xem cực kỳ hào hứng, bọn họ đánh không lại Cơ Ngân, không có nghĩa là ma khôi cũng không đánh lại, nhìn lại xem hung hổ đáng sợ đến mức nào kìa.
nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cơ Ngân sẽ bị giết chết. Thế nên mới nói là đừng biến đổi vào ngay lúc này. Ầm, ầm, rầm. Mọi người cùng nhìn lên, tiếng ầm vang ngày càng rõ rệt. Nhưng Triệu Bân cũng đủ thảm rồi, Ma Khôi không chỉ đuổi theo mà còn đánh suốt dọc đường. Vì đang trong trạng thái hóa hung hổ nên một khi hắn ta xuất chiêu thì là đại chiêu, kiếm khí đầy trời như mưa kiếm, bất cứ bí thuật nào cũng khuếch đại vô hạn, lực sát thương không phải là khủng bố ở mức thường. Điều đáng ghét không phải việc này mà là phân thân. Hung khí của Thái Thượng quá mạnh mẽ, mỗi lần Triệu Bân lao tới thì đều bị uy áp vây nhốt, nhỏ yếu như phân thân hoàn toàn không chịu đựng được, cả đám đều bị diệt thì đừng nói chi tới việc triệu hồi nghịch hướng để cứu bản thể. Bùm! Lại một ngọn núi sụp đổ, nó bị hung hổ dẫm sụp. Đá vụn bay loạn, Triệu Bân bị dọa hoảng, cả người bị hất tung ra ngoài, trong khi bay, miệng còn phun máu, xương cốt kêu lên răng rắc, kinh mạch đứt lìa, suýt chút đã tàn phế. Mẹ nó chứ, ép ta phải chơi lớn à? Triệu Bân rơi xuống đất rồi đứng lên. Hắn lấy ra đàn đá, nếu không phải là tình cảnh bất đắc dĩ thì hắn cũng chả muốn đụng tới thứ này, uy lực của nó quá mạnh, lực phản vệ cũng bá đạo. Đánh cái đàn này đúng là đang cược cả mạng sống, nhưng hôm nay, hắn không dùng nó thì sẽ chết ở đây. Gào! Ma Khôi tiến đến, khí phách tràn trề. Triệu Bân hừ lạnh, làm một loạt động tác như chó bới đất trên đàn đá, chơi ra một làn điệu. Dù tiếng đàn hỗn loạn nhưng sức sát thương cũng rất mạnh, tiếng đàn vô hình như thanh thần kiếm không ai có thể nhìn thấy bổ không gian ra từng mảnh, ngay cả hung hổ Ma Khôi vừa nãy hung hãn cỡ nào cũng bị chặn đứng. Cây đàn đá kỳ quái thật. Trong lòng Ma Khôi hoảng hốt. Nên biết rằng thái thượng hung hổ của hắn ta có thể chống lại cả cảnh giới chuẩn thiên, mà còn là trong trường hợp đánh trực diện nữa. Hôm nay hắn ta lại bị một tiếng đàn tạp nham chặn đứng, mà người chơi đàn còn là cảnh giới huyền dương, sao hắn ta không sợ cho được. Bởi vậy mới có thể thấy được là cái đàn đá kia đáng sợ cỡ nào. Cơ Ngân lấy binh khí như vậy từ đâu ra không biết. Teng! Tiếng đàn hỗn loạn không ngừng vang lên khắp trời. Chơi đàn là cược cả mạng sống, đúng là nói không sai mà. Như Triệu Bân lúc này, hắn vừa chơi vừa hộc máu. Khi đàn thì chính bản thân hắn cũng bị cầm ý của đàn phản phệ, nó đang đảo loạn khí lực của hắn. Sao có thể như thế được? Sao uy lực lại giảm bớt? Triệu Bân lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của đàn đá phóng ra không bằng trước. Khi đối kháng quỷ thụ yêu, lực sát thương của đàn cực mạnh nhưng hôm nay đã liên tục đàn mà uy lực lại không sánh bằng khi đó. Linh của nó ngủ say rồi, thế thì sao không giảm cho được, Nguyệt Thần nhìn ra ngay. Tuy đàn đá mạnh nhưng phải tiến hành xử lý song song. Từ ngày diệt quỷ thụ yêu, linh của nó đã ngủ say. Bởi vậy sức mạnh mới giảm đi nhiều. Đồ tốt! Hai mắt hung hổ Ma Khôi sáng rực, ngấp nghé cây đàn trước mặt. Nghĩ vậy, hắn ta dùng bí pháp. Một chưởng vỗ xuống đất khiến mặt đất chấn động. Từng quầng sáng dùng hắn ta làm trung điểm lan ra chung quanh, uy thế bá đạo. Ọc! Triệu Bân phun máu, bị quầng sáng hất bay ra ngoài. Đàn đá không có uy lực như trước, hắn cũng khá ngạc nhiên. Không mạnh như trước thì không chặn được hung hổ Ma Khôi. Mà dù có uy lực đó thì cũng không đủ, quỷ thụ yêu tuy mạnh nhưng không nhanh nhẹn như bản chất của ma quỷ, trí tuệ cao nhưng không ham chiến. Còn hung hổ của Ma Khôi thì hoạt bát, thần trí tỉnh táo, ý chí chiến đấu tràn đầy. Điều này thì quỷ thụ yêu đúng là không sánh bằng. Ma Khôi không ngu, cũng không ngốc tới độ đứng chờ Triệu Bân đàn tiếp. Với tên này, dùng xe nỏ cũng không nổ nổi. Trừ phi tên kia đứng im cho ngươi kích nổ. Bùm! Triệu Bân lại bay ngược ra, nện vào một ngọn núi. Sau đó Ma Khôi đã bay tới, vươn một chảo áp xuống. Vừa mới đứng lên, Triệu Bân đã bị đè tới ho ra máu. Uy áp của hung hổ quá lớn, đè ép xương đùi của hắn gãy tan nát. Sao không chạy nữa? Ma Khôi cười lạnh, giọng điệu mỉa mai. Cười một hồi thì hắn ta chợt ngừng. Khi nghe thấy tiếng động lớn vang lên, trời đất lại xoay vần. Đúng lúc lắm. Hung hổ Ma Khôi bị dịch chuyển. Triệu Bân cũng thay đổi vị trí. Đáng chết. Ma Khôi tức điên. Chỉ còn chút xíu nữa thôi mà cũng để sổng mất. Nhưng tiếc là hắn ta không có cách nào thay đổi được, chút đạo hạnh của hắn ta sao xoay chuyển được tiên trận chứ. Làm tốt lắm. Ngược với Ma Khôi, Triệu Bân lại nở nụ cười vui sướng. Nói mà, mạng hắn chưa tới số,
cuối cùng thì trời đất xoay chuyển cũng có chút đáng tin cậy nhỉ. Bùm! Ma khôi bị rời tới một vùng đất xanh biếc, vừa rơi xuống đất thì một tia huyết quang lóe lên. Không biết là nhân tài nhà nào, vừa dịch chuyển tới là đã tiêu đời dưới tay hung hổ. Bùm! Bên này của Triệu Bân cũng không thua kém. Hắn lọt vào một vực thẳm, sâu khoảng vạn trượng. Gào! Ma quỷ dưới vực này có hình dạng như con rết, toàn thân ngăm đen, kích thước to lớn, tu vi địa tạng, mà còn là đỉnh cao nữa. Triệu Bân chưa đáp xuống thì nó đã dựng đứng lên nuốt chửng hắn. Đánh không lại hung hổ, chả lẽ ta còn không địch nổi ngươi? Triệu Bân mắng to, một kiếm bổ ra khe hở, hắn nhảy từ trong bụng rết ra ngoài, trở tay tung ra ba chiêu Chu Tiên Quyết, hai trong ba chúng đôi mắt rết, chiêu còn lại chúng ấn đường, một lần đánh chết ngay tại chỗ. Gào! Quỷ rết rên rỉ rồi ngã ầm xuống. Đến giờ, Triệu Bân mới có thể vững vàng đáp đất. Một âm thanh như có vật gì rớt vào trong nước vang lên, vì trước đó vực thẳm quá tối, hắn chỉ để ý con rết nên không biết bên dưới đều là nước. Bây giờ là tiếng rên của Triệu Bân. Nước dưới vực cũng chẳng phải nước bình thường mà nó chứa một nguồn năng lượng bàng bạc. Hiện tại, chúng đang cuồn cuộn tràn vào trong người Triệu Bân, trong tích tắc đã phủ đầy kinh mạch, sau đó đồng loạt tụ lại ở đan hải đang cuộn trào mãnh liệt bị sóng biển ngập trời bao phủ. Nước đen. Rên một tiếng rồi Triệu Bân nhìn thoáng qua một chút. Là nước màu đen, nếu là màu sắc khác, ví như màu vàng, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra trước, vì nó đen thui nên hắn không thấy, từ đó mới sa chân xuống. Cũng không biết đây là chất lỏng gì mà nó biến hóa rất kỳ quái, rõ ràng là một vùng nước lặng mà bên trong lại có năng lượng lập lờ, không phải là ma lực, nó tinh thuần vô cùng, cẩn thận cảm nhận một chút thì nhận ra nó có tiên khí, sức mạnh thuộc về thần tiên. Chậc chậc chậc, Nguyệt Thân nhìn mà tặc lười một hồi, nguyễn rủa gì mà đi đâu cũng gặp cơ duyên thế này. Tiếng rên của Triệu Bân biến thành gầm khê, nước là nước, cả một màng như ao đâm hưng hắn không sao thoát ra được, nguồn năng lượng không lồ này như tìm được một nơi để khơi dòng, không nghiêng trần vào cơ thể hắn, suýt làm cả thể hồn nề tung. Việc này có gì đâu, chủ yếu là ý thức. Sức mạnh quá khủng khiếp khiến hắn không trụ nổi. Cũng bởi vì sức mạnh quá lớn khiến đầu óc hắn cứ nổ đùng đùng như gặp phải sấm sét, ý thức trở nên mông lung, đôi lúc còn không thể phân biệt được thực tế và hư ảo, cứ cảm giác như đầu sắp nứt ra. Kiếm thời gian rảnh mà vui đùa đi nhé, Nguyệt Thần cười nói. Nước hơi đen, nhưng là bảo vật hàng thật giá thật. Nói cho chuẩn xác hơn, tiên lực còn dư lại trong dòng nước đúng là bảo bối xịn, ma vực rộng lớn như thế, đông người như thế, vậy mà để ngươi bắt gặp được. Cửu tử nhất sinh, đúng là tạo hóa. Phốc! Khi cô ta còn đang chặt lưỡi thì nhờ vào sức mạnh không ngừng tăng cao, tu vi của Triệu Bân mới đột phá tầng thứ 9 chưa được mấy ngày, chưa kịp củng cố cảnh giới đã tiến đến mức đỉnh cao nhất, sau đó vọt thẳng lên cảnh giới địa tạng. Đùng, đùng uinh uinh. Khoảnh khắc đó, mây đen kéo kín tầng không, sấm rền chớp giật. Không chỉ vậy, một luồng uy lực đáng sợ bao phủ trời đất. Cảm giác khiếp sợ quá đi. Dưới bầu trời, rất nhiều người vô thức ngẩng đầu lên. Đập vào mắt họ là sấm chớp gào thét, màu trời vốn đã u ám bỗng chốc tối sầm vì mây đen dày và nặng, cảnh tượng này khiến ai nhìn thấy cũng tưởng rằng sắp có mưa, còn là mưa như chút nước. Ma vực cũng có mưa ư. Thiên Vũ cũng ở đó, ngẩng mặt lên, đờ đẫn nhìn. Đây cũng là điều mà người khác muốn hỏi, ai nấy trông rất kỳ lạ, nhất là các dòng truyền thừa lớn ở ma vực. Theo ghi chép trong bí quyển, ma vực chưa từng có mưa, hay nói cách khác, càn khôn của ma vực che mưa chắn gió. Không phải, là thiên kiếp. Ở chỗ sâu thẳm, không biết kẻ nào đã gào lên như thế. Hai chữ thiên kiếp vừa thốt ra, tất cả mọi người run rẩy. Thiên kiếp không phải là dị tượng thông thường, người bình thường cũng không thể thu hút được thiên kiếp. Từ cổ chí kim, kẻ có thể tạo ra được thiên kiếp toàn là yêu nghiệt nghịch thiên, bởi lẽ quá xuất sắc nên bị trời xanh đố kỵ. Thế nên mới muốn giáng thiên kiếp để kẻ độ kiếp bị tiêu diệt. Thứ này vừa là tai họa mà cũng là may mắn, không vượt qua nổi thiên kiếp thì hồn bay phách tán, nếu vượt qua được thì thoát xác niết bàn. Thiên kiếp của ai thế? Nhìn lên trời cao, ai cũng tự hỏi như vậy. Tiếc rằng không ai có thể đưa ra đáp án chính xác. Một đống người ở đó, có trời mới biết thiên kiếp giáng xuống đầu ai. Lúc họ đang nhìn thì sấm chớp đột nhiên tắt ngúm. Mây đen vần vũ cũng từ từ tản đi, đến cả uy lực đáng gờm kia cũng bị dập tắt cùng một lúc,
chỉ có cơn gió lạnh vẫn thổi ngang qua vòng trời. Thiên kiếp hết rồi. Đám đông yêu nghiệt trông thấy mà sững sờ. Hay là, người sắp độ kiếp đột nhiên nổ tung và chết rồi. Suy đoán này đáng để nghiền ngẫm đấy. Kẻ độ kiếp chết rồi, thiên kiếp cũng tự tiêu tan thôi. Tiêu tan cái đầu ngươi. Dưới đáy vực sâu hun hút, Triệu Bân buông tiếng chửi thề. Tất nhiên, đây chỉ là lời nói trong lòng để mình hắn nghe thấy được. Đúng vậy, đây là thiên kiếp của hắn. Khi tiến vào cảnh giới chân linh, hắn bị sét đánh một lần. Khi tiến vào cảnh giới huyền dương, hắn bị sét đánh thêm một trận. Bây giờ hắn đã vào tới cảnh giới địa tạng, đâu thể thiếu được thiên kiếp, chẳng qua thứ này bị hắn phong ấn rồi. Thiên kiếp là một thứ tốt, uy lực rất bá đạo. Nếu độ kiếp ở nơi đông người cũng sẽ náo nhiệt lắm đấy. Mà bây giờ ở ma vực không thiếu gì người. Thiên kiếp của hắn đâu thể lãng phí như thế chứ. Đợi đó cho ta. Trước khi nhắm mắt, Triệu công tử buông lời thách thức. Đợi đó đi, đợi ta có thời gian rảnh, gom hết các ngươi vào chung một chỗ, có kẻ nào hay kẻ đó, cho các ngươi xem thử thế nào là cảnh tượng bị sét đánh trên quy mô lớn. Nhất là đám kẻ thù của hắn, hắn sẽ chăm sóc đặc biệt từng tên một. Đợt phong ba của thiên kiếp đến nhanh mà đi cũng rất nhanh. Di chỉ ma vực lại quay về trạng thái ban đầu, ai tìm bảo vật thì tìm, ai đánh nhau thì đánh, đa số họ thỉnh thoảng vẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời u ám, chưa biết chừng sẽ có vì sao nào đó rơi xuống như ma tâm kính lần trước. Nói ra cũng lạ ghê, sao bảo vật lại rơi từ trên trời xuống nhỉ? Chẳng lẽ bầu trời cũng ẩn giấu huyền cơ? Trên thực tế, kẻ nào đầu óc thông minh cũng đang nghiên cứu rồi. Ánh mắt họ nhìn lên bầu trời cũng thâm sâu lắm. Ma vực quỷ dị như thế, nếu bầu trời không có huyền cơ gì, có quỷ mới tin. Tìm đi, tìm kỹ càng vào cho ta. Tiếng quát của ma khôi vang vọng cả một vùng đất. Tất nhiên là tìm cơ ngân. Nếu không phải trời đất thay đổi, hắn ta đã bắt được báu vật sống đó rồi. Triệu Bân không nghe được lời nói của hắn ta. Hắn đang dốc sức đè nén thiên kiếp, dùng hết nửa canh giờ mới phong ấn hoàn toàn thiên kiếp. Lúc này đây, hắn đang tĩnh tâm củng cố cảnh giới địa tạng. Một tầng võ đạo xứng với một tầng tu vi, quả nhiên không hề sai, nhất là khi ở cảnh giới cao, từ huyền dương đổi sang địa tạng đúng là một trời một vực. Nhìn đi, sức mạnh chảy trong cơ thể, vô cùng dồi dào. Nhìn đi, chân nguyên tràn trong kinh mạch, vô cùng tinh túy. Điều này mang đến cho hắn sự tự tin, một thứ tự tin để đánh nhau với cả cao thủ chuẩn thiên. Chắc chắn nếu còn gặp được cảnh giới chuẩn thiên như Ngân Sơn lão quỷ, hắn cũng có thể đánh nhau trực diện mấy chục hiệp. Dù không thể tiêu diệt nổi lão ta, nhưng cũng không còn bị đè ra đánh như trước kia nữa. Không biết tới tận lúc nào, hắn mới mở mắt ra. Đồng tử của hắn cũng trở nên sâu hơn, ánh mắt sáng ngời giống như ánh sáng của sao đêm, rạng rỡ và thu hút. Cảm giác sau khi đạt cảnh giới địa tạng đúng là quá thoải mái, mới thế này thôi. Còn chưa trải qua nghi thức rửa tội bằng thiên kiếp, nếu hắn vượt qua thiên kiếp, chắc sẽ còn thoải mái hơn, khả năng chiến đấu và căn cơ chắc chắn sẽ nâng cao. Màu nước đen đã đổi sang trong vắt. Theo suy đoán của hắn, chắc hẳn tinh túy trong dòng nước đã bị hắn hấp thụ, màu nước mới khôi phục trạng thái bình thường. Hắn dùng bí pháp di chuyển hết nước trong hố ra ngoài. Trong dòng nước chẳng thể vô duyên vô cớ mà ẩn chứa tiên lực được, bên dưới ắt có huyền cơ. Đúng như hắn dự đoán, bên trong hố nước có một vật kỳ lạ. Đó là một cọng cỏ héo úa, vẫn còn sót lại chút tiên lực. Hiển nhiên, đây là một nhánh cỏ tiên. Bởi vì nó đã héo rũ nên hắn không nhìn ra được hình thái thực sự, cũng không nhận ra là cỏ tiên ở cấp bậc nào, chỉ biết rằng tiên lực của nó hòa vào dòng nước, để kẻ rơi xuống nước như hắn vô tình hấp thụ được. Khi hắn nhìn vào, cọng cỏ héo úa đung đưa theo gió. Năm tháng quá lâu. Nó cũng không chịu nổi phong hóa của tháng năm. Bất diệt ma quân là một vị tiên thật à? Triệu Bân lẩm bẩm, nếu không phải, trong ma vực sẽ không thể có nhiều bảo vật của tiên gia như vậy. Nào là tiên trận, nào là đàn đá, nào là cỏ bản tâm linh lung, nào là cọng cỏ tiên này, toàn liên quan tới tiên thôi. Nếu là như thế thật thì chấn động quá. Qua hồi lâu, hắn mới bình tâm lại. Dù sao đi nữa, lần này lại là một phen may mắn. Điều này phải nhờ công của hung hổ ma khôi, nếu không bị hắn ta truy sát, hắn cũng sẽ không di chuyển tới vực sâu này, càng không rơi xuống dòng nước đen để hấp thụ tiên lực, nâng cao tu vi. Ma khôi mới là sự trợ giúp lớn nhất, một lần tai nạn là một lần may mắn,
chuyện duyên số nói sao cũng không rõ ràng được. Tiểu tử, người cứ đợi đó cho ta. Triệu Bân vừa lồm cồm bò lên trên vừa chửi thầm trong lòng, tất nhiên là chửi tên ma khôi kia. Có trời mới biết, khi gặp phải sấm sét từ thiên kiếp, tên kia có đứng vững được không? Nếu kế hoạch tỉ mỉ và chính xác, hắn có thể tiêu diệt luôn cả ma khôi lẫn thái thượng hung hổ. Hung hổ rất ngầu, nhưng nếu đối diện với thiên kiếp, chắc cũng phải ngoan ngoãn phủ phục xuống. Ra khỏi vực sâu, màn đêm ập xuống. Hắn liếc mắt nhìn trời đất, đi về một phía. Giữa chừng, hắn nhìn chiếc nhẫn không dưới một lần, nhìn uy lực của chiếc đàn đá nhanh chóng giảm xuống, đây chẳng phải tin gì tốt đẹp. Qua một hồi nghiên cứu, hắn khẽ nheo mắt, chắc hẳn là linh của đàn đá rơi vào trạng thái say ngủ mới khiến cầm âm mất đi cầm ý vốn có, thế nên uy lực mới giảm mạnh. Thế cho nên, nếu đánh thức được linh của nó là có khả năng phục hồi uy lực. Kiếm thời gian nào đó trò chuyện cho đàng hoàng nhé. Triệu Bân mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Huyền cơ của bầu trời đến giờ vẫn chưa ai hiểu được, nhưng ngay thời khắc hắn tiến vào cảnh giới địa tạng, rõ ràng đã trông thấy bầu trời thay đổi, đích thị ẩn giấu càn khôn. Theo suy nghĩ của hắn, chắc hẳn phải cần tới một chiếc chìa khóa mới mở được cánh cửa vô hình này. Thiên kiếp chính là chìa khóa, Nguyệt Thần thong dong nói. Hay nói cách khác, thiên kiếp có thể là một chiếc chìa khóa, dù không mở được cánh cửa kia cũng có thể vén mở một góc bí mật càn khôn. Như thế, báu vật được cất giữ bên trong có lẽ sẽ qua lỗ hở mà rơi xuống. Tiếc rằng Triệu Bân không nghe thấy lời của cô ta. Cũng chẳng sao cả, với bản tính của Triệu Bân, nếu gặp được hoàn cảnh thích hợp, chắc chắn sẽ dùng thiên kiếp. Khi ấy, di chỉ ma vực sẽ biến thành khu vực sét đánh quy mô lớn. Nghĩ thôi cũng thấy mong chờ rồi, thích nhất là trông thấy người ta bị sét đánh. Xoạt, xoạt, cứ mỗi bước đi. Triệu Bân lại biến ra một phân thân. Hắn làm lạc mất đồng đội rồi, kiểu gì cũng phải tìm lại chứ. Sở Vô Xương và Thiên Vũ chắc hẳn vẫn đang lúng túng tại chỗ đấy. Hai tên này là yêu nghiệt ở Thiên Tông mà khi tiến vào di chỉ ma vực như biến thành hai hòn đá ngáng đường, đi đến đâu cũng liên lụy hắn. Nghĩ cũng phải, ai bảo nơi này lắm nhân tài thế. Không có kẻ yêu nghiệt nhất, chỉ có kẻ yêu nghiệt hơn. Ấn đường tối thui nha. Nguyệt Thần lầm bầm nói. Cũng không biết đang nói về ai. Nói dứt câu này, qua một hồi lâu sau, cô ta cũng không nói thêm gì nữa, bởi vì lời nguyền của thần linh lại phát tác, thế tấn công quá hung hãn, cô ta cùng lời chúc của thần và lời chúc của cửu thế chiến đấu rất chật vật, từng có lúc bị đè ra mà đánh. Ở bên này, Triệu Bân đã tiến vào một thảo nguyên. Tìm đến nửa đêm vẫn chưa tìm thấy Thiên Vũ hay Sở Vô Xương, nhưng phân thân của hắn bị tiêu diệt khá nhiều, thế nào cũng có vài kẻ không yên phận. Liếc thấy con sói lạc đàn là muốn giết người cướp của. Quỳnh! Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, đất trời rung chuyển. Triệu Bân đã dự đoán từ trước, khi mở mắt ra, hắn đã thấy một thung lũng. Ngoài hắn ra có một kẻ mặc áo bào đen trông rất quỷ dị cũng bị dịch chuyển tới nơi này, đúng chuẩn một u linh, đi đường mà bàn chân không chạm đất, thỉnh thoảng cơ thể cũng méo mó, không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ trừ ra một đôi mắt lạnh lẽo và cô độc. Từ sâu trong ánh mắt ẩn giấu vẻ khát máu và tàn bạo. Khi vừa nhìn thấy, Triệu Bân còn tưởng đấy là người của La Sinh Môn kia đấy. Nhưng nhìn kỹ lại, không phải. Hình như đã gặp ở đâu rồi, Triệu Bân nói thầm trong lòng. Hắn muốn nhìn trộm, thế nhưng đối phương giấu quá kỹ, thậm chí có cả sức mạnh thần bí nào đó che khuất thiên nhãn. Thấy Triệu Bân, thể phách của người mặc áo bào đen khẽ run lên, nhưng chỉ thoáng chốc là khôi phục trạng thái bình thường. Bất giác rảo bước nhanh hơn. Rõ ràng kẻ này đang đi, nhưng nhìn thế nào cũng giống như đang chạy. Trên thực tế, hắn ta chạy thật. Đi được khoảng vài trượng, tên này co giò chạy trốn, tốc độ cực nhanh, như một tia sáng. Là ngươi à? Hai mắt Triệu Bân lóe sáng, quay người đuổi theo. Trong thoáng chốc, hoa văn kỳ lân trên người hắn cũng sống động lớn, là do kỳ lân có cảm ứng, cảm nhận được tà ác, mà tên mặc áo đen chính là kẻ gian ác đúng chuẩn. Không sai, kẻ này chính là tàn niệm mặt quỷ. Ta đã bảo rồi mà, quen quá cơ. Triệu Bân cười khẩy, đuổi theo sát nút. Tàn niệm mặt quỷ nghiến răng nghiến lợi, chạy trốn mà không dám quay đầu, cũng chẳng phải vì sợ Triệu Bân, mà là sợ Kỳ Lân, sợ sức mạnh thần bí trong cơ thể Kỳ Lân, chuyên xung khắc với tà ác. Chạy đâu hả? Triệu Bân nhanh chóng tăng tốc, rút ngắn khoảng cách còn hai mươi mấy trượng, sau đó dùng tới thuấn thân tuyệt sát. Ở tu vi địa tạng.
cự ly sử dụng thuấn thân tuyệt sát cũng kéo dài thêm, có động lực hay không cũng không sao, không thể để tàn niệm mặt quỷ chạy thoát. Phụt! Máu me bắn ra, đầu người rơi xuống. Điều khiến Triệu công tử ngơ ngác là mặt quỷ bị chặt mất đầu rồi nhưng phần cơ thể còn lại vẫn còn đang chạy, đã vậy trong lúc tháo chạy còn mọc thêm cái đầu mới. Cái đầu đã bị chém rơi xuống đang biến thành một làn xương đỏ thẫm giữa không trung, sau đó tan biến mất. Thế nhưng, đòn tấn công của hắn cũng đã khiến mặt quỷ bị trọng thương. Tốc độ của tên kia nhanh chóng giảm đi khá nhiều. Thấy vậy, Triệu Bân lại tăng tốc, chỉ qua vài nhịp thở đã đuổi tới nơi, không nói một câu nào thừa thãi, xách kiếm lên chém. Mặt quỷ biểu cảm dữ tợn, đột ngột quay người, dù chẳng có công pháp gì nhưng nó phun một luồng khói đen về phía Triệu Bân. Triệu Bân không né kịp nên hứng chịu hết, bị khói đen che khuất tầm nhìn khiến nhát kiếm vung ra mất mục tiêu, nhát chém chỉ chém vào khoảng không. Âu u! Tiểu Kỳ Lân bỗng chốc rời khỏi cơ thể, nhào lên người mặt quỷ mà cắn. Tiếng la thảm thiết vang lên. Mặt quỷ bị Kỳ Lân cắn nên gào rú thê thảm, đúng là xung khắc với tà ác mà. Phong ấn! Triệu Bân xua hết khói đen, vung trưởng tới, giữa những kẽ tay có phù văn chuyển động. Lòng bàn tay có hoa văn thần bí, đúng chuẩn thuật phong ấn. Mặt quỷ cũng rất tàn nhẫn, nó chém đứt một nửa cơ thể, cũng chỉ là nửa cơ thể đang bị Kỳ Lân cắn, mà nửa cơ thể còn lại nhanh chóng thoát thân, biến thành một luồng khói đen kịt, chỉ chớp mắt đã trốn thoát không còn tăm tích, khiến cho trưởng phong ấn của Triệu Bân lại đánh vào khoảng không. Đi đâu hả? Triệu Bân dùng tới cảm giác, truy tìm từng tấc một. Tiếc là không tìm được tung tích của mặt quỷ. Tiểu Kỳ Lân khịt khịt mũi, người một hồi cũng không thu được kết quả. Mặt quỷ chạy quá nhanh, chắc hẳn đã trốn ra khỏi thung lũng này, đến mức nó chuyên khắc chế vật gian tà cũng không tìm thấy. Ngươi giỏi lắm. Triệu Bân hít sâu một hơi, đã có cơ hội tốt mà lại để cho hắn ta chạy mất, di chỉ ma vực lớn như vậy, sau này muốn tìm thấy hắn ta rất khó khăn, nếu như để cho hắn ta phát triển thêm thì lại càng khó giết. Ngao hú. Tiểu Kỳ Lân kêu lên rồi nhảy trở về cơ thể của Triệu Bân, lại biến thành một ký hiệu. Đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa. Triệu Bân mắng một câu, sau đó thu kiếm lại rồi xoay người rời đi. Nhưng hắn còn chưa kịp bước lên thì đã nhìn thấy phía trước có một thứ gì đang rơi xuống. Sau khi nhìn kỹ lại thì hắn mới thấy đó là một kẻ mặc áo đỏ, trên áo có khắc bí văn, nhất định là cùng loại với huyền bào tị thế có thể dùng để ẩn thân. Nhưng Triệu Bân có thiên nhãn cho nên có thể nhìn thấu được phía dưới lớp áo là một thanh niên có nét mặt khá nữ tính, xem tướng mạo thì khá giống Ân Minh, đều có nét âm hiểm giả dối, đặc biệt là đôi mắt trông như mắt rắn. Về phần tại sao cái tên này lại rơi xuống đây thì chắc hẳn là do thiên địa biến hóa. Hơn nữa, đối với việc thiên địa biến hóa thì những người trong di chỉ đều đã cảm thấy quen thuộc. Chưa từng gặp qua, Triệu Bân vừa nhìn đã biết chắc mình không quen biết kẻ này. Đã không quen biết thì cứ đường ai nấy đi thôi. Thanh niên áo đỏ chật vật đứng lên, đột nhiên gặp cảnh thiên địa biến hóa thì làm gì có ai không chật vật. Di chỉ ma vực này như đang đùa giỡn với tất cả mọi người, nói biến hóa liền biến hóa, không có bất cứ dấu hiệu nào báo trước. Khi đứng vững thì hắn ta liền nhìn thoáng qua Triệu Bân. Triệu Bân đang khoác huyền bào tị thế cho nên hắn ta tất nhiên không thể nhìn thấu lai lịch. Tuy nhiên điều này cũng không ngăn cản được hắn ta xông lên tìm kích thích. Keng! Không chờ Triệu Bân đi qua thì hắn ta đã phóng ta một luồng kiếm khí chém về phía Triệu Bân. Con mợ nó! Triệu Bân nhướng mày mắng thầm trong lòng. Người bên trong di chỉ ma vực gần đây đều kiêu ngạo như vậy hay sao, thậm chí còn không thèm nói tiếng nào mà đã ra tay rồi, cũng giống như thanh niên áo đỏ này vậy, nói đánh liền đánh. Ông đây vừa mới bước vào cảnh giới địa tạng. Còn chưa tìm được chỗ để luyện tập thì ngươi đã tự dâng đầu đến rồi à? Vèo! Triệu Bân phất tay áo, một tay hóa giải kiếm khí. Thanh niên áo đỏ kinh ngạc, không ngờ đối phương lại phản ứng quá nhanh. Triệu công tử không chỉ phản ứng nhanh mà tốc độ phản kích cũng không hề chậm, đối phương đã không nhiều lời thì hắn cũng vậy, vừa xoay người xong chỉ đã khép lại bắn ra huyền hoàng khí phối hợp với Chu Tiên Quyết tạo nên kiếm khí cực mạnh. Thanh niên áo đỏ nheo mắt. Phất tay biến ra một vòng tròn ánh sáng trước mặt hút kiếm quang của Chu Tiên Quyết vào trong khiến cho kiếm quang trong chớp mắt liền biến mất. Triệu Bân cau mày, bí pháp này thật sự quá quỷ dị, chỉ vẽ ra một vòng tròn liền có thể hóa giải Chu Tiên Quyết. Hắn vẫn đang suy nghĩ quá đơn giản. Thanh niên áo đỏ không chỉ có thể hút Chu Tiên Quyết vào trong vòng tròn mà còn có thể dùng nó để phản kích.
chỉ thấy vòng tròn kia rung lên một cái rồi lại bắn ra kiếm quang của Chu Tiên Quyết thẳng về phía Triệu Bân. Khả năng phản thương. Triệu Bân thầm nói trong lòng, hắn đã nhìn ra manh mối của vòng tròn đó rồi. Hắn phất tay đánh ra một trưởng hóa giải kiếm quang Chu Tiên Quyết. Quyền pháp, trói buộc tại chỗ. Thanh niên áo đỏ âm trầm cười, đột nhiên vẽ một vòng tròn trên mặt đất bao lấy Triệu Bân ở bên trong, ngọn lửa phía trên vòng tròn bùng cháy dữ dội nhưng cũng không phải là lửa thật mà là một loại hình thái của bí pháp, nếu như không cẩn thận chạm vào thì sẽ bị đốt cháy thành tro. Trước đây tiểu nhật áo đen đã từng dùng qua loại bí thuật tương tự để hỏa táng Triệu Bân. Ông! Triệu Bân mạnh mẽ mở ra thiên cang hộ thể phá vỡ vòng tròn. Có cái rắm mà ngươi trói buộc được ta. Thiên cang hộ thể. Thanh niên áo đỏ cũng rất hiểu biết, vừa nhìn đã nhận ra bí thuật này. Thiên cang hộ thể có năng lực phòng ngự tuyệt đối, là bí thuật truyền thừa của Dương Thiên Thế Gia. Trong chớp mắt Triệu Bân đã tiếp cận thanh niên áo đỏ rồi tung ra một quyền mạnh mẽ. Thanh niên áo đỏ cau mày, một quyền vừa tung ra của Triệu Bân quá mạnh mẽ. Hắn ta không dám đối kháng mà chỉ từng bước phi thân về phía sau thế nhưng vẫn bị dư lực làm cho chấn động. Vèo. Triệu Bân đuổi theo sát nút, công kích tới như một bóng ma. Thanh niên áo đỏ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hằn đầy những tơ máu, chuẩn bị bắn ra huyết quang. Nhưng hắn ta đã thi triển chiêu này không đúng lúc, ngay khi hắn ta liếc mắt nhìn Triệu công tử thì liền bị trúng phải ảo thuật thiên nhãn của hắn, thần sắc trong chớp mắt dại ra. Huyết quang trong mắt định bắn ra ngoài cũng ngay lập tức bị tiêu trừ. Tiếp sau đừng gây hấn với người không nên gây hấn. Triệu Bân lạnh lùng nói rồi chọc ngón tay vào giữa ấn đường của đối phương. Đây là một đòn tuyệt sát, ngón tay vừa điểm ra liền muốn xuyên thủng ấn đường của thanh niên áo đỏ. Rắc, tiếng vang sau đó nghe hết sức chói tai. Một ngón tay của Triệu Bân tuy mang uy lực vô song nhưng vẫn không thể xuyên thủng ấn đường của đối phương, chỉ giống như vừa chọc vào một tấm thiết. Chẳng những không thể xuyên thủng ấn đường của đối phương mà còn bị chấn động đến mức xương ngón tay nứt toạc ra. Chuyện gì vậy? Triệu Bân nhíu mày tìm manh mối. Giữa ấn đường của đối phương dường như được khảm một miếng thiết chỉ lớn cỡ ngón tay, nói là được khảm thì cũng không chính xác, nhất định là nó đã được dung hợp cùng với máu thịt của hắn ta cho nên mới không khác gì da thịt bình thường, lúc này Triệu Bân chọc một ngón tay vào mới có thể nhìn ra được huyền cơ. Miếng thiết này thật sự rất cứng rắn. Là bảo bối dùng để bảo vệ ấn đường của hắn ta. Chỉ trách hắn đã quá vội vàng, còn chưa nhìn kỹ mà đã chọc tới một ngón tay cực mạnh. Phá! Thanh niên áo đỏ vừa đứng vững liền quát lớn một tiếng. Hắn ta vừa dứt lời thì từ bên trong cơ thể đã bộc phát ra một luống năng lượng mãnh liệt. Đây là Triệu Bân. Ta thật sự đã đánh giá thấp người. Triệu Bân hờ lạnh một tiếng, lại xông tới công kích. Khi tiếp xúc đủ gần, hắn liền thi triển đấu chiến thánh pháp. Thanh niên áo đỏ bị đánh đến mít cê cê choáng váng đầu óc. Đây là phương pháp đánh cận chiến gì vậy, sao lại quỷ dị đến thế? Chí ý bộc phát ra cũng hết sĩ ức bá liệt, mỗi một quyển đánh ra đều khiến cho hắn ta đâng không vững, càng phản kích lại càng yếu thế. Hắn ta thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xê ông cốt vỡ vụn bên trong có thể.